chương 1701 không sai. Thật sự là nàng. Kiếm tuyết vô danh, nữ thần thực tập từ trước đến nay vẫn luôn dây dưa không rõ với mình. Chỉ là cậu nữ thần lúc đầu ăn mặc mát mẻ, dáng người bốc lửa như vậy, tại sao bây giờ đột nhiên lại trở thành lo ly, với hai chùm tóc đuôi ngựa vừa thuần vừa dục vừa trắng lại vừa nhỏ, như vậy. Khuôn mặt thanh thuần, dáng người ma quỷ. Người muốn túm lấy đôi đuôi ngựa điên cuồng xuất cảng không? Trong đầu của Lâm Bắc Thần không giải thích được hiện ra câu nói này. Đáng chết, cảm xúc oán trách vẫn nộ trước đó, trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn biến mất. Lại có thể là ngươi. Một vị ngự tỷ xinh đẹp mặc chiếc váy màu xanh thẳm bó sát người, nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Bắc Thần, không khỏi há to miệng, cánh môi hồng nhuận đầy đạn trực tiếp trở thành hình chữ O khoa trương, có thể nhét vào một cái lạp xưởng hun khói cỡ lớn. Lâm Bắc Thần nhìn ngự tỷ tóc lam mặc váy bó sát màu lam trước mắt này, cảm giác có chút kỳ quái. Ban đầu hắn ở trên mạng lưới chân ái, nhìn thấy đều là các bức ảnh chụp bóng lưng không lộ mặt của ngũ hải chi chủ, cho nên chẳng qua chỉ là cảm thấy cái ngực, cái mông, cái cánh tay này có chút quen mắt, lại không nhận ra người này ngay từ đầu. Có lẽ nữ nhân đều là như vậy, nhưng vị trước mắt này, lại mỹ mạo xinh đẹp hiếm thấy, khí chất cực kỳ cao quý, vừa nhìn đã biết là xuất thân từ gia đình giàu có, gia thế không tầm thường. Hắn nhìn về phía kiếm tuyết vô danh, nói, vị này là... a. À, vị này chính là nữ thần thần giới chắc tuyệt có giá trị nhan sắc gần với ta, mà ta nói ngân hoàng hải vũ miện hạ trừ cái đó ra nàng còn là một vị thương nhân hải sản giàu có sản nghiệp hải sản cung cấp làm lũng đoạn toàn bộ thần giới cũng là một trong những nhà đầu tư cho hành động lần này của chúng ta kiếm tuyết vô danh lập tức giới thiệu lâm bắc thần nghe vậy đột nhiên trở nên tôn kính thì ra là ngân hoàng hải vũ miện hạ tại hạ lâm bắc thần người xưng là đệ nhất mỹ nam tử của thần giới lần đầu gặp mặt rất hân hạnh rất hân hạnh hắn ngay lập tức rất nhiệt tình giơ tay ra bắt tay thế nhưng biểu cảm trên gương mặt của ngân hoàng hải vũ lại có chút kiêu căng vểnh cái cằm mượt mà trắng như tuyết lên lườm lâm bắc thần một cái nói chậm rãi đưa bàn tay ngọc ngà giống như hành lá mới lột ra dùng một loại giọng điệu lãnh cảm nói quả thật là có mấy phần tư sắc ấn tượng sơ bộ không tệ đáng để đầu tư mẹ nó giọng điệu này tư thái này tác phong này đúng là một phú hào của thần giới mà nhất định là người thần thông quảng đại giao du rộng lớn nhìn có vẻ đáng tin cậy hơn nhiều so với kiếm tuyết vô danh là một cái đùi lớn. Phải nắm bắt cơ hội ôm chặt. Lâm Bắc Thần bắt tay với Ngân Hoàng Hải Vũ, nhẹ nhàng bóp một cái, hôn lên mu bàn tay, nói, phong thái của miệng hạ khiến cho người ta mê muội, không hổ là nữ thần có giá trị nhan sắc mạnh nhất thần giới. Trong đôi mắt của Ngân Hoàng Hải tộc lóe ra một chút vẻ buồn cười, suýt chút nữa phá công. May mà vào thời khắc then chốt, nàng đã nhịn được. Lúc này không thể để cho hình tượng nhân vật nhà giàu danh viện, mà bản thân và kiếm tuyết vô danh, cực khổ suy nghĩ tạo ra bị sụp đổ ngay tại chỗ. Một khi sụp đổ thì không có cách nào lừa gạt tiền từ chỗ lâm bắc thần. Này này này, lỗ tai của ngươi làm sao vậy? Rõ ràng là giá trị nhan sắc ở thần giới gần với nữ thần kiếm tuyết vô danh ta. Cái gì mà mạnh nhất thần giới, ngươi có phải là điếc hay không? Kiếm tuyết vô danh ở bên cạnh lập tức bất mãn, phàn nàn ngay tại chỗ. Lâm bắc thần liếc nhìn nữ thần thực tập đôi đuôi ngựa này một cái. Ừm, được, là kiếm tuyết vô danh thật sự. Đức Hạnh giống y hệt như bình thường lúc giao lưu trên WeChat. Không sai được. Trong mắt ta, Ngân Hoàng Điện Hạ hoàn toàn xứng đáng là nhan trị mạnh nhất. Cha Nam bật hách không chút khách khí phản bác ngay tại chỗ. Ngươi! Nữ thần lo ly hai đuôi ngựa tức giận đến mức lỗ tai đều sắp bốc khói lên rồi. Ta nhị! Vừa nghĩ tới việc nhất định phải nhanh chóng lừa gạt tiền trong tay của Lâm Bắc Thần, để trả vay nặng lãi, kiếm tuyết vô danh đành phải nén giận. Trước tiên rời khỏi nơi này đi. Ngân Hoàng Hải Vũ Lông mày hơi nhíu lại bàn tay trắng thuần che mũi ngọc tinh xảo lại, nói, hoàn cảnh nơi này quá kém. Tiểu tuyết à, ngươi làm việc thế nào vậy? Tại sao phải chọn hoàn cảnh hôi thối như vậy? Sau này chú ý một chút. Kiếm tuyết vô danh, nàng cảm thấy mình hình như là thất sách rồi. Hai người này, một cha nam không cần mặt, một nhân vật nhập vai quá sâu. Đến cuối cùng, cũng chỉ có bản thân biến thành công cụ người lâm vào cảnh khốn cùng. Thật sự là một đôi cầu nam nữ. Một nén nhang sau. Ba người đi tới trong phòng riêng của một quán trà trên đường tật phong. Kế hoạch là như vậy. 9 ngày sau, chính là giải đấu thần tuyển thần giới trăm năm tổ chức một lần của đại hoang thần tộc. Tất cả tín đồ có điều kiện phù hợp đều có thể tham gia tiến vào top 1.000 người của giải đấu thần tuyển thì có thể được lựa chọn trở thành quyến tộc của các thần. Linh khác nhau, lấy được thần lực, thần thuật, thần thạch ban thưởng, trở thành dân thượng đẳng của thần giới. Tiến vào top 100 của giải đấu thần tuyển, trải qua xét duyệt, có thể trở thành quyến tộc thân truyền của đại hoang thần, được ban thần lực cao cấp, thần thuật cao cấp cùng số lượng lớn thần thạch. Địa vị ở thần giới một bước lên mây, tiến vào top người của giải đấu thần tuyển, trải qua khảo nghiệm, có thể có được thần vị, trở thành thứ thần, có được thuật tu luyện của thần linh. Tiến vào top 3 của giải đấu thần tuyển, có thể trở thành thành viên của Đại Hoang Thần tộc. Hạng nhất của giải đấu thần tuyển, có thể trở thành thành viên cao cấp của Đại Hoang Thần tộc, địa vị cao hơn nhiều so với thần linh bình thường. Ta và Ngân Hoàng Hải Vũ Miện Hạ đã vạch ra kế hoạch kỹ càng mà lại kín đáo, chuẩn bị đưa ngươi đi tham gia giải đấu thần tuyển lần này ngươi phải tranh thủ tiến vào top 3, đánh vào nội bộ của đại hoang thần tộc. Đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi." Kiếm Tuyết vô danh với vẻ mặt hưng phấn giới thiệu. "Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giải đấu thần tuyển, nghe có vẻ không khác biệt lắm với Thiên Kiêu tranh bá chiến, hơn nữa bao quát toàn bộ chuyện thi đấu của thần giới, đến lúc đó ban thưởng nhất định không thấp. Vấn đề ở chỗ, ai cho ngươi tự tin cảm thấy ta có thể ở trong trận đại chiến của thần giới?" trực tiếp giết vào top 3 của giải đấu thần tuyển. Lâm Bắc Thần nhìn kiếm Tuyết vô danh. Trước kia hắn đã cảm thấy tên này đầu óc không bình thường, hiện tại cuối cùng đã được kiểm chứng. Ta tin tưởng ngươi. Kiếm Tuyết vô danh chớp chớp mắt. Ta cảm ơn con mẹ ngươi. Lâm Bắc Thần tức giận nói. Ngân Hoàng Hải Vũ cũng khẽ gật đầu, nói, ta cũng rất có lòng tin đối với ngươi. Lâm Bắc Thần lập tức liền với vẻ mặt ôn hòa cười nói, quả nhiên là giữa nam nữ có gia trị nhan sắc mạnh nhất, đều có sự cộng hưởng tự tin to lớn nếu tỷ tỷ đã nói như vậy, vậy ta sẽ thử một lần xem. dù sao thử một lần cũng không phạm pháp, lỡ như thật sự giết vào tốt một nghìn, lăn lộn kiếm một chút ban thưởng cũng không tệ. kiếm tuyết vô danh thấy thế, ngay lập tức lại phát điên lần nữa. để đệ, đệ thối, cách phân biệt đối xử này của ngươi có chút quá đáng rồi đấy. đúng rồi, hải vũ tỷ tỷ, buổi chiều hôm nay không phải ngươi còn có một vụ làm ăn lớn phải đi làm sao? kiếm tuyết vô danh nói, thời gian sắp đến rồi, vậy thì nhanh chóng đi gặp minh xuyên phu nhân đi tránh làm chậm trễ công việc buôn bán của ngươi chuyện còn lại ta một mình giải thích với hắn là được rồi hả ngân hoàng hải vũ khẽ giật mình hôm nay ta có vụ làm ăn lớn phải làm loại chuyện này sao ta không biết vậy chứ nhưng lúc này thiết lập nhân vật không thể sụp đổ được ta đi gặp mặt minh xuyên phu nhân trước ngân hoàng hải tộc chậm rãi đứng dậy liếc nhìn lâm bắc thần nói tiểu tử biểu hiện tốt một chút hy vọng ngươi thực sự giống như tiểu kiếm tuyết nói kỳ tài thiên phú đáng để ta tiến thêm một bước đầu tư nói xong liền quay người rời đi trong phòng riêng chỉ còn lại hai người là lâm bắc thần và kiếm thuyết vô danh a à, kiếm thuyết vô danh liền dương nanh múa vuốt ngay tại chỗ xông tới nói tên cha nam có mới nới cũ nhà ngươi ta phải xé xác ngươi ngừng khá lớn đấy đôi tay của lâm bắc thần đẩy ra một cái chống đỡ lồng ngực đẩy kiếm thuyết vô danh ra nói ta làm vậy không phải cũng là vì phối hợp diễn kịch với ngươi sao dù sao thì ngươi lừa gạt một phú bà như vậy tới đầu tư, cũng không dễ dàng đúng chứ?" Kiếm Tuyết vô danh hai tay che ngực mình lại, nói, "Coi như tiểu tử ngươi thức thời, ta xem xét lời ngươi nói, để đưa ngươi tham gia giải đấu thần tuyển lần này, ta đã phải bỏ ra cái giá cực lớn. Ngươi không được không biết tốt xấu. Tại sao ngươi lại có lòng tin đối với ta lớn như vậy?" Lâm Bắc Thần nói, "Lỡ như ta bị người ta đánh chết trong giải đấu thì phải làm sao?" Kiếm Tuyết vô danh cười thần bí, nói, yên tâm đi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Ngươi tuyệt đối có thể trở thành một con ngựa ô, đừng quên, ngươi đã tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết, hơn nữa còn có được kiếm tiên thần vị. Chỉ cần kích hoạt thần vị này, chiến lực của ngươi sẽ tăng vọt, he he. Chỉ cần giết vào được top 10, ngươi liền có thể đạt được thần vị thứ hai. Đến lúc đó có xong thần vị trong tay, ngươi còn không giết vào được top 3 sao. Lâm Bắc thần nghe xong, nhất thời thực sự hứng thú. Tuyệt! Sao ta lại không nghĩ tới chuyện xong thần vị này chứ? ừm chờ đã song thần vị có chỗ nào đặc biệt sao giống như có hai học vị lâm bắc thần tỉnh táo lại đưa ra nghi vấn của mình song thần vị mang ý nghĩa ngươi có thể có hai loại thần linh chi lực khác nhau có thể thu hoạch hai loại tín ngưỡng khác biệt có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn có càng nhiều khả năng hơn giống như đi thanh lâu có thể gọi hai hoa khôi một lần mọi việc đều thuận lợi người khác có ngưỡng mộ cũng ngưỡng mộ không được kiếm tuyết vô danh giải thích một cách rất sinh động hình tượng Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Đại khái ý tứ chính là, song thần vị cũng giống như hai học vị, càng dễ dàng tìm được việc làm hơn. Cái này sẽ không phạm vào điều cấm kỵ đấy chứ. Hắn rất cẩn thận hỏi. Kiếm tuyết vô danh nói, ngươi cũng đã là song thần vị rồi, sợ cái búa gì. Hơn nữa, chỉ cần bản thân ngươi không chủ động nói ra, ai có thể biết được chứ. Nói rất hay, có đạo lý. Ta lại không thể nào phản bác được. Lâm Bắc Thần bị loại tư thái lý không thẳng khí cũng phải hùng này của kiếm tuyết vô danh, Thuyết phục mất rồi. Trên thế giới này, không có bất kỳ chỗ tốt nào mà không cần trả giá liền có thể có được." Kiếm Tuyết vô danh lại nói, "Yên tâm đi, Đại Hoang thần tộc cũng không để ý đến song thần vị." "Vậy làm sao kích hoạt kiếm tiên thần vị?" Hắn lại hỏi. "Điều đó thì càng yên tâm hơn, ta đã sắp xếp xong xuôi từ trước rồi." Kiếm Tuyết vô danh vỗ ngực, khuấy động một mảnh sóng lớn dập dờn đuối chết người, nói, "Chỉ cần giao nộp một khoản phí kích hoạt thì có thể thuận lợi kích hoạt, rất đơn giản." Lâm Bắc Thần còn muốn nộp phí kích hoạt, đây là ôn dịch cũng chết hệ thống sao? bao nhiêu? lâm bắc thần hỏi kiếm tuyết vô danh nói, bớt cho người một chút, một trăm thần thạch đi, ta không có thần thạch. a, đúng, quên mất chuyện này chuyển đổi thành huyền thạch cũng được, đại khái mười nghìn huyền thạch đi, cũng không phải là quá đắt. vui vẻ cầm tiền ra, kiếm tuyết vô danh rất hưng phấn nói, lâm bắc thần nhìn nét mặt của nàng, đột nhiên ý thức được cái gì đó, nhíu mày nói, ngươi không ổn lắm ngươi không phải đang lừa gạt ta đấy chứ Cậu nữ thần này đã có tiền án lừa đảo viễn thông kiếm tuyết vô danh nhất thời chột dạ một trận nói a ah ha ha không ngờ rằng vẫn không thể gạt được bắc thần lão đệ cực kỳ thông minh mắt sáng như đuốc ha ha bị ngươi nhìn ra rồi thực ra trong một trăm thần thạch này có năm viên là ta thu phí chân chạy vặt ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta làm việc cũng có nguy hiểm còn phải cầu xin người ta còn phải đút lót truy cập halayzi com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt thoải mái, cười lạnh nói, ha ha, ta đã nói rồi mà, còn muốn lừa gạt ta. Người đã thành thật khai báo, vậy ta sẽ cho ngươi đủ ngạch giá trị thần thạch. Hắn cắn răng xuất ra 10.000 huyền thạch. Đây đã là một phần ba vốn liếng cưới vợ trên người hắn. Khoảng thời gian này đến nay, hắn trải qua các loại liếm bao chính nghĩa, cùng với việc treo bán những đồ vật lặt vặt trên áp nhàn ngư, tổng cộng tích lũy hơn 35.000 huyền thạch mười nghìn huyền thạch đã là bỏ ra rất nhiều máu nhưng cũng không phải là không móc ra nổi vì thần vị cắn răng liều mạng một lần cũng là có thể tiếp nhận được luyến tiếc không nỡ bé con không chống lại được sói được rồi chuyện kích hoạt kiếm tiên thần vị cứ để ta lo trước khi bắt đầu giải đấu thần tuyển trăm phần trăm giải quyết xong kiếm tuyết vô danh cất kỹ huyền thạch nói tiếp theo đây ngươi còn cần nộp một khoản phí báo danh hả lâm bắc thần chừng to mắt đừng nhìn ta như vậy, cũng không phải ta lừa gạt ngươi. Kiếm Tuyết vô danh nói, báo danh giải đấu thần tuyển, cần phí báo danh, ngươi cho rằng người nào cũng có thể tham gia à? Không đúng, để ta suy nghĩ một chút. Lâm Bắc Thần dơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, nói, ta lén đi đến thần giới, không chỉ cần phải chờ lên võ đài bán mạng chiến đấu cho ngươi, bản thân còn cần phải nộp phí. chuyện gì bản thân ta cũng phải làm, cần ngươi làm gì chứ? đệ đệ à, ngươi nói lời này thật là không có lương tâm mà. Kiếm tuyết vô danh với vẻ mặt bi phẫn nói, ta đưa ngươi đến thần giới, không cần tiêu hao thần thạch sao? Ta giúp ngươi giải quyết thân phận cùng tư cách dự thi, không cần tiền sao? Ta giúp ngươi mua trang bị giao chiến, không cần tiền sao? Đệ đệ à, toàn bộ tích lũy mấy năm nay của ta, toàn bộ đều góp vào hết rồi. Ừm. Lâm Bắc thần nửa tin nửa ngờ, lại hỏi, Ngân Hoàng Hải Vũ không phải là nhà đầu tư của chúng ta sao? Sự đầu tư của nàng, thể hiện ở đâu? Đầu tiên, ngân hoàng miện hạ còn chưa quyết định có đầu tư cho ngươi hay không, dù sao lúc này, hạt giống thiên tài tìm nàng đầu tư rất rất nhiều, hôm nay gặp mặt, cũng là nể mặt ta, đến khảo sát một chút, hiện tại xem ra, ải thứ nhất miễn cưỡng xem như qua, đầu tư thực sự tiếp theo đây nhất định phải là sau khi ngươi báo danh thể hiện đầy đủ giá trị mới có thể đến nơi, cuối cùng, nếu như không có ngân hoàng miện hạ, ngươi ngay cả tư cách dự thi cũng không có. Kiếm Tuyết vô danh đưa ra lời giải thích có trật tự và cấp độ rõ ràng. Lâm Bắc Thần đem câu nói này, cẩn thận nhai kỹ rồi rồi nuốt xuống. Hình như không có lỗ thủng lỗ nào. Phí báo danh bao nhiêu? Hắn nhíu mày hỏi. Kiếm tuyết vô danh quan sát nét mặt của hắn, trong lòng hiểu rõ. Nói, cái này không đắt, tổng cộng 30 thần thạch mà thôi. 30 thần thạch, cũng chính là 3.000 huyền thạch. Cái này vừa hay nằm trong giới hạn tâm lý của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lại lấy ra. 3.000 huyền thạch. Kiếm tuyết vô danh cười híp mắt cất đi, nói, yên tâm đi, sau khi chuyện lần này thành công, hồi báo mà ngươi có được sẽ vượt xa so với đầu tư hiện tại. Tiếp theo đây, ta và ngươi nói một chút về kế hoạch sau này, vừa rồi không phải đã nói, Ngân Hoàng Hải Vũ Miện Hạn giúp ngươi giải quyết chuyện tư cách dự thi. Phương pháp cụ thể là như vậy, ở khu trung nhị của đại khu Tây Bắc, có một quán rượu thanh diệp, bà chủ của quán rượu rất có năng lực, mọi người đều gọi nàng là Minh Xuyên Phu Nhân, có đam mê, thích nhận nghĩa tử, cho nên, mà mẹ nó, Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên, nói trời đã ngươi không phải là muốn để ta đi làm con nuôi cho minh xuyên phu nhân gì đó đấy chứ quá đáng rồi đấy lâm bắc thần ta thân cao bảy thước có thể giết không thể nhục lại muốn ta đi làm loại chuyện này hả tuyệt đối không thể kiếm tuyết vô danh nói vị minh xuyên phu nhân này là đệ nhất mỹ nữ của khu đại tây bắc đại hoang thần thành hiện tại độc thân lâm bắc thần thở ra một hơi nói có phải mỹ nhân hay không không quan trọng lâm bắc thần ta không phải là loại người thấy sắc quên nghĩa kia chủ yếu là vì đại sự của chúng ta, chịu một chút xíu uất ức cũng không sao cả. Kiếm tuyết vô danh giơ ngón tay cái lên, nói, không hổ là đệ đệ, giơ được rút. Ngậm miệng, câu đó là co được rũi được. Lâm Bắc thần nhảy dựng lên ngắt lời. Cẩu nữ thần không có văn hóa này, nói câu lang sói gì vậy hả? Ý nghĩa không khác biệt lắm. Kiếm tuyết vô danh với vẻ mặt không quan trọng. Nàng vẫy vẫy đôi đuôi ngựa của mình, giọng điệu vui vẻ nói, người đã không phản đối, Vậy cứ quyết định như vậy đi, tiếp theo đây chúng ta tìm một nơi thay y phục, nhập ra tùy tục, sau đó chờ đợi tin tức của ngân hoàng miện hạ. Hả? Vừa rồi vẫn luôn không chú ý, bộ đồ này trên người ngươi, lại là y phục của thần giới, ngươi vậy mà lại có thể đến thần giới trước, cũng đã chuẩn bị xong trang phục. Ta chuẩn bị trang phục cái đầu ngươi, cũng chỉ có cẩu nữ thần cẩu thả hời hợt nhà ngươi, bây giờ mới phát hiện ta mặc y phục của thần giới. Nhắc đến chuyện này, lâm bắc thần tức giận không có chỗ phát tiết hắn đem những chuyện mà bản thân trải qua trước đó, nói qua một lượt. Ngươi lại có thể đến trước. Kiếm tuyết vô danh với nỗi khiếp sợ không tên, cái này làm sao có thể? Ngươi có phải đã làm cái gì hay không? Lâm Bắc thần thản nhiên nói, không có. Không lẽ vũ khí tiếp dẫn truyền tống phát sinh trục trặc? Hay là nói ngươi trời sinh tương tác với thần giới? Kiếm tuyết vô danh nghĩ không ra. Sau đó lập tức từ bỏ suy nghĩ về vấn đề này. Nàng vuốt ve đôi đuôi ngựa của mình, cực kỳ nghiêm túc nói, Nói như vậy, ngươi tranh thủ thời gian cắt đứt rồi tách ra khỏi hàn ra đi. Chuyện mà chúng ta làm dù sao cũng có nguy hiểm, một khi xuất hiện sơ hở, rất dễ dàng mang lại tai họa ngập đầu cho gia đình thường dân này. Hả? Ngươi lại có thể nghĩ được như vậy? Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên. Không ngờ rằng cậu nữ thần cũng có lúc đáng tin cậy. Ngươi có ý gì? Kiếm tuyết vô danh rất khó chịu nói, ta là một vị thần rất chính phái nha. Bất luận làm chuyện gì, tuyệt đối sẽ không liên lụy người vô tội. Tốt, như vậy chúng ta rốt cục xem như có điểm chung rồi. Lâm Bắc thần chân thành khen một câu. Phi, kiếm tuyết vô danh nói, điểm giống nhau của chúng ta không phải là đẹp sao? Lâm Bắc thần cười ha ha nói, đó là điểm của ta, ngươi không xứng. Kiếm tuyết vô danh lại dương nanh múa vuốt sông tới lần nữa, nói, cậu nam nhân, ta muốn tự tay xé xác ngươi. Náo loạn thêm một lát, hai người mới đứng dậy rời đi. Làm ơn thanh toán, cảm ơn. Trưởng quỹ trà lâu đuổi tới, Lâm Bắc Thần nhìn về phía Kiếm Tuyết vô danh, Ngân Hoàng miệng hạ vậy mà không trả tiền, đây không phải phong cách của nàng nha. Xem ra ngươi phải cố gắng biểu hiện tốt một chút. Kiếm Tuyết vô danh vừa nói, vừa đau lòng trả tiền. Đi vào trên đường phố, ta đi nói lời tạm biệt cùng đám người lão Hàn. Lâm Bắc Thần nói, ngươi có muốn đi cùng không? Kiếm Tuyết vô danh lắc đầu, nói, ta trước tiên phải đi trả. À, đi giúp ngươi giải quyết chuyện kích hoạt kiếm tiên thần vị. Một canh giờ sau, ta sẽ đến Thính Tuyết Tử quán tụ hợp với ngươi. Được. Lâm Bắc Thần quay người rời đi. Đi vài bước, hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc, nói, đúng rồi, ngươi cùng Ngân Hoàng miện hạ, vì sao đều hiểu ngôn ngữ đông đạo Trân Châu. Nói chuyện với hai nàng rất thuận tiện. Ta cũng lại ngươi, chúng ta dù gì cũng là thần nha. Kiếm tuyết vô danh nói, chúng ta cũng có tín đồ của mình ở đông đạo Trân Châu. Nếu như không hiểu ngôn ngữ của các ngươi, làm sao lừa gạt được ải nhầm làm sao cùng tín đồ giao lưu được. Lâm Bắc thần âm thầm ghi lại trong lòng điểm này, thần linh cũng biết một ngoại ngữ, không, có lẽ không chỉ một ngôn ngữ. Hắn lại bổ sung ở trong lòng một câu. Hai người tạm thời tách ra. Mấy phút sau, Lâm Bắc Thần về tới thính tuyết tử quán. Hàn Lạc Tuyết đứng ở cửa ra vào hết nhìn đông đến nhìn tây, nhìn thấy Lâm Bắc Thần trở về, trên gương mặt thanh tú như chút được. Gánh nặng, bước nhanh xông lên, trách cứ, vội vàng nói, ngươi đã đi đâu? Có biết bên ngoài nhiều nguy hiểm lắm hay không bên dưới khu ba không yên bình? Ngươi đừng chạy loạn linh tinh nữa, mặc dù không biết thiếu nữ tử quán này đang nói cái gì, nhưng Lâm Bắc Thần cũng có thể đoán được là nàng đang quan tâm hắn. Thời gian ngắn ngủi hơn 10 ngày, Lâm Bắc Thần cảm nhận được không khí hiền hòa thân thiện, tràn ngập tình người ở thính tuyết tử quán. Hắn mỉm cười, nắm lấy tay Hàn Lạc Tuyết, viết chữ trong lòng bàn tay của nàng. Ta có chuyện muốn nói. A à, sắc mặt Hàn Lạc Tuyết đỏ bừng, nhưng vẫn phân biệt ra nội dung chữ viết, trong lòng mơ hồ ý thức được cái gì. Một lát sau, hậu viện, ba người Hàn Lập, Ngô Vi cùng Hàn Lạc Tuyết cùng nhau xuất hiện về phần nhiễm chi xuân thì bị lâm bắc thần mượn miệng của hàn lạc tuyết tùy tiện tìm một cái cớ đẩy ra ba người hàn gia ba tò mò nhìn lâm bắc thần không biết hắn muốn làm gì lâm bắc thần đưa tay bẻ một nhánh cây trên góc tường kia chậm rãi viết chữ trên mặt đất nói hàn đại thúc đại nương còn có lạc tuyết mấy ngày nay nhận được sự chiếu cố của mọi người ta vô cùng cảm kích hôm nay ta phải rời đi rồi hóa ra người biết chữ hàn lập vô cùng ngoài ý muốn có chút lo lắng nhìn thoáng qua nữ nhi mình, mới vô ý thức nói. Nhưng mà tại sao ngươi rời đi, chúng ta đối xử với ngươi không tốt sao? Nói xong, Hàn ý thức được Lâm Bắc Thần đã mất đi thính giác, thế là cũng lấy nhánh cây viết câu hỏi trên mặt đất. Hàn Lạc Tuyết đứng một bên, lúc này gương mặt xinh đẹp đã trắng như tuyết, nhìn chăm chặp Lâm Bắc Thần. Ta đã tìm được người nhà của ta. Lâm Bắc Thần cầm nhánh cây, chậm rãi viết, hôm nay thê tử của ta đã tới tìm ta. Đây là lý do hắn đã sớm nghĩ càng cũng là lý do không cách nào bị phản bác mỗi một chữ hắn viết xuống sắc mặt hàn lạc tuyết sẽ tái nhợt đi một chút nhất là khi bốn chữ thê tử của ta được viết ra hàn lạc tuyết cơ hồ sụi lơ ngã ngồi tại chỗ trong lúc bất chi bất giác nắm thật chặt cánh tay ngô vi hóa ra hắn đã thành ra lập thất hắn đã kết hôn rồi hắn có thê tử hàn lạc tuyết cảm thấy thế giới của mình tuyết bắt đầu rơi xuống cơn rét lạnh trong nháy mắt ập tới người thành ra lập thất rồi sao Hàn Lập càng thêm hoảng hốt, viết chữ hỏi, vì sao trước kia người không nói. Trước đó ta bị người khác ám toán, bị thương, ký ức trong đầu không hoàn chỉnh. Cho tới hôm nay, thê tử của ta tìm tới ta, chữa thương cho ta, ta mới nhớ lại những chuyện trước kia. Lâm Bắc thần thuận miệng bịa ra câu chuyện mất trí nhớ. Những cái cớ như thế này, một giây đồng hồ hắn có thể bịa ra cả ngàn cái. Hóa ra là như vậy. Hàn Lập trong nháy mắt liền tin. Vì sao ngươi không ở thêm mấy ngày nữa rồi hắn đi, chúng ta, Hàn Lập cũng không biết nên viết gì nữa, vì nữ nhi hắn muốn giữ lại Lâm Bắc Thần, nhưng trong lòng cũng rất rõ, chẳng những níu kéo không được, cũng không thể níu kéo. Thê tử của ta nàng cần ta. Lâm Bắc Thần chậm rãi viết. Hắn biết Hàn Lạc Tuyết có hào cảm đối với mình. Những ngày này, hắn đã cố gắng hết sức không chạm mặt thiếu nữ tử quán này rồi. Bản thân ta chỉ là lãng khách lang thang, lại lưu luyến rượu sắc hồng trần. Sớm muộn cũng phải đi, không thể ở lại chỗ này mắc nợ tình cảm huống chi hắn thật sự coi thiếu nữ tử quán như muội muội của mình, xem như là người nhà vậy. Hai. Ngô Vi phát ra một tiếng thở dài, nàng đau lòng ôm bả vai nữ nhi mình. Lâm Bắc Thần không nói gì, mà lấy ra một nghìn khối huyền thạch, đặt trước mặt Hàn Lập, viết chưa nói, tiểu tuyết có ân cứu mạng với ta, đại thúc đại nương đối xử với ta như nhi tử, ta là một kẻ thô tục trên người chỉ có chút tiền, ngoại trừ cái này, không biết dùng cách gì, để báo đáp đại ơn đại đức của đại thúc đại nương cùng tiểu tuyết, xin đừng từ chối tấm lòng của ta, nếu không trong lòng ta sẽ bất an. Kỳ thật còn có thể lấy ra thúy quả cùng những bảo bối khác để cảm ơn. Nhưng cái gọi là mang theo tài bảo dễ chuốc họa, Lâm Bắc Thần cũng lo lắng để lại những món đồ quý giá, ngược lại sẽ đem đến tai họa cho một nhà ba người hiền lành chất phác bọn họ. Chuyện này Hàn Lập lắc đầu không nhận. Ta không tin. Hàn Lạc Tuyết đột nhiên giống to, xông tới hất toàn bộ huyền thạch rơi đầy đất, hốc mắt đỏ bừng, đôi mắt tràn ngập nước mắt, hàm răng trắng như tuyết cắn môi đỏ, nhìn chằm chặp lâm bắc thần tiểu tuyết đừng ngô vi vội vàng ôm nữ nhi kỳ thật cho dù tiểu ách ba nói gì đi nữa khi hắn tùy tiện lấy ra một nghìn mai huyền thạch cũng đã hoàn toàn chứng minh tất cả người thiếu niên anh tuấn kinh người này thật sự không phải người cùng một thế giới với bọn hắn một nghìn mai huyền thạch cơ bản tương đương với thu nhập một năm của thính tuyết tử lâm bắc thần thở dài một hơi vẫy vẫy tay về phía ngoài tường ánh sáng nhạt lóe lên nữ thần buộc tóc hai bên liền đi đến thần linh Vợ chồng Hàn Lập lập tức kinh hãi. Bọn hắn trước tiên quỳ xuống hành lễ. Trên người thiếu nữ buộc tóc hai bên này, có khí tức chỉ thuộc về thần linh, người. Dân sống ở thần giới thật sự là quá cực kỳ quen thuộc với loại khí tức này, tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Đây chính là thê tử của ngươi sao. Hàn Lạc Tuyết nhìn chằm chằm lâm bắc thần, đến chính nàng cũng không biết tại sao nàng lại quật cường cùng kiên trì như thế, nói, ta vẫn không tin. Lâm bắc thần nhìn về phía kiếm tuyết vô danh, chơi đứng ngẩn ra đó, đến chứng minh một chút đi sắc mặt kiếm tuyết vô danh lạnh như băng xương lúc này nàng phẳng phất như vị thần linh cao cao tại thượng khinh thường hết thảy thần thái thoát ra từ khuôn mặt lolita cùng hai bím tóc đuôi ngựa buộc cao không cho phép kẻ khác khinh nhờn lâm bắc thần không nói gì không có động tác kiếm tuyết vô danh nhẹ nhàng đi đến cạnh lâm bắc thần khoác tay lên cánh tay hắn đối với một nữ thần cao cao tại thượng mà nói động tác như vậy đã đủ để chứng minh tất cả Hàn Lạc Tuyết hồn siêu phách lạc lui về sau hai bước. "Thật xin lỗi thiếu nữ tử quán lẩm bẩm nói. Nàng biết biểu hiện của mình rất thất thố, hoàn toàn không có tư cách chỉ trích Lâm Bắc Thần, từ đầu đến cuối đều là nàng yêu đơn phương mà thôi." Nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng căn bản khống chế không nổi chính mình. Tựa như trái tim bị móc ra trống rỗng vậy. Lâm Bắc Thần đi qua, nhẹ nhàng sờ lên đầu Hàn Lạc Tuyết. Tựa như là ca ca đối với muội muội sau đó cũng không nói gì nữa, quay người rời đi cùng với Kiếm Tuyết vô danh. Hàn Lạc Tuyết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần đi ra ngoài cửa, rốt cục cũng không nhịn được mà khóc lên, nhào vào trong lòng Ngô Vi, nói: "Mẹ, ta khó chịu đừng khóc, đừng khóc. Có một số chuyện không thể cưỡng cầu." Ngô Vi ôm chặt nữ nhi, cảm nhận được cơ thể nữ nhi trong lòng mình đang run lên, nhẹ nhàng vuốt sau lưng nàng, nói: "Ngươi còn có cha, có mẹ, còn có Đại Xuân cha, mẹ, ta không muốn gả cho Đại Xuân ca." Hàn Lạc Tuyết đứng thẳng người, lau đi nước mắt, nghiêm túc kiên định nói. Được, không gà, ngươi không thích thì không gà. Hàn Lập Tim như bị đau cắt, cũng liền bận bịu an ủi nữ nhi, nói. Ngươi muốn gà cho ai, tự ngươi quyết định, cha mẹ cũng sẽ không bắt ép ngươi. Ba người cũng không nhìn thấy, ở của bên thông tới tiền viện, bóng dáng nhiễm chi xuân không biết đã xuất hiện từ khi nào. Hắn bình tĩnh đứng ở đó, không lên tiếng. Trên khuôn mặt vốn thật thà hiền lành của hắn, hiện lên đầy sự âm độc cùng oán hận. Ra khỏi hậu viện, kiếm tuyết vô danh lập tức buông cánh tay lâm bắc thần ra phi không biết xấu hổ nàng tức giận nói ngươi sao không nói ta là bà của ngươi ngươi cũng chưa từng sinh con làm sao làm bà người khác được lâm bắc thần nói kiếm tuyết vô danh lập tức không phản bác được lâm bắc thần nghĩ tới một chuyện hỏi ngươi biết nơi này có bang hội nào gọi là bụi gai hắc sắc không kiếm tuyết vô danh nói không biết bất quá thế lực bang hội dưới khu ba tựa như trùng độc hút máu trong khe cống ngầm vậy không phải thứ tốt đẹp gì bang hội mà ngươi nói hẳn cũng không ngoại lệ lâm bắc thần là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm tuyết vô danh khi nhắc đến một danh từ nào đó sẽ lộ ra rõ ràng sắc mặt xem thường chán ghét như thế xem ra ấn tượng của nàng với những bang hội mà nàng biết chán ghét đến cực điểm bụi gai hắc sắc từng phái người tới ám sát ta lâm bắc thần đem chuyện ngày hôm đó kể lại một lượt cho nàng nghe ta đây cũng không biết kiếm tuyết vô danh phất tay nói những phần tử trong mấy bang hội này đều là kẻ điên bọn hắn có thể vì một ánh mắt mà giết người cũng có thể là bởi vì thời tiết không tốt mà giết người cũng có thể bởi vì ngươi mặc vào quần áo màu xanh lam mà giết ngươi tóm lại nếu như phần tử dưới khu ba muốn đối phó ngươi tuyệt đối không cần phải tìm nguyên nhân bởi vì ngươi có lẽ sẽ tìm không thấy cái này không phải là chuyện nước mỹ thích làm sao một túi giặt quần áo cũng có thể nói thành là vũ khí sinh hóa hay là ngươi cùng ta đi tới bụi gai hắc sắc một chuyến ở trước mặt bọn hắn hỏi một chút lâm bắc thần nói Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Kiếm Tuyết vô danh nói, "Không có thời gian, tiếp theo ngươi phải cùng ta đi tới quán Ba Xuân Diệp, gặp Minh Xuyên phu nhân một chút, chờ chuyện này kết thúc, lại đi hỏi cũng không muộn." Lâm Bắc Thần không thể làm gì khác hơn là nói, "Được thôi." Hai người rời khỏi khu 3. Ánh sáng của khu 2 quả nhiên là tốt hơn nhiều so với dưới khu 3. Lâm Bắc Thần nói một câu xúc động, "Ban ngày phần lớn thời gian ở dưới khu 3, tia sáng cũng rất tối tăm, chỉ có khu vực thần điện phân điện số 98 Buổi trưa mỗi ngày sẽ được ánh nắng chiếu đến. Mọi người giống như đang sinh hoạt trong tầng hầm vậy dạng. Không khí u ám luôn dễ khiến người ta cảm thấy bị kiềm chế, mà khu hai tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày bình quân ánh sáng mặt trời chiếu đến khoảng 3 canh giờ, rất nhiều tia nắng mặt trời, công trình kiến trúc ở mọi nơi được những người thợ khéo léo sửa mới, nhìn đẹp mắt thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều. Trên đường phố còn võ sĩ thân mang giáp thần, màu đen đi tuần tra. Đại Hoang Thần Điện tôn sùng màu đen cho nên nhân viên thần chức, võ sĩ thần đều mặc hắc bào hắc giáp. Trên đường phố, người đến người đi vô cùng nhộn nhịp. Đại đa số đều là mang gương mặt của nhân tộc. So với dưới khu 3, trạng thái tinh thần của người nơi này rõ ràng tốt hơn nhiều, bất luận là cách ăn mặc hay là cách nói chuyện cùng hành động, cũng hiện ra sự tự tin mà phóng khoáng. Lại đây, đi qua mấy con phố, kiếm tuyết vô danh dừng bước nói, phía trước chính là quán ba Xuân Diệp. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn lại, một tòa kiến trúc làm bằng đá trắng bốn tầng, xuất hiện trong tầm mắt đây chính là quán ba Xuân Diệp. Không hổ là chỗ ở của phú bà có năng lượng khổng lồ nha. Nơi gọi là quán ba, vậy mà nằm ở khu vực đắc địa nhất trung tâm khu phố CBD của đại khu Tây Bắc khu Trung Nhị, sở hữu riêng cho mình một quảng trường. Đi theo ta. Kiếm tuyết vô danh đi vào quán ba, đưa cho hai vị thủ vệ một tấm minh bài. Hai người được cho qua. Dưới sự hướng dẫn của một người phục vụ mặc chiếc váy trắng có họa tiết hình mặt trăng rộng rãi, cả hai đến tầng ba của quán ba. Lâm Bắc Thần trên đường đi tò mò quan sát. Bên trong quán ba Xuân Diệp phong cách trang trí hoàn toàn khác với bên ngoài, tràn đầy mùi thơm nồng đậm của sách, khắp nơi trên vách tường đều treo ra sách, phía trên bày vô số các loại thư tịch nhìn qua là biết niên đại không nhỏ. Trên đường đi gặp được không ít tuấn nam mỹ nữ. Bọn hắn đều mặc trang phục giống nhau, tất cả đều việc, nhìn rất bận rộn. Minh Xuyên phu nhân đã từng kết hôn, trượng phu là thiên tài quyến tộc nổi danh khu Tây Bắc Đại, đã từng được cho là cường giả siêu phàm có tư cách tấn thăng làm thần tộc, đáng tiếc về sau vẫn là kiếm tuyết vô danh bí mật truyền âm, nói, bất quá, ngoại trừ trượng phu gia, nàng còn có một vị thân ca ca địa vị cũng vô cùng lớn, bây giờ là cường giả đệ nhất thần quyến đại hoang thần tộc, khu Tây Bắc đại được người xưng là hoang thần kiếm. Bây giờ ngươi có thể hiểu vì sao lấy được tư cách dự thi giao tiền, nhất định phải lấy lòng nàng. Chớ ép bức những thứ vô dụng này. Lâm Bắc thần không kiên nhẫn ngắt lời, cũng truyền âm nói, ta hiện tại cũng muốn biết, nàng rốt cuộc có phải đệ nhất mỹ nhân thật hay không. Một lát sau, hai người bị đưa vào hành lang cuối trong phòng. Đại sảnh rất rộng rãi khí phái, một làn gió mạnh đập vào mặt. Trong phòng ngoại trừ nữ chủ nhân Minh Xuyên ra, bá chủ sản nghiệp hải sản thần giới Ngân Hoàng Hải Vũ cũng ở đây. Đến rồi đến rồi, vị tỷ tỷ tóc lam xinh đẹp đứng dậy, nói, Minh Xuyên tỷ tỷ, đây chính là đứa bé ta đã giới thiệu với ngươi, tên là Kiếm Tiêu Giao, ngươi xem có ổn không? có chút ý tứ đằng sau chỗ tựa lưng của vương tọa to lớn chuyển ra một giọng nữ trong trẻo dễ nghe có chút lười biếng lại cực kỳ êm tai đây chính là giọng nói đệ nhất mỹ nhân khu đại tây bắc sao lâm bắc thần tò mò nhìn về phía minh xuyên phu nhân chiếc ghế xoay có tựa lưng khổng lồ màu đỏ tươi với ba đỉnh được khảm những viên hồng ngọc to bằng lòng bàn tay người lớn ánh lên ánh sáng huyền ảo khiến cả căn phòng tràn ngập một màu mơ mộng hư ảo minh xuyên phu nhân ngồi trên ghế đưa lưng về phía lâm bắc thần cho nên, với góc nhìn này của Lâm Bắc Thần, căn bản không nhìn thấy vị đệ nhất Mỹ nhân khu Tây Bắc. Trong lời đồn này, nàng không nhìn thấy ta, tại sao nói có chút ý tứ? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Trên gương mặt Ngân Hoàng Hải Vũ mang vẻ ngọt ngào nũng nịu. Ai nha, tỷ tỷ tốt, người cũng đã tới, người không cần qua loa như thế. Tốt xấu gì cũng nhìn một chút, chỉ cần liếc mắt một cái, người sẽ không thất vọng. Tiểu Ngân Hoàng, từ khi nhìn thấy ngươi, khoảng thời gian này ta đã không còn hứng thú gì đối với nam thanh nữ tú khác, không bằng ngươi đi theo ta, chỉ cần ngươi đi theo ta, người ngươi giới thiệu tới, ta nhất định cho hắn một danh ngạch nghĩa tử, cũng có thể không cần thông qua khảo hạch, trực tiếp giới thiệu hắn đi tham gia giải đấu thần tuyển. Bên trong chiếc ghế tựa lưng khổng lồ, truyền ra giọng nói lười biếng dễ nghe trước đó. Sắc mặt ngân hoàng Hải Vũ hơi đổi, hiển nhiên cũng không có hứng thú với nữ nhân, nói, nhân gia chỉ sợ ngươi một khi nhìn thấy tiểu gia hỏa này, sẽ không có hứng thú đối với người ta nữa, ngươi vẫn là thử nhìn một chút đi. Không đâu, ta lấy danh nghĩa ra huỳnh thể, nếu như trong vòng một tháng ta hai lòng với ngươi, hắn sẽ chết không toàn thây. Minh Xuyên phu nhân nói ra một lời thề độc. Lâm Bắc thần quả nhiên mở rộng tầm mắt. Đệ nhất mỹ nhân khu Tây Bắc này hóa ra là thích nữ nhân. Khẩu vị không giống người bình thường. Ngân Hoàng Ngũ Hải miễn cưỡng cười, đưa tay xoay chuyển chiếc ghế khổng lồ, nói, ai nha, tỷ tỷ tốt, ngươi nhìn một chút đi mà. Được rồi, vậy ta nhìn. Bên trên chiếc ghế khổng lồ vừa quay lại, một cô nương trẻ tuổi mặc lễ phục dạ hội hơi trễ ngực màu đỏ tươi. Nàng nhìn qua khoảng chừng 25-26 tuổi, da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài màu đỏ, bờ môi đỏ tươi căng mọng, ngũ. Quan tinh tế mang vẻ ung dung như một loài hoa quý, đôi mắt to tròn, đuôi mắt nhách lên song song với lông mày, lông mày màu đen như một cái đao sắc bén. Đây là một nhân vật cấp nữ vương. Một ánh mắt sắc bén ngẫu nhiên chuyển đến, trong không khí tựa như có âm thanh đao kiếm rít gào. Chỉ là nàng lúc này, mái tóc xoăn màu đỏ rối tung ở trên vai, hai chân co quắp trên ghế bành màu đỏ, đôi chân trần trụi như tuyết, ngón chân nhỏ nhắn mềm mại kiểu mị, móng chân nhuộm thành màu hồng, giống như từng viên bảo thạch vậy, thần thái lười biếng lại khiến khí chất cường thế lăng lệ của nàng tan đi không ít. Không hổ là đệ nhất mỹ nhân khu Tây Bắc, quả thật là vô cùng mỹ lệ. Là vẻ đẹp thuần khiết trong sáng, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể, mỗi một đường cong, đều tản ra sự gợi cảm làm cho rất nhiều người khó mà chống cự được đây là một nữ nhân chỉ cần nhìn một cái sẽ sinh ra cảm giác muốn chinh phục trưởng thành khiến sự mỹ lệ của nữ nhân tỏa ra đến cực hạn đối với loại nữ nhân này trên địa cầu dường như có đặt cho họ một tên rất đặc biệt mỹ nữ xà hạt loại nữ nhân này bình thường cũng có độc bây giờ nhận ngươi làm nghĩa tử lại như thế nào ai không hiểu đến lúc đó một câu con mẹ nó phiền chết đi được trực tiếp liền bỏ rơi không thèm nuôi dưỡng ngươi nữa ngay lúc lâm bắc thần dò xét minh xuyên nàng cũng đang đánh giá lâm bắc thần trong chớp mắt này ba người khác đồng thời chú ý tới trong mắt vị đệ nhất mỹ nhân này có ánh sáng sáng trói bắn ra a à, con mắt minh xuyên tựa như hoàn toàn đính vào trên người lâm bắc thần khó có thể tin mà thán phục nói trên đời này lại có người thiếu niên tuấn mỹ như thế ha ha lâm bắc thần trong lòng cười lạnh ta rất thích dáng vẻ loại người chưa nhìn thấy sự đời như ngươi a à, tiểu ca ca ngươi thật sự tồn tại sao minh xuyên đứng lên bước chân trần trên mặt đất phủ đầy địa y màu đỏ một đôi chân tuyết dường như là một tác phẩm nghệ thuật được tạc bằng ngọc bích tuyệt đẹp đi đến trước mặt lâm bắc thần trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc tư nhân như thải hồng gặp gỡ mới biết có lâm bắc thần đã quen thuộc với cách trang bức tinh tế ngay lập tức không để mất cơ hội ngâm một câu thơ minh xuyên ngây dại một lát sau nàng quay đầu nhìn ngân hoàng hải vũ nói được ngươi không phải không tình nguyện làm nữ nhân của ta sao bây giờ ngươi tự do ngươi có thể đi rồi ngân hoàng hải vũ ngài trở mặt cũng quá nhanh đi tổn thương không lớn nhưng tính vũ nhục cực mạnh phu nhân ngươi vừa nãy còn thể lâm bắc thần rất uyển chuyển nhắc nhở a à, không có việc gì minh xuyên nói so với tiểu ca ca ngươi huynh trưởng có chết hay không không quan trọng ngân hoàng hải vũ kiếm tuyết vô danh lâm bắc thần đây mới thật sự là lão lưu manh đi ngân hoàng hải vũ dắt tay kiếm tuyết vô danh đi về phía bên ngoài gian phòng không biết vì sao kiếm tuyết vô danh có chút kháng cự nàng không muốn đi hoặc là nói, muốn mang theo Lâm Bắc Thần cùng đi. Đi mau. Ngân Hoàng Hải Vũ cưỡng ép dắt nàng đi, truyền âm nói, không cần hành động theo cảm tính, với lại hắn cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Chờ Lâm Bắc Thần kịp phản ứng, hai nữ thần đều đã đi. Không đúng. Hắn giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Không phải nói Minh Xuyên phu nhân thích thu nhi tử sao. Vì sao bầu không khí vừa rồi, tựa như là đang giới thiệu trai bao vậy? Người là người nơi nào? Minh Xuyên đưa tay kéo cánh tay Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần lùi về sau một bước, nói: "Tại hạ là bình dân khu Hạ Tam, tên là Kiếm Tiêu Dao, bởi vì ta lão cha đam mê kiếm, hy vọng ta sau này có thể tiêu diêu tự tại hi hi, còn thẹn thùng." Minh Xuyên nhìn khuôn mặt Lâm Bắc Thần, trong mắt để lộ ra vẻ ưa thích, nói: "Đến đây, đừng đứng nữa, ngồi xuống ăn một chút gì uống chút rượu đi, chút nữa tỷ tỷ ta dạy ngươi một vài thứ rất thú vị rất vui." Nói xong, lại đưa tay kéo Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần tiếp tục lùi về sau một bước phu nhân, xin ngươi đừng động chân động tay. Ta mới vừa rồi chẳng lẽ trang bức quá mức rồi. Phu nhân, nhân gia già như vậy sao? Ngài có được mỹ mạo không nhìn ra tuổi tác? Vậy không phải được rồi sao? Lại đây. Phu nhân, ta không phải người tùy tiện. Tùy tiện bắt đầu không phải người sao? Hì hì, nam nhân khẩu thị tâm phi như người ta thấy nhiều rồi, yên tâm đi, ta chỉ là thèm thân thể của ngươi, sẽ không làm chuyện khác với ngươi. Phu nhân, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi lâm bắc thần liên tục lui lại hắn bây giờ đang muốn cầm đao chém chết ngân hoàng hải vũ cùng kiếm tuyết vô danh đã nói rõ ràng tới làm nghĩa tử vốn cho rằng chỉ là hy sinh bối phận một chút kết quả lại là hy sinh nhan sắc con mẹ nó phải đòi thêm tiền còn nữa ta mặc dù háo sắc nhưng ta không phải là loại này càng không phải là hàng hóa con mẹ nó đây không phải là gái bán hoa nữa mà là bị cưỡng bức bán dâm lâm bắc thần quay người đi về phía bên ngoài gian phòng dừng lại ngư khí minh xuyên đột nhiên trở nên lạnh lẽo cười lạnh nói tiểu ra hỏa ta khi nãy nói chuyện tử tế với ngươi ngươi đừng tưởng rằng ta dễ nói chuyện lâm bắc thần cười cười nói ta cũng chỉ là cố gắng nhường ngươi nhưng ngươi đừng tưởng rằng ta mãi mãi nhường ngươi ngươi minh xuyên giận dữ với tài lực địa vị cùng thực lực của nàng những năm này nam nhân nữ nhân tới cửa cầu xin làm việc cho ta muôn hình muôn vẻ kiểu người gì chưa từng nhìn thấy lạt mềm buộc chặt cũng có làm bộ chán ghét cũng có. Nhưng kẻ giống như Lâm Bắc Thần này, thật sự hiếm thấy. Lúc nàng đang ngây người Lâm Bắc Thần đã rời khỏi phòng. À, có chút thú vị. Quả nhiên là khác với những thứ diêm rúa rẻ tiền kia. Nam nhân, ngươi đã thành công hấp dẫn sự chú ý của ta. Rất nhanh ngươi sẽ phải hối hận thôi. Minh Xuyên cười lạnh. Toàn bộ đại hoang thành này, không có nam nhân ta không có được. Lâm Bắc Thần từ trong quán ba thanh diệp đi ra. Tâm trạng thực sự rất tệ. Thật sự muốn đập một ai hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới bụi gai hắc sắc. Ừm, vừa vặn phát tiết lên mấy tên xã hội đen này một chút. Hắn mở vai đu map tìm kiếm bụi gai hắc sắc, bật dẫn đường, chuẩn bị đi đến thu chút lợi tức. Cha, ngươi làm sao vậy, cha? Hậu viện quán rượu thính tuyết, sắc mặt hàn lạc tuyết trắng bệch đi về phía kho củi. Hàn lập đang đứng bên cạnh kho củi bổ củi. Ba giây trước, đột nhiên phun ra một ngụm máu màu đen tanh hôi, hét to một tiếng cả người ngã về phía sau. Cha, ngươi làm sao vậy? Cha, Hàn Lạc Tuyết nhìn lấy máu tươi từ trong miệng mũi Hàn Lập không ngừng phun ra, bị dọa phát sợ, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Ta, ô ô, Hàn Lập căn bản không nói được một câu đầy đủ. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình giống như là có lửa đang đốt, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng trở thành cho tàn. Cơn đau đớn khủng khiếp làm khuôn mặt của hắn vặn vẹo, hơi thở nhanh chóng trở nên yếu ớt. Ngô Vi cùng nhiễm chi xuân nghe tin mà tới. Lão già. Ngô Vi nhìn thấy cảnh này, bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng nói, đại xuân nhanh nhanh đi mời y sư không đi mời tế tư chúng ta đồng ý bỏ ra giá tiền lớn đi mời tế tư đến đây nhanh lên vâng nương sâu thẳm trong đôi mắt của nhiễm chi xuân thoáng qua một tia đắc ý không dễ dàng phát giác nói ta lập tức đi đúng lúc này a à, phốc hàn lập đột nhiên hét to một tiếng lại phun ra một ngụ máu tươi bắt được cánh tay người bạn già nói ta ta không ổn rồi đi đi tìm đệ đệ ta hắn ở trên một. Dừng một chút, hắn gắt gao giữ chặt tay nhiễm chi xuân, trong mắt tràn đầy sự khẩn thiết cầu xin của một người cha trước khi chết, nói, đại xuân, ngươi hãy chăm sóc, chăm sóc tốt cho tiểu tuyết. Lão Hàn còn chưa nói hết một câu đã tắt thở ngay tại chỗ. Đầu nghiêng sang một bên, cánh tay rủ xuống. Lão già, lão già. Ngô Vi lớn tiếng khóc. Nhiễm Chi Xuân cũng chảy nước mắt, nói, cha, người yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với tiểu tuyết cưới nàng về nhà, ta chắc chắn tiếp tục mở quán rượu thính tuyết. Hàn lạc tuyết không thể nào tiếp nhận được thực tế như vậy, nói, không đúng, không thể nào, tại sao lại như vậy? Bệnh tình của cha, rõ ràng đã tốt lên, phục dụng thần dược của thần điện đã khỏi rồi mà, vì sao lại đột nhiên phát tác? Ngô Vi cũng chảy nước mắt nói, đúng vậy, lão già buổi sáng hôm nay còn nói, cơ thể hoàn toàn khôi phục, khi nãy còn chủ động trẻ củi, tại sao vậy, vì sao lại như vậy? Mẹ con hai người đều không nghĩ ra, Nhiễm Chi Xuân trong lòng cười lạnh, trước kia hạ độc bị thần điện biết, cũng không gây trở ngại cho hắn lại hạ độc lần nữa. Hàn Lập a à, Hàn Lập, ngươi đối với ta thật sự không tệ, nhưng mà không có cách nào khác, bụi gai hắc sắc muốn ngươi chết, ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi lên đường thôi. Ngươi yên tâm đi, chờ ta lấy được quyền tài sản quán rượu thính tuyết, ta chắc chắn sẽ đối xử với tiểu tuyết thật tốt, coi như là báo đáp ơn dưỡng dục bao năm qua của ngươi. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt vẫn đầm đìa nước mắt, do dự một chút, nói nương tiểu tuyết ta không biết nên nói lời này hay không nhưng hôm nay ách ba rời đi có chút kỳ lạ hắn vừa đi cha liền chết phun ra máu đều là màu đen đây rõ ràng là chúng độc cơ thể ngô vi chấn động trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh cơ thể hàn lạc tuyết khẽ run lên nói sẽ không đâu không thể nào nhiễm chi xuân nói thuốc của cha ngoại trừ tiểu tuyết ra cũng chỉ có ách ba động vào ta đi xem thuốc có độc hay không cha một chút là biết ngay Nói xong, hắn đi lấy nồi đất dùng để sắc thuốc, cùng với cạn thuốc. Sau một lát hắn trở về. Tất cả đều ở đây, tìm một vị quyến tộc thần hệ thảo mộc hỏi han một chút là có thể tra ra. Nhiễm Chi Xuân nói, ta lập tức đi ngay. Chờ một chút. Hàn Lạc Tuyết lau khô nước mắt trên mặt, nói, dáng vẻ của ngươi thật sự rất gấp gáp. Hai cốt của cha còn chưa an táng tử tế. a à, chuyện này. Sắc mặt nhiễm chi xuân hơi đổi. Nói, ta chỉ là muốn điều tra ra chân tướng mà thôi tiểu tuyết ta biết ngươi thích tiểu ách ba kia nhưng giờ đã là lúc nào rồi không thể bị tình cảm cá nhân khống chế đồ cứ để ở chỗ này chuyện quan trọng bây giờ là an táng hài cốt của cha cuối cùng có phải tiểu câm làm hay không ta sẽ điều tra rõ ràng hàn lạc tuyết cầm lấy bình thuốc cùng cạn thuốc nói chuyện trọng yếu nhất bây giờ là nhanh chóng đổi áo liệm cho cha tắm rửa sạch sẽ và an táng người trước tiên treo biển ngừng kinh doanh lên đêm nay tạm dừng kinh doanh chuyện này tạm thời cũng không cần khiến đám lắng giềng biết. Nhiễm Chi Xuân khẽ giật mình, nói, tại sao lại làm vậy? Hàn Lạc Tuyết không giải thích, mà rất kiên định nói, ngươi cứ làm theo là được rồi. Nhiễm Chi Xuân nhất thời nghẹn lời. Ngô Vi có chút kinh ngạc nhìn nữ nhi mình. Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy nữ nhi dường như trong nháy mắt này đã trưởng thành. Đến rồi. Lâm Bắc Thần đứng ở bên ngoài của trụ sở chính bang hội Hắc Sắc Kinh, điểm cuối của Baidu Map. Hắn nhấc chân sông tới cửa lớn. Dừng lại mấy tên thành viên bụi gai hắc sắc trông coi cửa lớn lập tức tiến lên ngăn cản tiểu tử ngươi làm gì vậy ngươi biết nơi này là nơi nào không mau cút thành viên bang hội đương nhiên sẽ không khách khí với lâm bắc thần đương nhiên lâm bắc thần suýt chút nữa bị gái bạo dâm cũng sẽ không khách khí với bọn họ phanh phanh nắm đấm to như nồi đất lớn phóng ra bốn tên thành viên bang phái lập tức bay ngược ra ngoài ba 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 đụng trên vách tường cơ thể mềm nhũn trượt xuống run rẩy hôn mê, xung quanh người trên đường phố, nhìn thấy tình cảnh như vậy, lập tức đều dừng lại tất cả động tác, theo bản năng dụi dụi con mắt, tiếp đó a a a mà kêu lên, toàn bộ đều xoay người bỏ chạy. Bang hội Đại Chiến Nha, dám đánh đến tận cửa chắc chắn là người bang hội khác. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ máu chảy thành sông. Đám dân thường có được kinh nghiệm phong phú, từng bị ảnh hưởng của bang hội Đại Chiến tác động đến thê thảm, ngay lập tức lựa chọn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tiếp đó tìm một góc bí mật sẽ không bị liên lụy tiếp tục quan sát tình hình. Tiếp đó khiến rất nhiều người cũng không nghĩ tới chính là, không hề có cảnh thành viên bang hội nữ khúc tùng lâm hoặc là u ảnh dơ đao đuổi tới, như trong tưởng tượng. Từ đầu đến cuối đều là thiếu niên kia đơn độc một người. Hắn vung nắm đấm. Thành viên bụi gai hắc sắc nghe tin mà đến chạy đến, bị đánh bay ngược trở về, nặng nề đập vào cửa lớn. Người là ai? Các hạ là ai? Các võ sĩ bụi gai hắc sắc bị đập cho hộc máu, không ngừng lớn tiếng chất vấn hỏi ra tiếng lòng của quần chúng ăn dưa xung quanh, nhưng Lâm Bắc Thần cũng không trả lời. Hắn một đường vung quyền, đây chỉ là sử dụng sức mạnh nhục thân mà thôi, cũng không thi triển chiến kỹ cao minh gì cả, nhưng các võ sĩ bụi gai hắc sắc không ngừng lao ra, giống như chó hoang không phòng bị đụng phải bức tường không khí trong suốt, nguyên một đám phun máu tơi tung tóe bay ngược ra ngoài, hoàn toàn bị áp đảo. Có chút thực lực này, cũng bày đặt chơi xã hội đen. Lâm Bắc Thần không ngừng xuất thủ, căn bản không có ai đỡ nổi một quyền hắn nhận thức rõ ràng thực lực của mình cũng như thực lực của các võ sĩ thần giới dừng tay mau dừng tay hương chủ trịnh tam thông cuối cùng nghe tin ôm mèo ba đuôi mà đến lớn tiếng nói không biết bụi gai hắc sắc ta đắc tội các hạ chỗ nào ta nguyện ý bồi tội xin hãy thu lại thần thông hắn nắm thời cơ cực nhanh mới nhìn mấy lần hắn đã biết trong phân đà này tính cả đà chủ đi ra ngoài chưa trở về đều không có người nào là đối thủ của kẻ xâm nhập này Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn Trịnh Tam Thông, đoán được đây đại khái là tên đầu đàn. Tiếp đó hắn không chút do dự đi lên đánh ra một quyền, đánh trước một quyền, đánh trước hỏi sau. Ầm, ừ. quyền kinh ép tới không khí ầm ầm sụp xuống. Trịnh Tam Thông thổ huyết quỳ xuống tại chỗ. Ngươi rốt cuộc là ai, ta chưa từng trêu chọc ngươi. Hắn quả thực ủy khuất muốn khóc. Lúc này, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng thu tay lại. Tại sao phải giết ta? Hắn viết trên mặt đất một câu hỏi. A, à vẻ mặt trịnh tam thông ngơ ngác thân là một trong cửu đại hương chủ bang hội bụi gai hắc sắc trịnh tam thông trải qua quãng thời gian rất dễ chịu hắn không ham tài không háo sắc bình sinh hứng thú lớn nhất chính là vuốt mèo đáng tiếc là mèo bình thường không chịu được vuốt ve của hắn vuốt mấy lần xương cốt liền vỡ vụn mà chết mà con mèo ba đuôi nằm trong ngực này hắn mua trên ma uyên là chú mèo duy nhất có thể chịu được sự vuốt ve mạnh mẽ của hắn mà không bị hồn siêu phách tán hắn ôm mèo ba đuôi lớn tiếng nói, hiểu lầm, ở đây nhất định là có hiểu lầm gì đó ba. Ba, lâm bắc thần quất hắn hai bạt tai. Ta là một thiếu niên nhu thuận đáng yêu vừa câm vừa điếc, không nghe được ngươi đang nói gì, cho nên ngươi tốt nhất viết chữ đi. Lâm bắc thần viết chữ trên mặt đất, lại nói, để biểu đạt sự áy náy của ngươi, ngươi có thể dập đầu không? Trịnh Tam Thông không chút do dự trực tiếp dập đầu ba cái. Không chỉ như vậy, hắn còn đẻ con mèo ba đuôi xuống, khiến con mèo này cũng dập đầu lại ba cái, đại nhân đủ chưa không đủ ta tiếp tục dập đầu hắn nhìn lâm bắc thần viết chữ trên mặt đất lâm bắc thần vỗ vỗ mặt của hắn viết chữ nói đủ rồi nói đi tại sao muốn phái người giết ta đại nhân ngài là trịnh tam thông lúc này còn chưa kịp phản ứng lâm bắc thần nghĩ nghĩ một chút viết lại một lượt sự tình phát sinh ở trong ngõ hẻm nhỏ hôm đó trịnh tam thông đọc xong trong lòng không khỏi rung động hỏng vậy mà lại là người kia đáng chết không phải nói tên câm điếc này ngoại trừ trông đẹp trai không còn gì khác sao. Căn bản chính là nói bậy. Thực lực tiểu câm căn bản không khác gì những chiến sĩ quyến tộc. Đại nhân, chuyện này, không liên quan gì đến ta, ta chỉ là phụ mệnh hành sự trịnh tam thông cố gắng giải thích, kể lại đầu đuôi ngọn nguồn sự việc. Lâm Bắc Thần nghe xong, lập tức kinh hãi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Cà Phê nhé. Không tốt. Lão Hàn gặp nguy hiểm. Hắn ngay lập tức bất chấp tất cả, quay người chạy như điên về phía quán rượu thính tuyết. Trịnh Tam Thông nơm nớp lo sợ quỳ sụp tại chỗ một lúc lâu, lúc này mới xác định tiểu câm đáng sợ thật sự đã rời đi. Hắn chậm rãi đứng lên. Người nào tới tổng bộ bụi gai hắc sắt ta quấy rối. Âm thanh lăng lệ bạo ngược từ đằng xa chuyển đến, ngay lúc giọng nói đó chuyển đến, một nam trung niên gầy gò trong chiếc áo di lê gai màu xanh lá cây, bay nhanh như rắn hạ xuống sân. Hội trưởng, trịnh tam thông nhìn thấy, lập tức vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi lên hành lễ, đem chuyện phát sinh trước đó nói một lượt. Hàn gia tiểu câm, kiệt lạp bang chủ bang kinh cức nhíu mày, nói, ngươi cảm thấy hắn là một chiến sĩ quyến tộc. Có thể đoán được là một thần hệ gì sao? Trịnh Tam Thông suy tư một chút, nói, có thể khẳng định không phải thần hệ đại hoang, cũng không phải thần hệ 12 đại chủ, khả năng cao nhất là quyến tộc thần hệ không chính thống, nhìn rất nghèo, sức mạnh lớn, thân phận địa vị thần linh bình thường sẽ không thu nhận kẻ tàn tật. Chuyện hàn gia là phía trên giao xuống, không thể từ bỏ. Kiệt Lạp nghĩ ngợi một chút, nói, người đâu, triệu tập nhân thủ, tam đại đà chủ, cửu đại hương chủ, cùng ta đi gặp tiểu câm này một chút. Quán rượu thính tuyết. Trong hậu viện, linh đường đã dựng lên hoàn tất. Hàn lập mang một thân áo liệm, thu liễm sạch sẽ, lẳng lặng nằm bên trong quan tài. Ngô Vi bởi vì thương tâm quá độ, đã hôn mê, uống thuốc mấy lần rồi, đang nặng nề ngủ thiếp đi trong phòng ngủ ở lầu 2, chỉ có một mình hàn lạc tuyết trên người mặc đồ tang màu trắng, quỳ trước quan tài, vẻ ngoài xinh đẹp lại vô cùng hiếu thảo nhiễm chi xuân đứng ở phía sau cửa phòng nhìn hàn lạc tuyết đang quỳ trước quan tài trong mắt lóe lên lòng ham muốn chiếm hữu mãnh liệt tiểu tuyết a à, tiểu tuyết ngươi ngàn vạn lần không nên vì tiểu câm kia mà không thèm để ý gì đến ta làm tổn thương trái tim ta vì vậy ta đành phải dùng thủ đoạn này khóe miệng nhiễm chi xuân lộ ra một tia cười lạnh lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến hàn lạc tuyết nghi hoặc đứng lên nhìn ra phía bên ngoài phòng nhìn thấy nhóm dân cư láng giềng xung quanh đều chạy tới đây vương đại thúc lục thẩm còn có bảo ngọc ca các ngươi sao lại tới đây hàn lạc tuyết vô cùng ngoài ý muốn nàng nhìn thoáng qua nhiễm chi xuân không phải nói không tiết lộ tin tức ra bên ngoài sao nhiễm chi xuân một mặt vô tội nói không phải ta nói nhưng nhà ta đi mua quan tài lại mua đồ tang láng giềng cũng đoán ra được ta cũng không có biện pháp sắc mặt hàn lạc tuyết trắng bệch hành lễ với đám người kia nói các hương thân phụ lão cảm ơn mọi người đến tế bái cha ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào không phải nói cơ thể lão hàn chuyển biến tốt rồi sao đúng vậy mấy hôm trước còn khỏe như vâm nay người đã không còn nữa rồi cháu gái không phải thúc nói ngươi việc này ngươi làm không đúng nha lão hàn đã qua đời sao không thông báo với chúng ta một tiếng chúng ta mấy ông bạn già cũng phải đến tiễn hắn đoạn đường cuối cùng đám người hàng xóm ngươi một câu ta một câu có người dập đầu trước linh vị sau đó quỳ xuống hóa vàng cũng có người hỗ trợ thu xếp những công việc khác Hàn Lạc Tuyết ngăn cản, nhưng không có tác dụng. Đúng rồi, lão Hàn rốt cuộc vì sao mà chết? Hôm qua ta còn gặp hắn, lão Hàn nói dùng thuốc thần điện đã khỏi rồi. Có người đưa ra nghi vấn. Cha ta hắn? Hàn Lạc Tuyết không biết trả lời như thế nào mới tốt. Dáng vẻ ấp a ấp úng của nàng khiến đám người càng thêm nghi ngờ. Ta biết đột nhiên, trong đám người có một tiểu hài tử chừng 10 tuổi, lớn tiếng nói, là tiểu Câm hại chết Hàn gia gia, là hắn hạ độc giết chết Hàn gia gia, sau đó hắn liền bỏ chạy một câu nói khiến người khác kinh sợ. Trong nháy mắt, toàn bộ hậu viện cùng trong ngoài linh đường, lập tức yên tĩnh trở lại. Tiểu bảo, không nên ăn nói lung tung, ngươi cơ thể hàn lạc tuyết không khỏi run lên. Nói, ngươi nghe ai nói. Lúc ngươi cùng tiểu câm thương lượng, ta đều đã nghe hết rồi tiểu hài tử trốn ở đằng sau lục. Thẩm, dùng tay chỉ hàn lạc tuyết, lớn tiếng nói, nữ nhân xấu xa. Hàn lạc tuyết lập tức khẩn trương, ngươi không nên ăn nói lung tung. Lúc này, đám hàng xóm chung quanh, ánh mắt cũng chợt đổi, vẻ mặt nhiễm chi xuân vô cùng khiếp sợ nói tiểu tuyết ngươi ngươi vậy mà làm ra loại chuyện này chẳng trách ngươi không cho ta thông báo hàng xóm láng giềng cũng không cho ta đi tìm tiểu câm kia hóa ra người ta đã sớm biết ngươi thích tiểu câm kia nhưng ngươi vì hắn thậm chí ngay cả cha của mình cũng hạ độc chết người nữ nhân như ngươi quá ác độc đại xuân ngươi không nên nói lung tung hàn lạc tuyết không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế nàng vội vàng giải thích với đám hàng xóm chung quanh nói không phải như vậy Tiểu bảo, ai bảo ngươi nói những lời này có phải đại xuân không? Ai người đứa bé gọi là tiểu bảo, trực tiếp trốn ở đằng sau lục thẩm, bị dọa sợ khóc lớn. Ngươi chớ dọa đứa bé. Tiểu tuyết, ngươi thật sự làm ra loại chuyện táng tận lương tâm này sao? Mấy ngày trước ta nhìn thấy nàng cùng tên tiểu câm kia mắt qua mày lại, quả nhiên là có gian tình. Phi, còn giả vờ giả vịt hiếu thuận ở chỗ này canh linh đường bắt nàng ta lại. Đám người cùng nhau tiến lên. Không phải như vậy, dừng tay, mọi người nghe ta giải thích hàn lạc tuyết liều mạng dãy ruộng hết sức giải thích, nhưng căn bản là vô dụng. Rất nhanh, nàng liền bị trói lại, trói ở trước quan tài hàn lập. Không phải ta, ta không có, các ngươi nghe ta nói hàn lạc tuyết phí công phí sức giải thích, nhưng đối mặt với sự phẫn nộ của đám người, căn bản không có ý nghĩa. Phần lớn mọi người đều lựa chọn tin tưởng lời nói của tiểu hài tử, lại thêm nhiễm chi xuân ở một bên trợ giúp, hết thảy phẳng phất đã tra ra manh mối. Chuyện gì xảy ra? Ngô Vi trong cơn ngủ mê man rốt cục tỉnh dậy, bị người ta mang tới hậu viện nương tiểu thuyết nàng hài ta không biết nên nói như thế nào nhiễm chi xuân tiến lên đón một mặt bi thương và đau buồn nói được vài câu nước mắt đã rơi như mưa có người kể lại những chuyện xảy ra trước đó một lần nữa không không thể nào các ngươi chắc chắn nghĩ sai rồi ngô vi căn bản không tin nữ nhi của mình sẽ làm ra loại chuyện này nhiễm chi xuân nói ta cũng không tin nhưng mà hài nương ta để tiểu thuyết tự mình nói với ngươi đi hắn đi đến bên người hàn lạc tuyết Xích lại gần bên tai thiếu nữ, có chút dừng lại, sau đó nói: "Tiểu Tuyết, nếu như ngươi còn có lương tâm, ngươi nói cho nương, chân tướng sự tình, có phải như đám hàng xóm láng giềng nói hay không?" Hàn Lạc Tuyết sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Ngô Vi. Hồi lâu, nàng cúi đầu xuống, nói: "Nương, là ta cùng Tiểu Câm lập ra kế hoạch này, hạ độc vào trong thuốc của cha, ta không phải người cái gì?" Ngô Vi cho là mình đã nghe lầm. Thoáng chốc, một số hàng xóm vốn còn nửa tin nửa ngờ, lập tức cũng vỡ hòa ngô vi bất ngờ nhất bước chân lảo đảo suýt chút nữa ngất đi tiểu tuyết ngươi nói cái gì hàn lạc tuyết chỉ cúi đầu một câu cũng không nói nữa mọi người đều nghe được rồi dâm phụ vì một tên nam nhân thậm chí ngay cả cha của mình cũng giết treo cổ nàng lên giết thiêu chết đưa đến thần điện đi thẩm phán con tiện nhân này đám hàng xóm láng giềng lửa giận khó tiêu lớn tiếng gầm rú không không thể nào ngô vi hiểu rõ nữ nhi tuyệt đối không phải loại người như vậy, trong nội tâm nàng cũng âm thầm cảm thấy, tiểu câm vừa rồi đi tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Tiểu tuyết, có phải người ép ngươi không? Ngô vi xích lại gần lớn tiếng nói. Hàn lạc tuyết cúi đầu, một câu cũng không nói. Bên cạnh có người lớn tiếng hô lên, tiểu tiện nhân quá độc ác, vì muốn ve vãn tiểu câm, độc chết cha ruột. Nàng không xứng chấp trưởng lại quán rượu thính tuyết, lão hàn ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ đem quán rượu giao cho đại xuân quản lý đúng vậy, Đại Xuân những năm này cống hiến không ít công sức cho tử quán, lão hàn đối xử với hắn như con ruột của mình. Lại có người phụ họa. Ngô vi tâm loạn như ma. Nàng vừa mới mất đi trượng phu, hiện tại lại được cho hai nữ nhi mới là hung thủ giết người. Khoảnh khắc này đối với nàng mà nói, chính là trời đất sụp đổ. Nương, ngài chớ nổi giận, đừng có gấp, yên tâm, tất cả còn có ta, ta sẽ xử lý tốt nhiễm chi xuân vội vàng đi lên đỡ lấy ngô vi, thấp giọng nói, chắc chắn là do tiểu câm kia dở trò quỷ, người yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ tiểu tuyết. Nói xong, hắn quay người, lớn tiếng nói, hương thân phụ lão nghe ta nói, chuyện này, đều là chuyện riêng của hàn gia ta, mọi người hãy giao cho ta xử lý. Ngươi xử lý. Ngươi có thể làm chủ hàn gia sao? Đúng đấy, ngươi bất quá là một nghĩa tử, bây giờ nói chuyện cũng vô dụng. Trong đám người, có người lớn tiếng nói, ta đương nhiên có thể làm chủ được, lão cha khi còn sống, chính miệng nói qua, muốn gà tiểu tuyết cho ta, muốn đưa tử quán hàn gia giao cho ta quản lý, hiện tại lão cha đã qua đời lời ta nói chính là đại diện cho hàn gia nhiễm chi xuân lớn tiếng giải thích ngươi có chứng cứ không đúng đấy dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi cũng không biết là ai một mực ẩn trong đám người không ngừng mà lớn tiếng nghi ngờ thanh âm này luôn luôn có thể chuẩn xác đưa ra điểm nghi vấn lớn nhất trong lòng mỗi người ở đây lúc ấy mẹ ta cũng ở chỗ đó không tin các ngươi có thể hỏi nàng nhiễm chi xuân nói quay đầu hướng ngô vi nói nương người nói cho bọn hắn có phải như vậy không có thấp giọng nói nương trước ứng phó đã không làm vậy không gánh nổi tiểu tuyết trong lòng ngô vi đã sớm hoang mang lo sợ nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói đúng đúng là như vậy lão hàn đã từng nói như vậy lần này mọi người đã tin chưa nhiễm chi xuân nói đám láng giềng cái này cũng không mở miệng nữa trên mặt nhiễm chi xuân hiện lên một tia đắc ý vì âm mưu được như ý hắn đang muốn nói gì đột nhiên nhìn thấy một bóng người bỗng nhiên khẽ giật mình ngươi hắn nhìn về phía hướng đại môn hậu viện nhìn thấy một thiếu niên trên người mặc thường phục màu trắng chậm rãi đi tới là tiểu câm hắn trở về rồi hắn còn có dũng khí trở về bắt hắn lại nhiễm chi xuân trong nháy mắt kịp thời phản ứng lớn tiếng nói mấy thân ảnh trong nháy mắt từ trong đám người nhảy ra hướng phía thiếu niên áo trắng kia đánh tới phanh 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 lại bay ngược trở về hung hăng ngã xuống đất ngươi hàn lạc tuyết nhìn thấy thiếu niên áo trắng Lập tức vừa mừng vừa sợ vừa giận vừa nghi, bỗng nhiên đứng lên, nói: "Ngươi tại sao trở lại? Ngươi mau đi đi." Trong lòng nàng biết rõ, cha chết tuyệt đối không hề liên quan đến Tiểu Câm. Nàng đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng nàng không thể nói ra được. "Ngươi ngươi tên súc sinh này, còn dám đánh người?" Nhiễm Chi Xuân lùi một bước, nói: "Ngươi hại cha, còn dám trở về, ai cho ngươi lá gan này Lâm Bắc Thần?" Nhìn thấy lão Hàn đang nằm trong quan tài ở linh đường, lão nhân sắc mặt hiền lành lặng yên nằm trong quan tài, biểu lộ không màng danh lợi, lông mày nhíu chặt, tựa hồ còn mang theo một tia lo lắng đối với phu nhân cùng nữ nhi, cũng đã không có cách nào che gió che mưa cho bọn hắn. Cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Lâm Bắc Thần vô cùng đau lòng. Hắn đi tới trước quan tài, nhìn khuôn mặt hàn lập, dường như nghĩ tới thời gian 10 ngày ngắn ngủi trước đó sống chung với ngay, lão nhân này rất chiếu cố mình. Ai có thể ngờ tới, nhiễm chi xuân tên súc sinh này, lúc trước sắp chết đói ở đầu đường xó chợ, được Hàn gia nhận nuôi, nhặt về một cái mạng, vậy mà phát điên như thế. Người mau đi đi. Hàn lạc tuyết xông tới, muốn đẩy lâm bắc thần ra ngoài. Bất luận như thế nào, thiếu nữ tử quán cũng không tin, cái chết của phụ thân có liên quan tới lâm bắc thần. Lâm bắc thần đứng không nhúc nhích. Hắn giơ tay phải lên viết từng chữ từng chữ trong hư không. Ánh sáng nhạt nhạt ở trên đầu ngón tay, hóa thành chữ viết trong không khí. Ta tới rồi, không cần lo lắng. Hắn nhẹ nhàng đè lên bả và hàn lạc tuyết, sau đó lại nhìn về phía ngô vi nói lão nương ta không mưu hại cha tiểu tuyết cũng không phải hung thủ nàng vừa rồi nói như vậy là bị ép buộc bởi vì trong người của ngươi cũng bị nhiễm chi xuân hạ độc giống với kịch độc mà cha chúng ngô vi khẽ giật mình thân thể mềm mại của hàn lạc tuyết khẽ run lên không sai vừa rồi sở dĩ gánh chịu tội giết người cũng là vì nhiễm chi xuân trong nháy mắt tới gần nàng nói cho nàng biết trong cơ thể ngô vi còn có kịch độc nếu như không lấy được giải dược sau một canh giờ cũng sẽ thổ huyết giống lão hàn mà chết đã mất đi phụ thân nàng không thể lại trơ mắt nhìn mẹ của mình cũng chết đi chỉ cần nàng phối hợp với nhiễm chi xuân đối phương bằng lòng giải độc cho ngô vi không nghĩ tới lâm bắc thần vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra làm sao ngươi biết hàn lạc tuyết khiếp sợ hỏi lâm bắc thần viết ta biết ngôn ngữ khẩu hình biết ngôn ngữ khẩu hình dĩ nhiên không phải hắn biết ngôn ngữ khẩu hình cái quái gì chứ là bởi vì dưới sự hướng dẫn của áp hắn mấy ngày này làm quen ngôn ngữ và cách viết, đã có thể nghe hiểu ngữ ngôn của thế giới này. Mặc dù còn chưa biết nói. Một người câm điếc, biết ngôn ngữ khẩu hình hợp tình hợp lý nha. Người nói bậy, câm thối, người ngậm máu phun người. Nhiễm chi xuân thần sắc kịch biến, nghiêm nghị chỉ trích, có nhìn về phía hàn lạc tuyết, trong mắt mang theo uy hiếp, nói, tiểu tuyết, tự ngươi nói đi, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, không nên nói lung tung ta hàn lạc tuyết nhìn chằm chằm nhiễm chi xuân, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình lo lắng kịch độc trong cơ thể ngô vi yên tâm đầu ngón tay lâm bắc thần viết chữ trên không trung nói độc trong người nương ta có thể giải được hàn lạc tuyết nhìn thoáng qua lâm bắc thần trong nháy mắt liền lựa chọn tin tưởng hắn là hắn chính là nhiễm chi xuân tên súc sinh này vừa rồi chính miệng nói với ta hạ độc vào cơ thể của mẹ ta ta bị buộc bất đắc dĩ bất đắc dĩ mới thừa nhận cùng tiểu câm hạ độc hại cha ta nhiễm chi xuân ngươi là cầm thú không có nhân tính cha ta nhất định bị ngươi hại chết Hàn Lạc Tuyết chỉ vào Nhiễm Chi Xuân, trợn mắt trừng trừng. Ngươi, Tiểu Tuyết ngươi điên rồi, nhìn thấy tên Tiểu Bạch Kiểm này đến, ngươi liền có dũng khí vu oan giá họa cho người vô tội, ngươi thật sự là bị hắn làm cho thần hồn điên đảo rồi, ngươi. Nhiễm Chi Xuân còn chưa nói xong, hét thảm một tiếng. Thân hình Lâm Bắc Thần khẽ động, quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cước trực tiếp đá gãy hai xương bánh chè của hắn. Lại đây, quy trước linh vị lão Hàn, sám hối cho tử tế vào. Lâm Bắc Thần kéo lấy tóc của hắn, giống như kéo một con chó chết đem hắn kéo qua khiến hắn quỳ ở trước quan tài a à, nhiễm chi xuân phát ra tiếng kêu thảm khuôn mặt vạn vẹo biến hình mảnh xương vỡ vụn do chịu đựng trọng lượng thân thể đầu gối huyết nhục mơ hồ truyền đến tiếng kêu thống khổ giống như bị ngọn lửa thiêu đốt làm cho nhiễm chi xuân kêu thảm đến khàn giọng lúc này các hàng xóm láng giềng xung quanh mới hồi phục lại tinh thần giết người rồi tiểu câm muốn giết người rồi hắn đang hãm hại đại xuân trong đám người mấy giọng nói quen thuộc kia lại lần nữa vang lên đang giật dây mê hoặc đám người không ngừng mà thêm dầu vào lửa lâm bắc thần nhìn về phía đám người một đám tạp nham lẫn lộn đến danh tính cũng không có đã đến lúc này rồi còn dám châm ngòi mê hoặc nhân tâm thân hình hắn khẽ động đám người chỉ cảm thấy hoa mắt phanh 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 trong đám người có mấy người bay ra ngoài ai a à, nguyên một đám kêu thảm té ngã trên đất đều là bị Lâm Bắc Thần dùng chân đạp từ trong đám người ra ngoài. "Tiểu Tuyết, ngươi tới nhìn xem một chút, những kẻ này là ai?" Lâm Bắc Thần viết chữ trong hư không. "Tứ Tử, còn có lại Đức Vinh, Trương Thuần, mấy người các ngươi." Hàn Lạc Tuyết nhận ra, mấy tên này đều là đám thanh niên trên phố chơi khá thân thiết với Nhiễm Chi Xuân. Còn những kẻ khác không quen biết. Nàng quay đầu nói với Lâm Bắc Thần, "Kẻ sướng người họa, diễn một màn kịch hay." bọn hắn cùng nhiễm chi xuân là một đám, vừa rồi trong đám người phối hợp với hắn, chính là vì mưu đoạt sản nghiệp hàn gia các ngươi. Tên nhiễm chi xuân này, lương tâm bị chó tha rồi. Lâm Bắc Thần dùng ngón tay viết chữ trong hư không. Cái gì? Không thể nào, Đại Xuân thế nhưng từ lâu đã đi theo bên người lão hàn rồi nha. Đứa nhỏ Đại Xuân này rất chất phát, sẽ không phát điên mất trí mà làm như thế. Không thể nào. Đám hàng xóm láng giềng nghị luận ầm ý. Có người biết chữ, có người không biết chữ, nghị luận trong chốc lát, cũng đã biết Lâm Bắc Thần viết có ý gì. Ngươi qua đây. Lâm Bắc Thần viết chữ, giơ tay lên tìm hài tử gọi là tiểu bảo kia. Hài tử bị dọa chạy đến trốn ở phía sau mẹ hắn lục thẩm. Ngươi ngươi chớ dọa hài tử. Lục thẩm há mồm vừa muốn quát lớn. Lâm Bắc Thần trừng mắt. Một cổ sát khí phóng tới. Lục thẩm bị dọa đến đứng thẳng bất động tại chỗ, động cũng không dám động. Lâm Bắc Thần lúc này mới móc ra một khối đường phèn màu trắng, đưa cho Hàn Lạc Tuyết, viết chữ nói, ngươi hỏi hắn, ai dạy hắn nói những lời khi nãy, chỉ cần thành thành thật thật nói ra, khối này đường liền cho hắn. Không nói, sẽ giết cả nhà của hắn. Hàn lạc tuyết như hiểu được điều gì, cầm lấy đường phèn, làm theo lời hắn. Là đại xuân ca ca dạy ta. Tiểu bảo đã 10 tuổi, ước chừng cũng biết được một số chuyện, vừa nhìn thấy lâm bắc thần hung ác như thế, lại vừa nghe nói nói thật có bánh kẹo ăn, chớp mắt liền kể đầu đuôi sự việc ra. Nhiễm chi xuân cho hắn 6 khối đường ngọt, để hắn cố ý nói như vậy. Lúc này, đám hàng xóm láng giềng xung quanh đều phản ứng lại. Kết hợp với chuyện lúc trước, mơ hồ đã hiểu ra, chuyện này từ đầu đến cuối đều là nhiễm chi xuân dựng lên, đang hãm hại hàn lạc tuyết. Cái chết của lão hàn. Có người thấp giọng hô. Đúng vậy. Như vậy có nghĩa là cái chết của lão hàn, nhiễm chi xuân mới là người có hiểm nghi lớn nhất. Ngươi còn có gì muốn nói không? Hàn lạc tuyết đi tới trước mặt nhiễm chi xuân, trong đôi mắt to tròn tràn đầy thù hận, nghiêm nghị quát hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio nhiễm chi xuân chậm rãi ngẩng đầu nở nụ cười lạnh ta không có gì để nói ha ha nhưng mà ngươi cho rằng chuyện hôm nay cứ như vậy kết thúc sao quá ngây thơ rồi hắn một mặt âm tàn oán độc nhìn chằm chằm lâm bắc thần nói tiểu tạp chủng nhà ngươi không biết từ đâu chui ra làm hỏng chuyện tốt của ta ha ha ngươi chắc không biết đi ta là người của bụi gai hắc sắc nói xong hắn yên lặng quan sát biến hóa trên khuôn mặt lâm bắc thần nhưng lâm bắc thần lại không có chút dao động nào ngược lại đám hàng xóm láng giềng bên cạnh nghe được lời như vậy lập tức nổi lên âm thanh nghị luận ồn ào như ong vỡ tổ một vài người nhát gan xoay người rời đi tại chỗ hàn lạc tuyết biến sắc bụi gai hắc sắc với vạn vẹo rừng rậm u ảnh giống nhau là ba hắc băng lớn nhất dưới khu ba dân thường căn bản không dám trêu chọc có thể nói là thứ đáng sợ nhất chính xác ở dưới khu ba khu tây bắc đại này người bình thường ai dám trêu chọc băng phái như vậy người của xã hội đen chuyện gì cũng có thể làm ra được ha ha, tiểu tử thối, người nhất định phải chết, ha ha, không phải ngươi biết đánh nhau sao? Ha ha, chờ xem, người của bang bụi gai hắc sắc đến, xem ngươi còn dám động thủ hay không? Nhiễm Chi Xuân cười gần nói, lời còn chưa dứt. Ba, Lâm Bắc Thần giơ tay lên tát cho hắn một bạt tai, đánh cho nửa gương mặt Nhiễm Chi Xuân đều nát bấy, há miệng một cái, răng cùng vũng máu phun ra. Hắn cười gần, vẻ mặt âm tàn đầy sự cừu hận, nhìn chăm chặp Lâm Bắc Thần, cũng không sợ hãi vậy mà là một tên cứng đầu cứng cổ lâm bắc thần cũng không để ý loại phế vật lòng lang dạ sói như thế này giết hắn ngược lại là tiện nghi cho hắn để đó từ từ chăm sóc hắn tiểu ách ba ngươi mau đi đi hàn lạc tuyết lúc này đã lấy lại tinh thần vội vàng thúc giục nói đây là chuyện của hàn gia chúng ta không liên quan gì đến ngươi ngươi mau đi đi ha ha bây giờ đi đã muộn rồi đả thương chúng ta đả thương đại xuân ca chẳng khác nào là đánh vào mặt bụi gai hắc sắc, còn có thể trốn đến nơi nào. Đến lúc đó, tên tiểu tạp chủng nhà ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Đắc tội với chúng ta, ở dưới khu ba này. Không, tất cả khu Tây Bắc Đại này, cũng sẽ không có chỗ dung thân cho người đâu đám đồng bọn bên cạnh khi nãy bị đạp, trên đất, lập tức đều đứng lên. Lâm Bắc Thần không nói lời nào, nhẹ nhàng đi tới. Răng rắc răng rắc tạch tạch. Lần lượt từng kẻ, toàn bộ đều bị đánh gãy xương bánh chè, kéo bọn hắn qua quỷ xuống trước linh vị hàn lập một tên trong đó không kiên trì nổi, chửi ẩm lên, cố ý nằm trên mặt đất. Bành! Lâm Bắc thần cong ngón búng ra một cái. Một tia kiếm khí trực tiếp bắn nổ đầu của hắn. Trong viện lập tức vang lên tiếng thét chói tai. Đám hàng xóm láng giềng bị dọa la hét ầm lên, vội vàng lui lại phía sau. Không ai ngờ tới, tiểu ách ba lại tâm ngoan thủ lạt như vậy, giết người giống như dẫm chết một con kiến. Những tên côn đồ khác, thấy cảnh này, bị dọa đến lập tức hồn phi phách tán, cũng không dám đồ nghịch nữa, cố gắng nén cơn đau nhức kịch liệt ở hai chân, nghiêm túc quỳ trên mặt đất, mặc kệ máu chảy ra khắp cơ thể, nhuộm cả người thành một màu đỏ. Ánh mắt nhiễm chi xuân vẫn đầy oán độc nhìn chằm chằm lâm bắc thần như cũ. dáng vẻ như muốn nói có giỏi ngươi giết ta đi. Rất ngang ngược, lâm bắc thần cũng không tiếp tục để ý hắn, mà là nhìn về phía cửa lớn. Ngươi mai đi nhanh đi, ngươi gây họa rồi. Ngô Vi cũng khuyên nói, nói, con trai, ngươi là hảo hài tử, đi đi, ta và lão Hàn liên lụy tới ngươi rồi nương lâm bắc thần đối với lão thái thái bình thường nhưng lại vô cùng hiền lành cười cười viết chữ nói ta cũng là người của hàn gia người và cha trước kia không phải vẫn luôn đối xử với ta như nhi tử trong nhà sao từ nay về sau ta chính là con trai của người trời sập xuống nhi tử sẽ đỡ lấy hốc mắt hàn lạc tuyết thoáng chốc đỏ lên trong chớp mắt này nàng phẳng phất như tìm được người có thể tin tưởng cả đời này trong cơ thể thoáng chốc dũng khí một lần nữa vọt lên lâm bắc thần giơ tay lên lau lau tóc của nàng lại viết yên tâm đi hôm nay mặc kệ chuyện gì xảy ra ta cũng phải đòi cho cha ta một công đạo bên ngoài viện lạc trên đường phố chuyện xảy ra ở quán rượu thính tuyết đã chuyển ra ngoài rất nhiều mạo hiểm giả nghe tin mà đến muốn đi tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng nhất là lão hàn ngày thường hay làm việc thiện nhân hậu hiền hòa bởi vậy cũng có không ít nhân duyên với người mạo hiểm giả rất nhiều mạo hiểm giả trước kia từng nhận một chút ân huệ của ông đều muốn tới tê bái hàn lập nhưng rất nhanh lại có tin tức chuyển tới, nói chuyện này có liên quan đến bang bụi gai hắc sắc, lập tức 99% mạo hiểm giả, lập tức quay người rời đi. Ở trong thế giới dưới cùng của đại hoang thành, bang hội giống như rắn độc, giống như ôn dịch, giống như tất cả những gì âm u ác độc nhất, một khi dính phải, không chết cũng bị thương nặng. Rất nhiều người đều sẽ kính sợ tránh xa, tránh như tránh rắn rết. Phần tử bang hội vì đạt được mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ám toán, hạ độc, cạm bẫy, bắt cóc, ám sát, cho dù là chiến sĩ quyến tộc cường đại, cũng có thể chết dưới thủ đoạn như hạ độc thủy ngân của băng hội. Mạo hiểm giả cường đại tới đâu, cũng không muốn dây dưa với những người này. Nói chính xác, thậm chí cũng không muốn xuất hiện cùng một chỗ với bọn hắn. Chỉ có số ít mạo hiểm giả tiến vào trong sân. Đợi đến khi bọn hắn biết chuyện xảy ra, cũng đều bảo trì yên lặng. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung ở trên người lâm bắc thần. Thiếu niên anh tuấn áo trắng giống như thần vậy. Hắn một thân mặc đồ trắng bình tĩnh đứng ở cửa ra vào linh đường, đám người nhiễm chi xuân quỳ phía sau vũng máu chảy ra từ đầu gối bị đập vỡ nhuộm đỏ cả mặt đất làm cho cả linh đường tràn ngập mùi máu tanh cũng làm cho bộ đồ màu trắng như tuyết của hắn giống như một vị kiếm tiên tới báo thù thiếu niên anh tuấn như vậy xuất trần khí chất tuyệt thế như vậy không nên xuất hiện ở đây nhưng hắn vẫn xuất hiện ở đây hắn đang chờ đợi chờ ai đương nhiên là chờ đám người bang hội bụi gai hắc sắc xuất hiện thiếu niên khí phách ngút trời nhưng ở thế giới này, chỉ có khí phách có tác dụng không? Rất nhiều mạo hiểm giả dạ yên lặng tự hỏi trong lòng. Ở bên ngoài tường viện, có một chiếc xe ngựa màu đen, cũng quanh xe ngựa không có bất kỳ biểu tượng hoa văn họa tiết gì, kéo xe ngựa là ma thú có tên Phong dẫn thú tới từ Ma Uyên, âm thầm ra hiệu cho tất cả mọi người biết người trong xe có thân phận đặc thù. Sa phu là một đại hán trung niên mặc trên người áo choàng có mũ trùm đầu màu đen dưới mép áo choàng có thể nhìn thấy một khuôn mặt đỏ bừng với bộ râu rậm mỗi hơi thở đều như một mũi kim thép thấm đẫm máu sinh linh bàn tay của hắn khớp xương thô to để lộ ra bắp cánh tay phát triển giống như đao búa bên hông treo kiếm trong tay nắm roi ngựa đại nhân người của bụi gai hắc sắc chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta có cần ra ngoài ngay bây giờ không sa phu thấp giọng hỏi trước tiên quan sát rồi nói trong xe ngựa chuyển đến một giọng nữ êm ái thiếu niên áo trắng này rất thú vị xem hắn tiếp theo định làm gì vâng sa phu cung kính trả lời vừa dứt lời mặt đất chuyển đến âm thanh chấn động từ nơi xa là sự cộng hưởng được hình thành từ chân của một lượng người vô cùng lớn đang chạy như điên đến giống như khí thức tản ra từ một đám võ giả khi bọn chúng chạy như điên phẳng phất như thiên quân vạn mã đang gào thét lao tới vậy tạo ra khí thế đủ để cho người bình thường kinh hãi cùng khiếp sợ là bang hội bụi gai hắc sắc bọn hắn tới rồi rất nhiều người chú ý chuyện hôm nay trong lòng lập tức run lên nhất là khi bọn hắn nhìn thấy đám người mặc y phục màu đen đông nghịt như thủy triều, phẳng phất như thôn vệ tất cả mọi thứ, lấp kín đường đi cùng hẻm nhỏ, từ bốn phương tám hướng cùng tụ tập ở quán rượu thính tuyết, một cảm giác sợ hãi khó tả nhấn chìm bọn hắn. Nhiều người như vậy, đây là triệu tập tất cả phần tử bang hội bụi gai hắc sắc đến sao? Mau nhìn xem, đó là kinh cước chi chủ kiệt lạp. Một vị mạo hiểm già trẻ tuổi đứng ở trên nóc nhà lá thất thanh. Hội trưởng bụi gai hắc sắc vậy mà đích thân đến đây. Mọi chuyện đang làm lớn lên nhìn thấy hội trưởng Kiệt Lạp được mệnh danh là bụi gai chi chủ của bang bụi gai hắc sắc, cũng hiện thân, rất nhiều người vây xem ý thức được, lần này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Bởi vì Kiệt Lạp còn có một thân phận khác, người xếp thứ ba trong năm đại cường giả khu hạ tam khu tây bắc đại hoang thành, là một chiến sĩ quyến tộc cường đại. Lúc bình thường, vị này là một trong những chiến sĩ cường đại trưởng khống hắc vân ở khu hạ tam, luôn không ngừng chuyên tâm khổ luyện ở trong khu hai, có rất ít chuyện có thể kinh động đến hắn hóa ra tên gia hỏa gọi là nhiễm chi xuân địa vị trong băng bụi gai hắc sắc cao như vậy vừa xảy ra chuyện trực tiếp kinh động tất cả người trong băng hội rầm rầm bức tường viện quán rượu thính tuyết trực tiếp bị đánh đổ nguyên một đám thành viên bang hội mặc đồng phục màu đen tràn vào sư 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 bốn phía thân ảnh lấp lóe còn có một vài thành viên tinh anh băng hộ tay cầm tên nỏ xuất hiện ở xung quanh tường nóc nhà giống như đám quỷ màu đen nhắm mũi tên lên mấy người lâm bắc thần trong chớp mắt dương cung bạt kiếm lúc này đám người như thủy triều đen tách ra thành một con đường bụi gai chi chủ kiệt lạp chậm rãi đi ra phía sau hắn mang theo tam đại đà chủ cửu đại hương chủ đều là nhóm cao thủ có danh tiếng không mấy tốt đẹp gì vô cùng khí thế khiến cho cả tiểu viện cảm thấy ngạt thở giống như bị áp bách vậy bang chủ nhìn thấy thân ảnh bụi gai chi chủ kiệt lạp xuất hiện đám gia hỏa gãy chân quỳ trước quan tài kia đều hưng phấn mà vui mừng hô lên viện binh tới rồi chúng ta được cứu rồi. Ô ô ô, nhiễm chi xuân nửa gương mặt bị đánh nát, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng lại phát ra tiếng cười như dã thú. Ngửa mặt lên, vẻ mặt mang theo đắc ý cùng cừu hận nhìn chằm chằm lâm bắc thần. Sắc mặt lâm bắc thần với cùng bình tĩnh. Hàn lạc tuyết lúc này lại không xa suốt tinh thần dục lâm bắc thần mau rời đi. Mặc dù nàng sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy, hít thở dồn dập, tim đập như đánh trống, khuôn mặt trắng xám như thoa phấn, nhưng vẫn là kiên định tiến về phía trước một bước nói, chuyện này là chuyện của hàn gia ta, các ngươi. Lời còn chưa dứt. Hư. Một tia sáng màu đen phá không bay tới. Là phi đao. Lâm Bắc Thần khoát tay, nắm được phi đao, dùng sức nắm chặt. Bụi thiết từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Bóp thiết thành bùn. Thấy cảnh này, kiệt lạp bụi gai chi chủ không khỏi biến sắc, nhẹ nhàng khoát tay về phía sau. Đứng ở sau lưng hắn cổ thách biệt danh lưu ảnh đao một trong cửu đại hương chủ, lúc này mới đem một phi đao khác trong tay hạ xuống bất quá hán tử cường tráng mái tóc dài mặt nhìn như ngựa lại cười cười khiêu khích với lâm bắc thần ngươi chính là kẻ xông tới tổng đà của ta kiệt lạp dò xét lâm bắc thần từ trên xuống dưới phát hiện hình tượng của hắn không giống bất kỳ chiến sĩ cường đại nào theo lý mà nói anh tuấn như vậy lại có thực lực của chiến sĩ quyến tộc ở khu hạ tam đại khu tây bắc thậm chí là khu trung nhị đều không phải kẻ vô danh mới phải ngươi là ai xưng tên ra đi sắc mặt lâm bắc thần bình tĩnh lạnh lùng như băng một dòng chữ hiện lên trước người hắn. đây là bang chủ của chúng ta, chiến sĩ quyến tộc cấp 4 lục giả thần vĩ đại. tiểu tử, nếu như ngươi thức thời, bây giờ lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, bang chủ của chúng ta nhân từ, nói không chừng sẽ thưởng cho ngươi một cái chết toàn thây. trịnh tam thông một trong cửu đại hương chủ cướp lời nói. lúc trước hắn bị lâm bắc thần đánh mặt mũi bầm dập, vô cùng mất mặt, lúc này nắm lấy cơ hội thể hiện. người của các ngươi đã tới đông đủ chưa? một dòng chữ hiện lên ở trước mặt lâm bắc thần. Hai con ngươi của hắn như phóng ra điện, đảo mắt nhìn xung quanh. Bang hội Bụi Gai Hắc Sắc tổng cộng có khoảng hơn 600 người, người khoác áo giáp màu đen đều là chiến sĩ bang hội. "Hả?" Bụi Gai Chi Chủ Kiệt Lạp khẽ giật mình. Ngay sau đó, một dòng chữ khác hiện ra trước người Lâm Bắc Thần, "Nếu đều đã tới đông đủ, vậy thì dùng đầu của các ngươi để tế lão cha trên trời có linh đi." Lời vừa dứt, Lâm Bắc Thần đã hóa thành một mũi tên màu trắng xông ra. "Hưu!" ảo ảnh bóng người hắn hiện ra, trực tiếp đánh nổ không khí, tự tìm đường chết. Bốn tên cao thủ bụi gai hắc sắc thấy thế, rút đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt vọt lên. Cút! Lâm Bắc Thần quát lớn như sấm, đánh ra hai quyền. Ầm! Um. Mưa máu bay tán loạn. Bốn tên cao thủ trong nháy mắt bị đánh nát trở thành mưa máu bay đầy trời. Trong chớp mắt này, Lâm Bắc Thần đã giết tới trước người Kiệt Lạp. Trong mắt Kiệt Lạp lóe lên một chút che giấu. Phốc phốc. Bốn dây leo như mãng xà màu đen không có dấu hiệu báo trước nào từ trong đất trước người hắn xông ra, trói chặt hai tay hai chân của Lâm Bắc Thần. Thứ thần thuật kinh cước chi khốn. Đây chính là sức mạnh mà bụi gai chi chủ kiệt lạp nắm giữ. Bụi gai màu đen cứng cỏi như sắt, mềm mại như dây thừng, linh xảo như rắn, hoàn toàn có thể nghe theo sự điều khiển của kiệt lạp, chẳng những có thể trói buộc địch nhân trong nháy mắt, những gai đen trên sợi dây gai cũng có thể trong nháy mắt đâm vào cơ thể đối thủ, rót độc tố tê liệt vào người hắn, có thể nói, một khi bị bụi gai hắc sắc vây khốn khốn, chính là cử tử nhất sinh. Giết! Kiệt lạp vung tay lên. Thành viên bang hội xung quanh, toàn bộ rút đao kiếm ra. Trò vặt vãnh, đứt cho ta. Lâm Bắc thần cười lạnh, hai tay cầm ngược sợi gai màu đen. Dùng lực rung nhẹ, bang bang hai tiếng, dây gai kinh cức trực tiếp bị kéo đứt. Hai khúc dài hơn 3 mét bị hắn nắm trong tay, rút ra. a à, không. Trong tiếng kêu gào thê thảm, thành viên bang hội bụi gai hắc sắc, trực tiếp bị sợi đằng quất đứt tứ chi, xương cốt vỡ nát, tựa như bao tải rách nát vậy, chân cụt tay đứt gió tanh mưa máu bay ngập trời. Lâm Bắc Thần giống như mãnh hổ bước vào trong bầy dê điên cuồng thăng cấp. Hả? Kiệt Lạp biến sắc. Đối thủ có thể kéo đứt dây leo bụi gai hắc sắc của mình, không phải là không có. Nhưng làm được dễ dàng như này, thiếu niên áo trắng này là người đầu tiên. Rõ ràng là thoạt nhìn cũng không cường tráng, thiếu niên tuấn Mỹ thân hình gầy gò này, làm sao có được loại sức mạnh to lớn kinh khủng như thế này hắn lại lui về sau một bước nữa. Phốc phốc, từng dây leo bụi gai hắc sắc tựa như rắn độc màu đen đến từ địa ngục, từ dưới mặt đất mọc lên, bao phủ về phía Lâm Bắc Thần. Kiệt Lạp nắm giữ thứ thần thuật kinh cực chi khốn, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với thứ thần thuật phong bạo thứ, xui xẻo chết ở trong tay Lâm Bắc Thần. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói, căn bản không vấn đề gì. Hắn sớm đã có phòng bị, bỗng nhiên dậm chân một cái, lực lượng nhục thân khủng bố bộc phát, lấy chân phải làm trung tâm, viên gạch mặt đất đều bị đập nát, giống như mặt nước vậy, gợn sóng nổi lên tầng tầng lớp lớp, lan ra khắp nơi, những nơi nó đi qua, sợi dây gai màu đen như lửa trong trang giấy, trong nháy mắt bị đốt thành bột phấn phiêu tán khắp không gian. Cái gì? Kiệt lạp kinh hãi. Lần này, hắn thật sự bị giật mình. Sức mạnh một cước liền có thể phá vỡ thứ thần thuật của mình. Chẳng lẽ người thiếu niên này lại là chiến sĩ quyến tộc cự lực thần hệ trong lục đại chủ chiến thần linh sao? mà lúc này, Lâm Bắc Thần đã nhanh như tên phóng, dồn ép một lần nữa. Thở phì phò, hơn 10 thanh phi đao giống như phong ba bão táp bất ngờ đánh tới. Xuất thủ chính là từ cổ thách lưu ảnh đao một trong tam đại đà chủ trước đó, khiêu khích Lâm Bắc Thần. Phi đao bay đầy trời như mưa rơi, lực lượng mỗi một thanh phi đao đều đủ để đồng thời bắn thủng 10 chiến sĩ bang hội tinh nhuệ nhất. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ là tùy ý giơ tay đánh ra một quyền. Quyền phong như rồng, gào thét mà ra. Ẩm tất cả đều bị đánh bay ngược ra ngoài phốc phốc phi đao đâm vào trên người cổ thách lưu ảnh đao trong nháy mắt đâm hắn thành con nhím ô ô ô ô trong miệng cổ thách phun ra tiên huyết chết không nhắm mắt hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra mình cùng thiếu niên này tranh lệch lớn như thế trước đó hắn còn khiêu khích không khác gì sâu kiến khiêu khích thần long ý niệm cuối cùng trong đời hắn là bụi gai hắc sắc xong rồi trêu chọc phải một kẻ địch khủng bố như thế trong bang hội căn bản không có ai có thể đánh một trận cùng với thiếu niên áo trắng này. Những người khác đứng xung quanh thấy cảnh này, bị dọa đến sợ vỡ mật. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Dù là thành viên bang hội bụi gai hắc sắc hay là mạo hiểm giả từ các phương vây xem từ xa, người xem náo nhiệt, đều bị giật mình. Vốn cho là kiệt lạp bụi gai chi chủ hiện thân, bang hội bụi gai hắc sắc tập trung cường thế, chuyện quán rượu thính thuyết lần này sẽ nhanh chóng lắng lại. Vốn cho rằng, lần này là bụi gai chi chủ kiệt lạp cường thế hiển lộ rõ ràng bang hội lực lượng gõ những cái kia dục dịch đối thủ thị uy hành động không nghĩ tới kết quả lại như vậy mà sự sợ hãi của cổ thạch lưu ảnh đao trước khi chết cũng trong chớp mắt hóa thành hiện thực bụi gai hắc sắc căn bản không phải đối thủ của lâm bắc thần ầm um, lâm bắc thần đấm ra một quyền quyền kinh đáng sợ phảng phất như trường long gầm thét mà ra những nơi nó đi qua trực tiếp đánh tan tất cả thành viên bang hội bụi gai hắc sắc thân mang áo choàng màu đen trong đó bao gồm lôi quân, biệt danh cương bối thú một trong tam đại đà chủ bụi gai hắc sắc. Thân thể hóa thành bột, hài cốt cũng không còn. Lực lượng kinh khủng, uy thế không dứt, trực tiếp đánh xuyên qua vách tường tiểu viện, trên mặt đất tạo ra một vết rách rộng 3 mét, dài chừng trăm mét, vẫn tiếp tục lan tràn ra đường đi bên ngoài. Quái vật, gia hỏa này là một quái vật. Trương Minh biệt danh điên cuồng chùy một trong tam đại đà chủ còn sót lại, hắn bị dọa đến toàn thân phát run, một kẻ chùy của hắn không biết đã giết bao nhiêu người, vậy mà bị dọa đến sắp đứng không vững. Ngăn hắn lại, kiệt lạp bụi gai chi chủ hét lớn một tiếng, nói, người nào giết được tiểu câm này, ban thưởng vị trí đà chủ, 50 thần thạch. Đám thành viên bang hội vốn bị uy thế mấy quyền của lâm bắc thần dọa cho ngây người, thoáng chốc đột nhiên lại thiêu đốt lên ý chí chiến đấu. Giống như là sâu kiến đối với cự long uy thế cũng không hiểu rõ đồng dạng, thực lực không đủ không thể nào hiểu được lâm bắc thần loại thực lực này, ý vị như thế nào, tại gần ngay trước mắt dụ hoặc phía dưới, bọn hắn lại lấy dũng khí, vung vẩy đao kiếm hướng về lâm bắc thần sung phong liều chết mà đi cùng lúc đó kiệt lạp bụi gai chi chủ nghiêm nghị giống to kích phát hoàn toàn sức mạnh của thứ thần thuật kinh cức chi khốn từng sợi dây gai màu đen tựa như rắn ma chống đỡ địa ngục từ mặt đất vách tường trong nham thạch điên cuồng chui ra ngoài nháy mắt lan ra tấn công về phía lâm bắc thần cùng lúc đó đường đường là người điều khiển một trong ba bang hội lớn nhất dưới khu ba hạ tam cũng nhanh chóng bỏ chạy trốn trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ như vậy thiếu niên áo trắng này thật đáng sợ. Chiến sĩ cường đại căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Chính diện ngạnh chiến, chỉ có chết mà thôi. Nhưng Lâm Bắc Thần sao có thể cho hắn cơ hội chạy thoát chứ? ầm um. Hắn đang ngồi xổm chợt bay vụt lên. Người như đạn pháo, trong chớp mắt, đi tới phía sau kiệt lạp bụi gai chi chủ, ở phía sau tóm lấy gáy của hắn. Kinh lực phun ra. Bành! Mảnh vụn bay tán loạn. Thân thể kiệt lạp, đột nhiên hóa thành một đoạn dây gai màu đen, bị đánh nổ tung thế thân chi thuật lâm bắc thần khẽ giật mình lấy dây gai kinh cức biến thành bản thân hơi thở hoàn toàn giống hệt nhau lại có thể lừa được cảm giác của mình cái này chỉ sợ là một loại thần thuật đi có ý tứ cũng vào lúc này chân thân kiệt lạc bụi gai chi chủ lại xuất hiện ở bên người hàn lạc tuyết giơ tay lên nắm được cổ của thiếu nữ quán rượu dừng tay dừng lại hắn nhìn lâm bắc thần nghiêm nghị hét lớn không được qua đây nếu không ta sẽ giết nàng lâm bắc thần rơi trên mặt đất ánh mắt sắc như kiếm ta không có ý định đối địch với ngươi chuyện này là sai lầm của bụi gai hắc sắc chúng ta chúng ta nguyện ý bồi thường bất cứ thứ gì chỉ cần ngươi đồng ý buông tha chúng ta ta liền buông tay ta sẽ không làm hại hàn cô nương kiệt lạp bụi gai chi chủ lớn tiếng nói cho dù là có con tin ở trong tay hắn cũng không dám lựa chọn cứng rắn đối địch cùng lâm bắc thần thật sự là bị thực lực của đối phương dọa cho sợ rồi chiến sĩ trình độ này đối với hắn mà nói tuyệt đối là người không thể địch nổi con tin cũng không thể cam đoan hắn vĩnh viễn an toàn. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn biến chiến tranh thành tơ lụa. Lâm Bắc Thần từng bước từng bước chậm rãi tới gần. "Bồi thường, người đã chết, con có thể phục sinh sao? Nếu như ngươi có thể làm cho lão Hàn phục sinh, vậy ta sẽ bỏ qua cho bụi gai hắc sắc, bằng không, hôm nay ta muốn bụi gai hắc sắc biến mất khỏi thế giới này." Từng hàng chữ hiện ra ở bên cạnh Lâm Bắc Thần. Hình tượng này giống như là khung lời thoại trong những bộ truyện tranh kiếp trước vừa quỷ dị lại vừa đáng sợ ngươi không nên ép ta trong mắt kiệt lạp bụi gai chi chủ lập lòe hung quang hắn dù sao cũng là một người đứng đầu hắc bang thật sự bị bức ép đến bước đường cùng cũng sẽ cá chết lưới rách lâm bắc thần không nói gì lúc này ngoài tường trên lưng xe ngựa màu đen sa phu đang ngồi xếp bằng dần dần khôi phục từ trong khiếp sợ lắc đầu nói lực lượng thật đáng sợ tiểu tử này chẳng lẽ thật sự là chiến sĩ quyến tộc cự lực thần loại thực lực này có thể so với chiến sĩ quyến tộc cấp 7 đi. Chí ít là cấp 9, thậm chí có thể là cấp chiến tướng. Trong xe giọng nữ vang lên nói, đáng tiếc thiếu kinh nghiệm chiến đấu, bị chút thủ đoạn nhỏ này của kiệt lạp lừa, người ra tay giúp một chút đi. Lời còn chưa dứt. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong tiểu viện, biến hóa bất ngờ xuất hiện. Tiếng kêu thảm chính là từ trong miệng bụi gai chi chủ kiệt lạp phát ra, chỗ cánh tay hắn nắm cổ hàn lạc tuyết, một ánh đao chợt lóe, trực tiếp rơi xuống cùng lúc đó hai đầu gối của hắn cũng đồng thời bị chém đứt kiệt lạp mất đi khả năng chống đỡ ngã xuống đất kêu thảm lộn vòng về phía trước thần kỳ là miệng vết thương của hắn lại không có chút máu nào phun ra biến cố như vậy khiến cho tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi hàn lạc tuyết lúc sau phản ứng lại vội vàng kéo lấy mẫu thân ngô vi lui lại cùng lúc đó lưu quang trượt lóe lâm bắc thần đã tới bên cạnh hàn lạc tuyết vừa rồi đó là thần thuật gì sa phu xe ngựa màu đen kinh ngạc hỏi không đây không phải là thần thuật mà là một người khác đang giúp tiểu câm trong xe giọng nữ chậm rãi nói hóa ra hắn yên tâm xuất thủ truy kích cũng không phải lỗ mãng mà là có chỗ dựa trong viện chờ một chút người nghe ta nói bụi gai chi chủ kiệt lạp nhịn đau cầu khẩn còn muốn giải thích gì đó nhưng lâm bắc thần không có chút nhân từ cùng thương cảm nào hưu cong ngón tay búng ra một tia kiếm phong trực tiếp bắn thủng đầu kiệt lạp chủ bang hội bụi gai hắc sắc mất mạng Máu tươi tràn ra, chảy xuôi trên cục gạch trên mặt đất, phảng phất như bất chi bất giác mà sám hối muốn rửa sạch tội ác của mình, mang tới cho mảnh đất này. Bang chủ, các thành viên khác của bang hội thấy cảnh này, trực tiếp sợ choáng váng, cũng không biết là người nào quát to một tiếng, đám người xoay người bỏ chạy. Phảng phất như thủy triều màu đen đang rút vậy. Ta đã nói, hôm nay muốn tất cả các ngươi chôn cùng lão Hàn. Một nhóm chữ hiện lên trong hư không. Lâm Bắc Thần lãnh lùng xuất thủ. Thời gian một chén trà sau, xung quanh quán rượu thính thuyết đâu đâu cũng là xác chết máu chảy thành sông các thành viên hắc bang ngày thường bá đạo ngang ngược hoành hành khắp nơi toàn bộ đều bị giết sạch cũng chỉ có hương chủ trịnh tam thông trong ngực ôm mèo ba đôi kia run lẩy bẩy mà quỳ trong vũng máu trên mặt đất bị dọa đến mất hồn mất vía ta sai rồi đừng có giết ta ta bành một tia kiếm phong bắn thủng đầu của hắn mèo 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 ba đôi vô cùng hạnh phúc nhảy từ trong ngực hắn ra mặc dù thân là ma thú cơ thể kiên cố nhưng mỗi ngày đều bị tên nhân loại mạnh mẽ vuốt ve căn bản không có chút cảm giác thư thái thoải mái nào trốn thì trốn không thoát phản kháng lại không dám phản kháng chỉ có thể cố nín nhịn tỏ ra dễ thương để tiếp tục sinh tồn hôm nay rốt cuộc cũng thoát rồi trong lòng nó ngược lại còn cảm thấy cảm kích đối với lâm bắc thần người sát hại chủ nhân nó giết sạch tất cả thành viên bụi gai hắc sắc lâm bắc thần lúc này mới quay người đi tới trước mặt nhiễm chi xuân bây giờ ngươi còn có gì để dựa dẫm nữa một dòng chữ hiện lên ở trước mặt nhiễm chi xuân. Hai mắt hắn đã trợn tròn sợ hãi, tim đập liên hồi như muốn vỡ tung. Hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, tiểu câm này vậy mà hung mãnh đến mức này, một người hai quyền, liền giết sạch tất cả người bụi gai hắc sắc. Sớm biết tiểu câm là một con rồng mạnh mẽ như thế này, nói gì nhiễm chi xuân cũng không dám tới đối nghịch. Ta, ta, nhiễm chi xuân run lẩy bẩy, hai hàm răng va vào nhau, cũng không còn âm tàn cùng cừu hận lúc trước nữa, mà kinh hoàng hoảng sợ tới cực điểm vốn cho rằng chỉ là một tên câm điếc có chút sức mạnh mà thôi không biết sống chết muốn đối nghịch cùng bang hội đợi đến khi người bụi gai hắc sắc chạy đến át hẳn khiến cho tên tiểu tử này muốn sống không được muốn chết không xong ai ngờ bây giờ tất cả người của bụi gai hắc sắc từ trên xuống dưới đều bị hủy diệt ở trong tay tiểu câm thằng hề chính là ta nhiễm chi xuân lâm vào sâu trong tuyệt vọng bây giờ biết sợ hãi rồi ngoan độc không nổi nữa rồi hai hàng chữ viết lơ lửng ở trước mặt hắn ta sai rồi, ta không phải là người, cầu xin ngươi, tha ta một mạng. Nhiễm chi xuân phát như điên mà dập đầu trên mặt đất, kêu dên cầu xin tha, thứ. Hắn nhìn sang hàn lạc tuyết, khóc thúc thích nói, tiểu tuyết, ngươi có nhớ không? Ta từng giúp đỡ ngươi, vì ngươi làm rất nhiều việc, vì bảo vệ ngươi, còn từng bị phần tử bang hội đánh. Hắn lại hướng về phía ngô vi dập đầu, nói, nương, lão nương, ta sai rồi, để tình ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn hiếu thuận với người, người cầu xin giúp ta, lúc ngươi hạ độc hại lão hàn có từng nghĩ tới hắn đối xử với ngươi như thế nào không một dòng chữ nổi bồng bềnh giữa không trung ánh mắt lâm bắc thần như kiếm nhìn chằm chằm hắn cầm thú hàn lạc tuyết trừng mắt nhìn hắn hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả ngô vi cũng cắn răng nghiến lợi nói ơn dưỡng dục bao nhiêu năm qua vậy mà không thay đổi được lòng dạ ác độc vòng ân phụ nghĩa của ngươi trước đây nếu không phải lão hàn cứu ngươi ngươi đã sớm chết cóng chết đói ở đầu đường không nghĩ tới hắn cần cù chăm chỉ thiện trí giúp người cả một đời sau cùng lại cứu về một con rắn độc phi cứ như vậy giết hắn tiện nghi cho hắn rồi một dòng chữ nổi bồng bềnh giữa không trung lâm bắc thần nhìn về phía hàn lạc tuyết nói muốn đích thân báo thù vì cha không một thanh kiếm gãy nhuốm máu đưa tới trước mặt hàn lạc tuyết hàn lạc tuyết không chút do dự nàng đưa tay năm ngón tay nhỏ nhắn tái nhợt nắm thật chặt chuôi kiếm tiểu tuyết đừng mà nhiễm chi xuân hoảng sợ tột độ nhưng khí thế lâm bắc thần hoàn toàn áp chế hắn khiến cho hắn căn bản là không có cách nào phản kháng đi chết đi đồ cạn bá âm thanh hàn lạc tuyết nức nở vang lên nàng dùng kiếm gãy trong tay không ngừng đâm về phía nhiễm chi xuân phốc phốc thiếu nữ quán rượu chưa từng giết người cánh tay cầm kiếm đều đang run rẩy mỗi một kiếm đâm ra đều xiên xiên vẹo vẹo đâm không trúng chỗ hiểm cả người nhiễm chi xuân xuất hiện mấy vòi phun máu tiếng kêu thê lương thảm thiết đây cũng là báo ứng của hắn cũng không biết đâm bao nhiêu kiếm, tiếng cầu xin tha thứ nhiễm chi xuân cuối cùng cũng ngừng hẳn. Hắn toàn thân từ trên xuống dưới, máu thịt be bé bét, cũng không biết bị đâm bao nhiêu kiếm, tê liệt ngã xuống mặt đất. Hàn Lạc Tuyết cuối cùng báo thù thành công. Trong tay nàng cầm thanh kiếm gãy, cũng không buông tay, cũng không cho người buồn nôn, sợ hãi sau khi giết người. Nét mặt của nàng ngược lại so với trước khi động thủ càng thêm kiên định. Ngô Vi ngồi một bên che mặt nức nở. Lâm Bắc thần xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía mấy người khác đầu gối vỡ nát quỳ xuống trước linh đường. Mấy người này trước đó phối hợp với nhiễm chi xuân thêm mắm thêm muối, đồ dầu vào lửa, bị lâm bắc thần nhìn một cái, phảng phất như bị tử thần ngưng mắt nhìn, dọa đến y ra quần, cùng nhau cầu khẩn. Hư hư hư, kiếm gió thổi qua, nguyên một đám tất cả nổ đầu mà chết. Đối với loại người này, lâm bắc thần tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Giống như nhiễm chi xuân lấy oán trả ơn, không bằng giết chết, để tránh sau này ngược lại trở thành tai họa ngầm cho mẹ con ngô vi cùng hàn lạc tuyết đây cũng là này một trong những nguyên nhân hôm nay lâm bắc thần giận dữ tiêu diệt sạch sẽ như vậy thời gian hắn ở thần giới sẽ không quá dài nếu không diệt trừ sạch sẽ toàn bộ những thứ ẩn tảng tai họa ngầm một khi mình rời đi chắc chắn sẽ tới gây họa cho mẹ con hàn lạc tuyết vì thế bắt buộc phải diệt cỏ tận gốc chỉ là tiếp theo nên xử lý như thế nào đây đã không còn lão hàn mẹ con hàn lạc tuyết tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ là cũng sẽ không an toàn lắm, có thể rời đi nơi này, nhưng có thể đi chỗ nào đây? Với lại, hôm nay mình một hơi giết nhiều người như vậy, ở thần giới mà nói, có coi là phạm pháp hay không đây? Nếu như phạm pháp, có ảnh hưởng đến mẹ con hàn lạc tuyết không? Ách! Nghĩ tới đây, lâm bắc thần đột nhiên lại cảm thấy có chút đau đầu. Con mẹ nó! Trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, coi thần giới thành đông đạo chân châu rồi. Tiếng bước chân văng lên. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn sang là một hán tử cao hơn 3 mét, vạm vỡ tựa như người khổng lồ mặc đồ màu đen, dưới vành nón lộ ra dâu quai nón màu đỏ, đó là cao thủ. Toàn thân hán tản ra lực áp bách, cường đại hơn kinh cước chi chủ kiệt lạp rất rất nhiều. Không cần khẩn trương, ta không phải là địch nhân. Hán tử dâu quai nón nói giọng thần giới tiêu chuẩn. Hắn chấn an lâm bắc thần, tiếp đó trong tay lấy ra nửa khối linh long ngọc quyết, thắt ở bên trên dây lụa màu đỏ, nói, hàn phu nhân, có nhận ra vật này không? ngô vi nghi ngờ nhìn lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói đây là có thể cho ta nhìn kỹ một chút không lâm bắc thần đi qua cầm lấy nửa khối linh long ngọc quyết từ trong tay trắng hán dâu quai sau khi xác định không có vấn đề gì mới giao cho ngô vi ta nhận ra trong tay cha cũng có nửa khối ngọc quyết như thế này hàn lạc tuyết nhìn chằm chằm nhìn mấy lần xác nhận nói ngô vi thần sắc nghi ngờ nhìn về phía hán tử dâu quai nón nói ngươi là ai không sai, nửa khối ngọc quyết này, cùng nửa khối ngọc quyết trong tay phu, quân đã mất của ta, vừa vặn phù hợp. Phu nhân cùng tiểu thư hẳn phải biết, hàn lão gia còn có một vị đệ đệ, đã từng là một vị mạo hiểm giả, về sau đi tới khu Tây Bắc Đại du lịch. Hán tử dâu quay nón nói. Lâm Bắc thần nghe vậy, trong lòng hơi động trong lòng ngô vi cũng có suy đoán, nói, các ngươi, chẳng lẽ là... Hán tử dâu quay nón khom lưng thi lễ, nói, chúng ta là thuộc hạ của hàn đại nhân, bây giờ hắn đã trở về khu Tây Bắc Đại, ngay lập tức liền ra lệnh ta tới đón các ngươi, ai ngờ tới trễ một bước, hàn lão ra đã. Hài, hà, lâm bắc thần vừa nghe, còn có chuyện này, nhìn ánh mắt ngô vi cùng hàn lạc tuyết dường như là thật. Nói như vậy, đại nhân vật đệ đệ của lão hàn, cuối cùng lên như diều gặp gió rồi. Đáng tiếc, tới chậm một chút, sau một hồi bàn bạc, cuối cùng ngô vi thân làm mẫu thân, lựa chọn sau khi hoàn thành hậu sự cho hàn lập xong xuôi, cùng hán tử dâu quai nón cùng rời khỏi khu hạ tam suy cho cùng có thể đi tới khu một sinh sống, không nói những cái khác, đối với hàn lạc tuyết mà nói, không thể nghi ngờ là sự bảo đảm to lớn. Tình yêu con cái của cha mẹ, chính là kế sách lâu dài. Trước đó hàn ra mơ tưởng, muốn đi giữa khu hai, bây giờ có thể đi tới khu thượng nhất tốt hơn, ngô vi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cầm ca ca, ngươi đi theo chúng ta tới khu thượng nhất đi. Hàn lạc tuyết đưa ra lời mời. Hán tử dâu quai nón cũng chủ động mời, nói, tiểu huynh đệ thân thủ kinh người, nếu như nguyện ý cùng đi tới khi thượng nhất, làm việc vì đại nhân nhà ta mà nói, chắc chắn đại nhân nhà ta nhất định sẽ rất hoan nghênh. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Thê tử của ta, đang chờ ta. Một dòng chữ hiện lên trên không. Hắn lựa chọn đi tụ hợp cùng kiếm tuyết vô danh, muốn tìm cách ứng phó với chuyện đắc tội minh xuyên phu nhân. Mẹ con hẳn lạc tuyết có khả năng có một kết cục tốt, hắn cũng yên lòng, không cần thiết phải đi theo. Câm ca ca, người sẽ tới gặp ta chứ, Hàn Lạc Tuyết lưu luyến không rời. Đổi lại là trước kia, nàng nhất định sẽ nói mọi cách lôi kéo Lâm Bắc Thần cùng đi khu thượng trung. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, nàng đã trưởng thành. Nhất là khi chứng kiến sức mạnh của Lâm Bắc Thần, thiếu nữ quán rượu ý thức được mình cùng Lâm Bắc Thần, thật sự không phải là người của một thế giới, dưa hái xanh không ngọt. Ừm. Lâm Bắc Thần khắc chữ trả lời. Cộc cộc. Xe ngựa màu đen chậm rãi đi rời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio chuyện hôm nay chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết ngươi không cần lo lắng sẽ không có người điều tra âm thanh hán tử dâu quai nón từ xe ngựa phía xa truyền đến lâm bắc thần nghe vậy cũng thở dài một hơi giết nhiều thành viên hắc bang như vậy không cần gánh chịu trách nhiệm cảm giác rất không tệ hắn cũng không dừng ở quán rượu quá lâu mà là rời đi ngay lập tức đi tới tổng bộ bang hội bụi gai hắc sắc vơ vét quan trọng mà cùng lúc đó chuyện phát sinh ở quán rượu thính tuyết cuối cùng cũng truyền ra ngoài rung động cả khu hạ tam một trong ba đại hắc bang, bang hội bụi gai hắc sắc triệt để bị hủy diệt, trở thành lịch sử. Người hai bang hội khác là nữ khúc tùng lâm cùng u ảnh, thì bị dọa đến run lẩy bẩy. Mau chóng chuyển lệnh, tuyệt đối không được trêu chọc tiểu câm kia trong bang nếu có ai dám trêu chọc người này, ta chém cả nhà hắn. Hai đại bang hội đồng thời hạ lệnh, nghiêm khắc ước thúc thành viên bang chúng, tuyệt đối không được trêu chọc lâm bắc thần. Mà đồng thời, đông đảo muôn hình muôn vẻ thế lực khác, cũng đều đem thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện này, trở thành một trong những thứ tuyệt đối không thể trêu chọc khu Tây Bắc đại khu Hạ Tam. Còn có người đem danh hiệu đệ nhất chiến sĩ khu Hạ Tam đại khu Tây Bắc, đội lên đầu Lâm Bắc Thần, trong bóng tối xưng là câm điên cuồng. Sau nửa canh giờ, câm điên cuồng Lâm Bắc Thần hùng hùng hồ hồ từ trong phủ đệ bụi gai hắc sắc, đi ra. Khu Hạ Tam này chị An cũng quá kém đi. Rốt cuộc là những kẻ nào, vậy mà dám cướp ở trước mặt ta, vơ vét sạch sẽ chỗ này. Liếm sạch sẽ đến mức, chuột thấy cũng phải rơi lệ tay không mà về khiến trong lòng lâm đại thiếu rất nóng nảy tính cả lần trước suýt chút nữa bị minh xuyên phu nhân ăn đây đã là lần thứ hai hắn thất thủ mọi chuyện không thuận lợi xem ra ở thần giới không thoải mái tự do bằng ở đông đạo trân châu lâm bắc thần tùy tiện tìm một quán trà ngồi xuống dùng điện thoại di động liên lạc với kiếm tuyết vô danh xác định thời gian gặp mặt sau đó một bên uống trà một bên trong lòng từ từ tiêu hóa chuyện hôm nay võ sĩ thần giới thực lực khá yếu, rất nhiều người còn không bằng cường giả đông đạo chân châu, cũng chỉ đạt cảnh giới võ đạo tông sư mà thôi. Như bụi gai chi chủ kiệt lạp kia, sức chiến đấu trực diện, tu vi cũng chỉ là thiên nhân cấp 4 mà thôi, nhưng hắn nắm giữ thứ thần thuật kinh cức chi khốn, uy lực vượt xa kỹ năng thiên nhân. Hắn trong thời khắc cuối cùng chạy trốn, số lượng bụi gai hắc sắc mà hắn tạo ra, sợ là thiên nhân cấp 7 trở xuống, đều không thoát được. Thứ thần thuật, đã lợi hại như thế, vậy thần thuật chẳng phải là càng đáng sợ hơn sao? theo lý thuyết các võ sĩ thần giới sở dĩ chiến thế thượng phong ở trước mặt thiên nhân đông đạo trân châu chỗ dựa lớn nhất chính là thần thuật cùng thứ thần thuật đương nhiên đây cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi bụi gai chi chủ tên kiệt lạp kia là chiến sĩ quyến tộc vì thế hắn nắm giữ thứ thần thuật cường đại thành viên bang chúng bình thường tỷ như đám người cổ thác lưu ảnh đao lôi quân cương bối thú không nắm giữ thứ thần thuật vì thế không tính là chiến sĩ thứ này đám người lão đinh cùng cao thắng hàn đại khái đều có thể giải quyết cứ có cảm giác thần giới này là lạ không những không giống như rất nhiều bức tranh trong đông đạo chân châu miêu tả thần linh đi đầy đường lãnh thổ lại không lớn thực lực cá nhân của sinh linh thần giới cũng không vượt qua tạo nên sự nghiền ép đối với đông đạo chân châu khác biệt duy nhất chính là thần giới thật sự có thần linh tồn tại nhưng trước mắt ngoại trừ kiếm tuyết vô danh cùng ngân hoàng hải võ gia mình cũng chưa gặp qua cái thần linh khác mà hai gia hỏa này cũng không có chút khí chất thần linh nào. Thần giới này hữu danh vô thực mà thôi. Lâm Bắc Thần đưa ra kết luận, mà khung cảnh rối loạn ở khu Hạ Tam, mạnh được yếu thua, so đông đạo Trân Châu còn trần trụi hơn rất nhiều, mặc dù có thần điện số 98 làm cơ quan cấp cơ sở, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Nghĩ tới đây, hắn uống một ngụm trà, chậm rãi lấy một bảng kim loại màu đen ra. Đây là đồ hắn lục soát từ trên thân bụi gai chi chủ kiệt lạp ra. Phía trên khắc họa dây gai bụi gai hắc sắc, bốn phía từ dưới mặt phá đất mà chui lên, quấn chặt lấy hình ảnh ma thú cùng võ sĩ, chính là khung cảnh khi thi triển kinh cức chi khốn. Mặt sau thì khắc một ít chữ kỳ quái, không biết đang miêu tả cái gì. Đây chính là phương pháp tu luyện thứ thần thuật kinh cực chi khốn, chỉ là bây giờ không có cách nào phiên dịch được. Lâm Bắc Thần đem bảng kim loại đen quan sát hết lần này tới lần khác, không phát hiện ra bí ẩn trong đó. Một lát sau, kiếm tuyết vô danh vội vã chạy đến. Nàng thay đổi một bộ quần áo thoạt nhìn vô cùng rách dưới, trên đầu dùng vài bố làm khăn trùm đầu, ngụy trang một chút, toàn bộ khí thức đều thu liễm lại, nào còn có thể nhìn ra được đây là một vị nữ thần thực tập. Chẳng khác gì ăn mày bên đường. Nếu không phải vì Lâm Bắc Thần lần đầu tiên nhìn thấy ngực của nàng, phân biệt ra được cao độ cùng hình dáng, nói không chừng cũng sẽ không nhận ra được. Ngươi làm sao vậy? Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần, kiếm tuyết vô danh giận không có chỗ phát tiết. Người biết vì giúp ngươi lấy được danh ngạch, giải quyết minh xuyên phu nhân, ta cùng hải võ bỏ ra bao nhiêu không? kết quả ngươi tùy tiện từ bỏ rồi đừng nhắc những thứ vô dụng kia nữa lâm bắc thần đem bảng kim loại đen đưa tới nói ngươi xem cái này một chút chìa khóa bí mật thứ thần thuật kiếm tuyết vô danh liếc mắt nhìn nói thứ rác rưởi này ngươi lấy nó làm gì không bằng cho ta đi tùy tiện đi đổi ít tiền còn tốt hơn lâm bắc thần giành lấy nói đây là chiến lợi phẩm của ta muốn lưu lại để làm kỷ niệm chữ viết ở phía sau ngươi nhìn có hiểu không đương nhiên hiểu nha kiếm tuyết vô danh rất kiêu ngạo mà nói là văn tự thần linh văn tự thần linh lâm bắc thần khẽ giật mình theo bản năng nói không đúng văn tự thần giới ta đã học được rồi nhưng văn tự bên trên bảng kim loại này ta vẫn xem không hiểu ai nói với ngươi văn tự thần giới chính là văn tự thần linh vẻ mặt kiếm tuyết vô danh không che giấu được sự khinh thường nói ngươi học được ngôn ngữ kia chẳng qua là văn tự dân thường tội dân mà thôi là văn tự giai cấp hạ lưu mà văn tự trên bảng kim loại này mới thật sự là văn tự thông hành thần linh, là văn tự giai cấp thượng lưu, bình thường dân thường không có tư cách học nó, cũng không xứng nắm giữ nó, những quyến tộc kia mới có thể nắm giữ một ít. Con mẹ nó. Lâm Bắc thần nghẹn họng nhìn chân chối nói, đến văn tự cũng chia giai cấp. Chuyện này khiến hắn có chút bực bội. Đương nhiên, bí mật thần linh, há có thể cho phàm nhân có khả năng rình mò. Kiếm Tuyết vô danh nói, các vị thần linh nắm giữ lấy vùng thế giới này lớn nhất huyền bí, là tuyệt đối sẽ không cho phép phàm nhân có được giống như bọn họ năng lực, cho dù là nắm giữ tiếng nói của bọn họ, cũng là một loại đi quá giới hạn. Cho nên nói, dân thường tự học thần văn cũng là phạm tội." Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. "Trong tòa thành lớn này, đích thật là như vậy." Kiếm Tuyết Vô Danh rất khẳng định nói. "Vậy ngươi biết những văn tự này sao?" Lâm Bắc Thần đưa tấm bảng kim loại màu đen, nói, "Giúp ta phiên dịch một chút, ngươi muốn học thứ thần thuật này." Kiếm Tuyết Vô Danh phát giác được ý đồ của Lâm Bắc Thần, khuyên, không phải ta trăng bức, thứ này là rác rưởi. Đối với ngươi mà nói, căn bản vô dụng. Nói nhảm nhiều vậy, mau dịch đi. Lâm Bắc Thần nói. O hô, tiểu tử ngươi hẳn là vẫn không nắm rõ tình hình. Nơi, này chính là thần giới, là địa bàn của ta, ngươi tin hay không? Kiếm tuyết vô danh nở nụ cười cố ý sờ lên cầm trách nói. Một thần thạch nện ở trên ngực nàng. Lâm Bắc Thần nói, mau dịch đi. A, à, tốt đây, bảng kim loại này gọi là chìa khóa bí mật thần thuật. Nó được sinh ra trước các vị thần, được thần linh thu thập lại, chìa khóa bí mật ghi trên khối thần thuật này là một thứ thần thuật, gọi là Kinh Cực Chi Khốn. Kiếm Tuyết vô danh nhặt thần thạch lên, lập tức mặt mày hớn hở phiên dịch. Lâm Bắc thần yên lặng nhớ kỹ nội dung trong lòng. Hắn lại hỏi, cái này không khoa học nha, chìa khóa bí mật thần thuật nhìn một giống như do con người chế tạo, cũng không phải tự nhiên sinh thành, tại sao lại được hình thành trước cả thần linh? Chẳng lẽ thần thuật trên đó cũng là tự nhiên hình thành? Không thể nào. Hì hì, ta đây cũng không biết, dù sao ở thế giới này, tất cả thần linh đều cho là như thế. Kiếm tuyết vô danh buông tay nói. Lâm Bắc thần lại hỏi, muốn tu luyện thứ thần thuật cùng thần thuật, có phải yêu cầu có thần lực? Đương nhiên. Kiếm tuyết vô danh đưa ra câu trả lời khẳng định, chợt lại nói, đương nhiên, nếu như hiến tế thật nhiều điểm tính ngưỡng, lấy được lời chúc phúc của thần linh cũng có thể, nhưng uy lực thi triển đi ra không bằng một phần mười của thần linh. Lâm Bắc thần gật gật đầu, càng hiểu rõ về thần giới nghi vấn trong lòng hắn lại càng ngày càng nhiều phía trên thần giới phải chăng còn có một thế giới khác cấp cao hơn trong lòng lâm bắc thần mơ hồ có một ý nghĩ thần giới như vậy căn bản không xứng thống trị đông đạo chân châu kiếm tiên thần vị của ta được kích hoạt rồi sao hắn đổi đề tài đương nhiên ta lấy tiền làm việc chưa bao giờ lừa người kiếm tuyết vô danh gật gật đầu lòng bàn tay mở ra một chiếc đèn cổ nhỏ làm từ thanh đồng xuất hiện ở bên trong lòng bàn tay của nàng Chiếc đèn cổ nhỏ tạo hình độc đáo, giống như là một chiếc bình trà nhỏ, chỗ miệng vòi bình lộ ra một đoạn bấc đèn, trên đó có yếu ớt hỏa diễm đang nhảy nhót, phẳng phất chỉ cần không khí hơi động một chút, liền có thể thổi tắt nó vậy. Lửa bên trong cây đèn này là ngọn lửa kích hoạt kiếm tiên thần vị, ngươi có thể lấy thuật ngưng luyện thần lực, đem ngọn lửa này dẫn vào trong thần thức chi hải, tái tạo tín ngưỡng chi hải, liền có thể hoàn toàn kích hoạt thần vị của ngươi rồi. Kiếm Tuyết vô danh dùng tay trái bảo vệ cây đèn, cẩn thận từng ly từng tí đưa cây đèn cổ màu vàng xanh nhạt này tới trước mặt lâm bắc thần lâm bắc thần nhìn kiếm tuyết vô danh một cái nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng không có ý đùa giỡn thuật ngưng luyện thần lực lâm bắc thần hơi hồi tưởng lại công pháp sơ đẳng thuật ngưng luyện thần lực trước đây tần tỷ tỷ truyền thụ cho mình thế là hắn mở điện thoại di động lên trên màn hình chính tìm app này tiếp đó chọn vận hành sưu ngọn lửa bên ngoài cây đèn cổ thanh đồng trong nháy mắt hóa thành ánh sáng chui vào mi tâm lâm bắc thần nháy mắt sau đó ầm um. lâm bắc thần chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị nháy mắt nổ ra ở bên trong thần trí của mình nó giống như vụ nổ bích bang vậy hóa ra những đốm ánh sáng tín ngưỡng lấm ta lấm tấm đã tồn tại ở bên trong thần thức chi hải đại diện cho tín ngưỡng mỗi một tín đồ trong nháy mắt liền bị vụ nổ bao phủ tất cả thần thức chi hải đều giống như trải qua một lần khởi động lại tiếp đó hết thảy đều quay về ban đầu Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một hồi choáng vắng đầu óc, chợt khôi phục bình thường. Thân thể của hắn nhẹ nhàng lung lay, nói, chỉ vậy thôi sao? Cái này còn chưa đủ. Kiếm tuyết vô danh nói, người đã đốt lên thần cách chi hòa, sau này chỉ cần không ngừng rèn luyện xây dựng thần cách, liền có thể không ngừng cường đại. Ngươi, bây giờ đã là một tôn thần rồi, là sinh vật siêu phàm. Lâm Bắc Thần vẻ mặt hoang mang, thế nhưng ta không có cảm giác có gì đặc biệt, ngươi có phải đang gạt ta không? Kiếm Tuyết vô danh nói: Lừa ngươi làm cái gì? Không tin, ngươi bây giờ nhìn lại chìa khóa bí mật thần thuật xem. Lâm Bắc Thần theo bản năng lấy bảng kim loại ra. Tiếp đó, sắc mặt của hắn thay đổi trong nháy mắt, bởi vì đồ án khác ở trên bảng kim loại, vậy mà từ trạng thái tĩnh biến thành hoạt hình anime đang biểu diễn thi triển kinh cực chi khốn hết lần này đến lần khác. Mà càng quỷ dị hơn chính là thần văn phía sau bảng kim loại, hắn cuối cùng cũng có thể đọc hiểu rồi cùng với trước đó kiếm tuyết vô danh phiên dịch giống nhau như đúc đích thật là phương pháp tu luyện kinh cước chi khốn đây rốt cuộc là chuyện gì hắn kinh ngạc nhìn về phía kiếm tuyết vô danh thực tập nữ thần giang hai tay nói rất đơn giản nha người đã thành thần vì thế văn tự thần linh đối với ngươi mà nói đã không phải là bí mật vì sao thần linh có thể nắm giữ thần thuật cường đại người bây giờ vẫn chưa rõ sao lâm bắc thần ngẩn ngơ chợt bừng tỉnh đại ngộ nắm giữ trọng tâm khoa học kỹ thuật đây chính là một trong những bí mật cường đại của thần linh. Đinh. Một âm thanh quen thuộc. Vang lên. Đã phát hiện phiên bản mới nhất của bản cập nhật phần mềm hệ thống. Xin hỏi có muốn cập nhật ngay không? Thanh âm nhắc nhở hệ thống thăng cấp quen thuộc xuất hiện. Trong lòng lâm bắc thần mừng rỡ. Kể từ lần nâng cấp phần cứng điện thoại di động gần đây nhất, loại bản và nâng cấp phần mềm hệ thống này hiếm khi xuất hiện. Không nghĩ tới lần này. Chẳng lẽ là ban thưởng giết sạch hắc băng bụi gai hắc sắc? Xem ra cần dành thời gian, diệt thêm mấy hắc băng rồi. Lâm Bắc Thần không chút do dự lựa chọn cập nhật. Lần này cập nhật phần mềm cần 20GB, cần tốn thời gian 30 phút, xin hãy bảo đảm điện thoại có đầy đủ điện cùng lưu lượng, xin chớ tắt máy trong quá trình cập nhật. Lập tức bắt đầu hay không? Giọng nói tràn đầy tình cảm của trợ thủ điện thoại di động tiểu cơ vang lên. Lâm Bắc Thần lựa chọn lập tức bắt đầu. Tiếp đó, cảm giác quen thuộc bị điên cuồng hút đi lực lượng trong cơ thể. Ngươi sao vậy? kiếm tuyết vô danh trong nháy mắt liền phát giác lâm bắc thần có chút khác thường à không có việc gì mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy lâm bắc thần thuận miệng nói qua loa lại hỏi tiếp theo làm như thế nào ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta kiếm tuyết vô danh trượt cảm thấy đầu đau nàng cảm thấy mình chạy tới đã không đáng tin cậy không nghĩ tới tên lâm bắc thần này đi tới thần giới còn có thể gây sự tùy ngươi ngược lại ta lần này tới thần giới cũng đã kiếm được rồi nếu thực sự không được ta đi về trước các ngươi tự làm lâm bắc thần một bên cố nén cảm giác cơ thể bị hút cạn một bên ra vẻ thờ ơ nói trên thái dương kiếm tuyết vô danh lập tức hiện ra một chữ tỉnh màu đen thật to để ta nghĩ biện pháp khác vậy kiếm tuyết vô danh thật sự sợ lâm bắc thần tách ra nói ngân hoàng hải võ có thể sẽ có chủ ý thần mạch của nàng khá rộng thần mạch lâm bắc thần khẽ giật mình đó là gì một loại thần thuật nào đó hoặc là cảnh giới tu luyện sao người đúng là ngốc hết thuốc chữa quan hệ với con người gọi là nhân mạch quan hệ với thần đương nhiên gọi là thần mạch kiếm tuyết vô danh đầy vẻ khinh bỉ nói ta còn mẹ nó lâm bắc thần trực tiếp im lặng không nghĩ tới một ngày này lại bị ra hỏa không có văn hóa kiếm tuyết vô danh xem thường trí lực trước khi kế hoạch chính thức được đưa ra ngươi có kế hoạch gì kiếm tuyết vô danh hỏi chuẩn bị đi san bằng hai hắc bang khác của dưới khu ba trừ hại cho dân lâm bắc thần sửa sang lại kiểu tóc của mình nở nụ cười chất phát kiếm tuyết vô danh lấy tay đỡ chán của mình ta khuyên ngươi đừng làm loạn nàng chán nản nói ngươi tiêu diệt bụi gai hắc sắc đã khiến giới khu ba khu tây bắc đại loạn thành một bầy còn lại hai bang phái sẽ vì tranh đoạt địa bàn đã bắt đầu đổ máu nếu ngươi tiêu diệt hết bọn chúng đến lúc đó tất cả giới khu ba không phải loạn thành một đoàn sao ngược lại người dân bình thường sẽ bị dính tai họa y lâm bắc thần khiếp sợ nói thực sự không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng hiểu những đạo lý này ha ha ngươi cho rằng ta ngốc lắm sao Kiếm Tuyết vô danh dương dương đắc ý nói, "Ta chẳng qua là lười vận động não thôi, đa phần thời gian ta đều vô cùng cơ trí." Lâm Bắc Thần trong lòng cười lớn, nói, "Vậy ngươi có đề nghị gì không?" Kiếm Tuyết vô danh suy nghĩ một chút, nói, "Ta đưa ngươi đến Ma Uyên, thích ứng một chút với chiến đấu ở thần giới, vận khí tốt còn có thể săn được một số ma thú trong vực sâu, thu được thú nguyên có thể đổi lấy trang bị, tích lũy một chút gia sản." Lâm Bắc Thần vỗ đùi, "Tốt, quyết định như vậy đi." Kiếm Tuyết vô danh cảm nhận được cảm giác tê dại nóng bỏng giữa hai đùi truyền đến, hừ một tiếng, mắt to ngập nước nhìn Lâm Bắc Thần, nhìn nũng nịu nói, đánh bắp đùi ta là phạm thượng, sẽ bị thiêu chết đó. Chậc chậc, xúc cảm thật tuyệt. Lâm Bắc Thần nhìn năm ngón tay mình, phảng phất còn đang đắm chìm trong cảm giác vừa rồi, một mặt vô sỉ mà nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, nói thật với ngươi, ta muốn tìm đùi ngươi đã rất lâu rồi, có phải lại muộn động nó nữa không? kiếm tuyết vô danh duỗi đôi chân thon dài nở nang tới trước mặt hắn nhưng lâm bắc thần lại cảm thấy một cỗ sát khí lưu chuyển trên không trung chỉ là đùa một chút mà thôi lâm bắc thần nói còn chờ gì nữa chúng ta lên đường đi ma uyên ở sâu trong địa mạch dưới đại hoang thần âm thành tin đồn đại hoang thần thành vốn được xây dựng là vì trấn áp ma uyên giống với chìa khóa bí mật thần thuật nó được hình thành ở thần giới trước thần linh đại hoang thần thành cũng là di chỉ thời viễn cổ thần giới sinh ra thần tộc chiếm cứ mảnh di chỉ này, mãi cho đến khi đại hoang thần tộc quật khởi, khám phá hoàn toàn di chỉ cổ thành này, đặt lại tên cho nó, tiến hành sửa chữa, trở thành thần tộc cự thành. Tòa thành lớn này đã dung nạp 7 phần 10 dân số thần giới. Bởi vậy có thể nói, Ma Uyên được sinh trước thời đại đại hoang thần thành, cũng vì thế hiện nay có rất nhiều thứ lịch sử các đại thần tộc thần giới, cũng không cách nào giải thích được. Trong một, số tài liệu lịch sử cổ lão của thần giới ghi chép lại, Ma Uyên thông tới một vị diện vô cùng đáng sợ, một khi hoàn toàn bị mở ra con người cùng ma thú sinh sống trong vị diện khác cùng với ma uyên sẽ đem đến thủy triều diệt thế buông xuống thế gian hủy diệt tất cả thần giới chiến sĩ quyến tộc các thần linh thần giới thông qua việc tiến vào ma uyên săn giết ma thú trong vực sâu ma luyện kỹ năng chiến đấu của mình đề cao thực lực thú nguyên bên trong cơ thể ma thú trong vực sâu chính là nguyên liệu chính chế tạo thần thạch dựa theo hiểu biết của lâm bắc thần quan hệ giữa thú nguyên cùng thần thạch giống như quan hệ giữa dầu thô cùng xăng trên địa cầu. Với thực lực hiện tại của ngươi, có tư cách trực tiếp đi vào tầng thứ tư Ma Uyên. Mang theo Lâm Bắc Thần đi tới bên ngoài đại hoang thần phân điện số 98, kiếm tuyết vô danh dặn dò, ta không tiện tiến vào đại hoang tộc thần điện, ngươi chút nữa trực tiếp đi vào trong, giao nộp 10 điểm tính ngưỡng, liền có thể truyền tống đến tầng thứ tư Ma Uyên rồi. Tại sao lại là tầng thứ tư? Lâm Bắc Thần tò mò nói. Chuyện này cũng phải hỏi. Thực sự là, Nhớ kỹ, ma uyên tổng chia làm 9 tầng. Tầng thứ nhất ma thú vực sâu thực lực yếu nhất, mỗi hướng tầng tiếp theo, thực lực ma thú vực sâu bên trong cũng sẽ tăng lên mấy lần. Dựa theo phán đoán của ta, mức độ uy hiếp của ma thú vực sâu trong tầng thứ tư đối với người bây giờ, mà nói, vừa vặn miễn cưỡng sinh ra hiệu quả ma luyện, cẩn thận một chút cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Người có thể ở trong đó thông qua việc chiến đấu cùng ma thú vực sâu, cẩn thận lĩnh hội kích hoạt các công dụng của thần vị, nhanh chóng tăng cao thực lực kiếm tuyết vô danh một bên giải thích, một bên lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây. Lâm Bắc Thần còn muốn hỏi thêm cái gì, lúc này, liền nhìn thấy thần điện số 98 nơi xa, một nữ tế tư xinh đẹp trên người mặc trường bào màu đen tơ vàng đi tới. Chó săn của đại Hoàng tới rồi, ta tránh đi trước đây, quay về liên hệ online. Kiếm tuyết vô danh lập tức xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần còn muốn hỏi vài câu nữa, Mỹ nữ tế tư đã đến trước mặt hắn. Người đến tìm ta. Nàng nhìn thấy Lâm Bắc Thần, trong đôi mắt mang theo một chút mừng rỡ chính là hương nhan tế tư trước kia biểu đạt thiện ý với lâm bắc thần muốn giúp hắn làm chứng nhận cư trú vĩnh viễn không phải vậy đâu ta cũng không quen biết người khác nha một dòng chữ bay lơ lửng trong không khí ở giữa hai người lâm bắc thần vô sỉ mà thừa nhận tìm ta làm cái gì biểu cảm của hương nhan tế tư giống như băng đang không ngừng hòa tan vậy người ở khu hạ tam tạo lên động tĩnh rất lớn nàng hiển nhiên đã biết chuyện lâm bắc thần tiêu diệt bụi gai hắc sắc xin ngươi hãy mang ta tới trận pháp truyền tống lâm bắc thần viết dòng chữ lơ lửng trên không trung giải thích nói ta muốn đi ma uyên tôi luyện một chút đi theo ta hương nhan tế tư quay người đi phía trước dẫn đường nàng là một thiếu nữ không có chút kinh nghiệm yêu đương nào tất cả hỉ nộ ái ố đều viết lên mặt giống với những nữ hài tử rừng động khác chỉ cần có thể làm việc vì ý trung nhân cũng cảm giác âm rất vui vẻ rồi lâm bắc thần đi theo sau hương nhan tế tư tiến vào cửa hông thần điện dọc theo hành lang đi tới một tế đàn nhỏ ở giữa sân thần điện hương nhan đại nhân bốn vị thần chiến sĩ canh giữ ở trước tế đàn ngay lập tức thi lễ đưa chúng ta tới tầng thứ tư khi nàng nói chuyện với người khác ngữ khí lại lần nữa khôi phục lại trạng thái lạnh lùng không chút gợn sóng nào vừa nghiêng đầu nhìn về phía lâm bắc thần trong con ngươi lại có hào quang lấp lóe nói đi theo ta sau đó mang theo lâm bắc thần leo lên tế đàn a à, ta hình như không cần tốn tiền lâm bắc thần mừng rỡ trong lúc lơ đãng liền được ăn một bát cơm chùa. Hắn leo lên tế đàn nhỏ, đứng vững cùng hương nhan tế tư. Bốn tên thần chiến sĩ không dám thất lễ, bàn tay cùng nhau đặt trên bốn trụ đá ngọc hình lập phương bên ngoài mép tế đàn. Trận pháp được phát động âm thanh ong 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 phẳng phất, như tiếng động cơ khởi động vang lên. Trên tế đàn từng đạo thần văn được thắp sáng, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Cột sáng màu trắng phóng lên trời nuốt trọn cơ thể lâm bắc thần cùng hương nhan tế tư. Trong nháy mắt sau, quang ảnh lưu chuyển, một mảnh sáng chói mắt chuyển đến. Lâm Bắc Thần mở mắt nhìn kỹ, là một đại sảnh rộng lớn khổng lồ không gì sánh được, cực kỳ ồn ào, mà người trong này không ít, thậm chí còn có nhiều quán nhỏ. Bán đồ đây, ngân lần hùng giáp, một thạch một cái, bán rẻ đây. Mê trứng bột, một bao 10 điểm tính ngưỡng. Thuê bản thân, phụ trách vác ba lô, dò đường, là mạo hiểm giả có thâm niên trong tay có huy chương, quen thuộc lại lịch của tất cả ma thú vực sâu tầng này, nhược điểm thủ pháp mổ xẻ thú nguyên siêu hạng, mỗi canh giờ chỉ 20 điểm tính ngưỡng. Trường Nhĩ Hồ chưa lập kế ước, 3 tuổi, giống cái, có thể biết được động tĩnh tất cả ma thú bên trong phạm vi ngàn mét. Tiếng, giao hàng của những gánh hàng rong không ngừng vang lên, vô cùng náo nhiệt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. So sánh với thế giới bên ngoài, nơi này ngược lại càng tràn ngập khí tức yên bình náo nhiệt, hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Bên cạnh đó, còn có quan phương thần tộc mở bán trang bị, tái chế thú nguyên, cũng như các cửa hàng và quầy bán hàng cung cấp đủ loại địa đồ, phục vụ. Người đi trên đường, đa số là thần linh có hình người. Cũng có một số thần linh mang theo đặc điểm đặc thù của dị tộc. Trên cơ bản đều là người mang theo vũ khí đao kiếm, top 5 top 3, chất lượng trang bị không giống nhau, trên thân đều mang hơi thở đầy sát khí máu tanh, nếu so với những thành viên bang hội phía ngoài thoạt nhìn càng hung ác hơn. Nơi này là trạm trung chuyển tầng thứ tư Ma Uyên, Hương Nhan Tế Tư giải thích nói, đám mạo hiểm giả muốn đi vào tầng thứ tư tu luyện cùng săn giết ma thú, trước tiên đều phải đến nơi đây trung chuyển. Tầng thứ tư là một trong bảy đại chủ chiến thần hệ, chủ thần hệ khoáng thạch chi chủ điều khiển, muốn đi vào khu vực Ma Uyên, trước hết phải nộp thuế, muốn mở quầy bán hàng ở chỗ này, trước hết cũng phải nộp thuế. Không nên ở chỗ này gây sự, tính đồ khoáng thạch chi chủ không ít, bên trong quyến tộc của nàng, cường giả cũng có rất nhiều, kẻ gây sự gây náo loạn sẽ bị coi là địch nhân. Lâm Bắc Thần hiểu rõ hắn tò mò quan sát bốn phía. Ngoại trừ nhiều quán bán hàng rong ra, còn có tế tư người lùn mặc trường bào tế tư màu huyền hoàng, mang theo thần chiến sĩ trên người mặc giáp thần màu huyền hoàng, 10 người một tổ, đi tuần tra ở khắp nơi. Những người này chắc hẳn là nhân viên thần chức khoáng thạch chi chủ thần điện rồi. Tính toán sơ qua, chỉ ít có hơn 200 vị nhân viên thần chức khoáng thạch chi chủ thần điện, ở đây trực luân phiên. Trừ cái đó ra, còn có một số tế tư thần điện khác, thần chiến sĩ xuất hiện trong đám người, phụ trách trợ giúp mà ở trạm trung chuyển ở cuối đại sảnh, có một cánh cửa lớn màu đen cao 30 mét, rộng 20 mét. Không ngừng có mạo hiểm giả từ trong cửa lớn ra ra vào vào. Đó chính là thần Bích Chi Môn, đi qua màn nước màu đen, sẽ tiến vào trong ma uyên. Hương Nhan Tế Tư đưa ra đề nghị của mình, nói, nói chung, có rất ít mạo hiểm giả chọn đơn độc tiến vào ma uyên. Ngoại trừ trong đó địa thế phức tạp, nguy hiểm hơn bên ngoài rất rất nhiều, cũng bởi vì phần lớn ma thú vực sâu đều là quần cư sinh vật, Ngươi là lần đầu tiên đến đây, càng cần người đồng hành, ta hôm nay vừa hay được nghỉ, có thể cùng ngươi đi vào một lần. Hả? Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn nói, làm sao ngươi biết đây là lần đầu tiên của ta? Trên mặt hương nhan tế tư hiện ra một nụ cười như có như không, không trả lời trực tiếp. Nàng chỉ là không quen yêu đương. Trừ cái đó ra, nàng là tế tư thủ tịch thiên tài phân điện số 98 đại hoang thần điện, cẩn thận thăm dò, nhìn rõ lòng người, có kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo phong phú đa tạ ý tốt của tế tư tỷ tỷ lâm bắc thần cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt nói ta muốn một người đi thử xem hương nhan tế tư có chút hụt hẫng nói vậy ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một chút nàng quay người rời đi sau một lát hương nhan tế tư quay lại nàng đem một cái bao giao cho lâm bắc thần trong đó có một bộ áo giáp màu đen bốn chuôi trường kiếm màu đen mười bao bột mê trướng một dây sắt đàn hồi một bao đồ ăn cùng những nhu yếu phẩm thiết yếu để thám hiểm ma uyên cái này lâm bắc thần cảm thấy ngoài ý muốn hương nhan tế tư nói lo trước vẫn hơn lâm cha nam thật sự bị tế tư hào phóng này làm cho cảm động mặc dù nàng thèm khát thân thể của ta nhưng cũng cam lòng cho ta dùng tiền một cái bao này đoán chừng cũng phải mấy viên thần thạch đi được đa tạ lâm bắc thần nhận lấy cái bao nói vậy ta cũng không từ chối những trang bị này ta giữ lại chờ ta thám hiểm trở về săn bắt thú nguyên nhất định sẽ trả lại ngươi gấp bội tên ta là hương nhan Hương Nhan Tế Tư lại dặn dò một câu, nói, tiến vào Ma Uyên, nguy cơ tứ phía, không chỉ có phải cẩn thận ma thú vực sâu, cũng phải chú ý những người mạo hiểm kia. Bên trong Ma Uyên tất cả đều ở bên ngoài tầm mắt của thần. Nếu như người lạc đường, hoặc là gặp phải nguy hiểm, liền kích hoạt tấm huy chương ta đưa ngươi. Được. Lâm Bắc Thần gật đầu, Hương Nhan Tế Tư cũng không do dự nữa, quay người rời đi. Lâm Bắc Thần đem trang bị trong bọc thu lại, quay người đi về phía Thần Bích Chi Môn đi vào thần bích chi môn những ánh mắt vẫn luôn chú ý hắn chậm rãi thu hồi mà lâm bắc thần hoàn toàn không biết gì cả trong nháy mắt xuyên qua thần bích chi môn hắn chạm mặt với thủy triều đen vô tận một loại cảm giác quen thuộc hiện lên ở trong đầu lâm bắc thần thông đạo gập gành dưới lòng đất giống như là xào huyệt của con kiến hoàn hảo đủ lớn một đường quanh có khúc khuỷu cũng không biết đi tới nơi nào trong không khí tràn ngập khí tức ngang ngược đây là hoàn cảnh hắn từng cảm thụ được ở bạch nguyệt giới chỉ là bên trong giã tính cùng khí tức hoang dã, còn điên cuồng mãnh liệt hơn so với bạch nguyệt giới, phảng phất chỉ cần hít một hơi không khí nơi này, đều sẽ khiến cả người ngươi bùng nổ. Đây chính là ma uyên sao. Lâm Bắc thần dò xét bốn phía. Trong địa đạo, trong phạm vi tầm mắt, chỉ có một mình hắn. Vì thế thần bích chi môn ngẫu nhiên truyền tống sao. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp đó cởi sạch đồ trên người mình. Dĩ nhiên không phải muốn trần chuồng, mà là mặc áo giáp màu đen hương nhan tế tư tặng lên người nữ tế tư sinh đẹp vô cùng chú đáo bộ này đầy đủ nội giáp áo lót ngoại giáp mũ giáp mặt nạ chiến ngoa giáp trụ mà hoàn toàn vừa vặn với cơ thể của lâm bắc thần lại đơn giản dễ dàng vị trí thiết kế các khớp xương rất hợp lý không có chút ảnh hưởng nào đến động tác thay đổi giáp trụ bốn chuôi trường kiếm màu đen treo phía sau bên hông treo bao bột đeo mặt nạ lên lâm bắc thần lập tức hóa thân thành một hắc giáp tướng quân anh tuấn lần sau nói với hương nhan tế tư một tiếng ta kỳ thực thích màu trắng hơn lâm bắc thần đối với hình tượng mới của mình có chút hài lòng chính vào lúc này trong đầu vang lên đinh một tiếng hệ thống thăng cấp hoàn tất lâm bắc thần liền triệu hoán điện thoại di động ra mở ra màn hình chính chúc mừng chủ nhân nhận được một cơ hội rút thăm ứng dụng ngẫu nhiên trên cửa hàng app xin hỏi bắt đầu rút thưởng ngay bây giờ không khung nhắc nhở quen thuộc loại hình thăng cấp ban thưởng rút thưởng này đã lâu không gặp lâm bắc thần cảm thấy vô cùng thân thiết hắn không chút do dự lựa chọn bắt đầu rút thưởng trên màn hình chính của điện thoại, một vòng quay rút thưởng xuất hiện. Theo kim đồng hồ xoay tròn, sau cùng dừng lại ở một ô, đinh. Chúc mừng chủ nhân rút được app Insight, xin hỏi phải chăng lập tức tải xuống. Phần thưởng app công bố. Lâm Bắc thần dơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Lại là cái app này. Kiếp trước trên địa cầu, hắn dùng qua loại app này. Là dùng máy ảnh chụp ảnh, liền có thể phân biệt vật thể trong màn ảnh. Đại đa số thời điểm, đều là dùng để phân biệt các loại vật thể như thực vật, động vật, hoa, chim, cá, sâu. Xác suất chúng cực cao. Đây cũng là một chức năng rất nhỏ của app. Không nghĩ tới, phần thưởng lần này lại là nó. Chỉ là không biết, app này trải qua tử thần điện thoại ma hóa hoặc thần sửa, sẽ có biến dị công năng như thế nào. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, vẫn lựa chọn lập tức tải xuống. Đinh! Tải xuống app cần 5GB. Tiếng nhắc nhở quen thuộc xuất hiện. Quả nhiên là một cái thể tích nhỏ ứng dụng chương trình. Không tới 5 phút đồng hồ, tải xuống cài đặt xong xuôi. Lâm Bắc Thần trực tiếp mở ra app Inside, dùng chương trình ống kính bên trong, nhắm ngay vào vách động hắc ám chung quanh tinh, phân biệt thất bại. Một tin tức nhắc nhở xuất hiện. Lâm Bắc Thần, điện thoại di động tử thần quả nhiên là chương trình càng nhỏ, công năng càng đơn giản thiếu thốn. Hắn ngược lại cũng không vì thế mà thất vọng, cắt điện thoại di động, bắt đầu hướng về địa động tia sáng mờ mịt tiếp tục đi tới. Đi được ước chừng mấy trăm mét, không khí phía trước xuất hiện biến hóa. Lâm Bắc Thần trong bóng tối cảnh giác, Đột nhiên, một đôi mắt đỏ tươi như huyết chỉ giống như con ngươi của dã thú, xuất hiện cách đó 20 mét trong bóng tối. Sau đó là hai đôi, tam đôi, mấy chục đôi, bầy ma thú vực sâu. Biểu cảm lâm bắc thần trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Vươn tay lấy xuống một thanh trường kiếm màu đen phía sau. Phải bắt đầu chiến đấu rồi. Thần vị chi hỏa mới đã được thắp lên. Khu vực trung tâm đại hoang thần thành, đứng vững trên đỉnh thần tháp cao cao. Một vị tuyệt mỹ nữ thần thân mang chiến bào thần linh màu đen, xếp bằng lơ lửng trên bệ thần, chậm rãi mở mắt, có người đánh cắp thần nguyên chi hỏa từ vạn thần điện. Tứ hoang vệ đâu? Su 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 su. Bốn đạo lưu quang từ trên trời hạ xuống, hóa thành bốn tên quyến tộc chiến sĩ thần cường đại thân mang hắc giáp, bái kiến Lam chủ thần. Toàn thân tỏa ra thần lực nồng đậm quyến tộc chiến sĩ thần cường đại, cùng nhau quỳ một chân trên đất thi lễ. Có khả năng tránh được giám sát của ta, lấy đi thần nguyên chi hỏa, người này tuyệt đối không đơn giản là một nữ thần, còn bị thương, các ngươi lập tức đi thăm dò. Tuyệt mỹ nữ thần cong ngón tay búng ra. Một giọt máu tươi chậm rãi bay ra, chia ra làm bốn, treo lơ lửng ở trước mặt bốn vị quyến tộc chiến sĩ cường đại khôi ngô, có chút dừng lại, chợt chui vào trong mi tâm của bọn họ, hóa thành một đốm lửa nhỏ giữa lông mày giống như ấn ký chu sa. Đây là một giọt máu tươi do kẻ trộm lửa bị trận pháp của vạn thần điện, gây thương tích lưu lại, ta dùng thần thuật ban thưởng vào cơ thể các ngươi, một khi các ngươi tới gần đối phương phạm vi trong vòng trăm thước, nó sẽ bị kích phát, giúp đỡ các ngươi phân biệt mục tiêu. Tìm được nàng, giết nàng, đi đi. Giọng nói tuyệt mỹ nữ thần lạnh như băng văng lên. Tuân lệnh thần của ta. Bốn vị chiến sĩ thần cường đại hóa thành thần quang, phóng lên trời biến mất. Thần hỏa mới được nhóm lên, thần mới được sinh ra. Tuyệt mỹ nữ thần lại nói, ta có thể cảm ứng được, người trộm thần nguyên chi hỏa, cùng mới vị thần mới sinh ra, không phải là cùng một người. Dạ mộng, người đi tìm thần mới, dẫn hắn tới gặp ta. Vâng, chủ nhân thiếu nữ mặc áo bào màu đen vẫn luôn đứng ở phía sau khom lưng thi lễ. Nhưng không lập tức rời đi. Ngươi có phải muốn hỏi, ta tại sao phải giết kẻ trộm lửa kia, lại không giết thần mới? Tuyệt mỹ nữ thần hỏi. Chủ nhân nhìn thấu mọi việc. Thiếu nữ mặc áo bào màu đen thẻ lưỡi, cười rào hoạt đứng lên. Khuôn mặt nàng phổ thông, con mắt to nhưng con người lại nhỏ, cái mũi không tính là cao thẳng. Hai gò má thấp, bờ môi căng mọng, lông mày dài nhỏ, da thịt trắng nõn, ngũ quan tách ra đánh giá cảm giác có chút lệch lạc cũng không tính là tinh xảo nhưng tổ hợp lại với nhau lại có một loại mỹ cảm kỳ dị nhất là lúc nàng le lưỡi cười lên ngọt ngào dị thường có một loại mị lực khó mà dùng ngôn ngữ hình dung được thiếu nữ này người mặc váy ngắn tế tư màu đen giống như dùng màn đêm đen tối nhất hắc ám nhất trên thế giới này may thành váy vậy địa vị rõ ràng còn cao hơn tứ hoang vệ ra rất nhiều chí ít có thể dùng giọng nói tương đối tự nhiên nói chuyện cùng lam nữ thần tuyệt đẹp xếp bằng ở trên đài bởi vì ta có dự cảm kẻ trộm lửa sẽ mang đến tai họa thật lớn cho tộc ta mà thần linh mới sinh ra ngược lại là niềm hy vọng của tộc ta làm nữ thần tuyệt đẹp nói khiến cho chủ nhân có cảm giác kỳ quái như thế này vậy đúng là rất thú vị trong mắt thiếu nữ mặc áo bào màu đen lập lòe quang mang hiếu kỳ tạm thời không có biện pháp khác ngân hoàng hải vũ vuốt ve mái tóc dài màu xanh lam của mình cả giận nói tiểu tử này không nghe lời ngươi minh xuyên phu nhân có tiếng có thủ tất báo hắn sớm muộn cũng bị trả thù đi kiếm tuyết vô danh nói việc đã đến nước này nghĩ những biện pháp khác đi ta đột nhiên cảm thấy có lẽ ý tưởng trước đây của chúng ta có sơ hở rồi suy cho cùng hắn là một vị thần không phải hàng hóa coi hắn là làm vật phẩm đưa ra ngoài coi như là hắn nhịn lần này không nhịn được lần sau a à, đầu của ngươi có phải cháy hỏng rồi không ngân hoàng hải vũ kinh ngạc nói vậy mà bắt đầu cân nhắc cho hắn kiếm tuyết vô danh nói chúng ta đương nhiên muốn hợp tác vì đạt được mục tiêu cuối cùng mà cân nhắc những cái này đều phải tính toán bằng không một điểm sai lầm nho nhỏ cũng có thể dẫn đến thua cả bàn lần này chúng ta tính toán thế nhưng là đại hoang thần tộc ngân hoàng hải vũ giống như là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm tuyết vô danh vậy nhìn nàng hai ba mươi giây mới nói được ta miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của ngươi bất quá hay là ngươi cũng giải thích một chút vì sao ngươi lại bị thương không cẩn thận bị va vào xước da, không có vấn đề gì lớn đâu. Kiếm tuyết vô danh thờ ơ nói, không cần chú ý những chuyện không quan trọng này, tranh thủ thời gian vận dụng đầu óc thông minh của ngươi đi, nghĩ cách làm thế nào giúp đỡ tên tiểu tử thối kia, lấy được tư cách dự thi thần tuyển đại tái, thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Không phải chuyện quan trọng. Ngân Hoàng Hải Vũ lập tức đè bả vai kiếm tuyết vô danh, tay xé cổ áo nàng, da thịt trắng như tuyết, xương quai xanh xinh đẹp, xương quay xanh bên phải, một vết máu rõ ràng, sâu có thể đã đụng tới xương, dài khoảng hai thước, sâu ba ngón tay, lan tràn đến chỗ cánh tay vai phải, từng giọt máu chảy ra giống như là chân châu vậy, đông lại ở miệng vết thương, lóe ra quang huy. Nhưng những giọt máu này cũng bị kiếm tuyết vô danh lấy thần lực khống chế lại, không chảy ra quần áo ngươi đã là cảnh giới thần ngũ tinh, dùng qua trọng lâu thần quả, không cẩn thận chảy ra, sẽ làm bị thương nghiêm trọng như vậy. Ngân Hoàng Hải Vũ cẩn thận cảm ứng, sắc mặt lộ ra vẻ chấn kinh nói, trong vết thương có lực lượng trận pháp chú thần, người người đi cấm kỵ chi địa vạn thần điện. Kiếm tuyết vô danh kéo quần áo lên, che lại bả vai, thản nhiên nói, không có cách nào khác, giúp tiểu tử kia kích hoạt kiếm tiên thần vị, cần phải đi vạn thần điện làm thần nguyên chi hòa. Người điên rồi, ngân hoàng hải vũ vừa sợ vừa giận, nàng khó có thể tin được mà nhìn kiếm tuyết vô danh, nói, vạn thần điện là cấm địa của các vị thần. Chỉ có ngũ đại chủ thần đại hoang thần tộc mới có tư cách đi vào, bên trong bố trí đủ loại trận pháp ngươi vì tiểu tử kia vậy mà đi chịu chết ngươi không phải thật sự động tâm rồi chứ làm sao có thể kiếm tuyết vô danh phản bác ta thế nhưng là tiểu kiếm thần lãnh huyết vô tình hắc hắc vì chuyện này lường gạt hắn một khoản kích hoạt phí thần vị không nhỏ nha ngươi đúng là cần tiền không cần mạng ngân hoàng hải vũ im lặng một hồi sau đó gấp gáp hỏi lừa hắn bao nhiêu tất cả hai mươi thần thạch kiếm tuyết vô danh đắc ý nói tiểu tử thối kia đúng là có tiền nha ngân hoàng hải vũ với cùng kinh ngạc nói hai mươi thần thạch tương đương với hai trăm nghìn điểm tính ngưỡng xem ra hắn đúng như lời ngươi nói trên người hắn ẩn chứa rất nhiều bí mật người hạ giới phổ thông căn bản không có khả năng có tỷ lệ chuyển hóa lớn như thế được rồi cho ta đi biết ngay cái tên thương nhân buôn bán hải sản dởm chết tiệt nhà ngươi sẽ không biết xấu hổ mở miệng nghiền ép thần thạch kiếm được từ mồ hôi và nước mắt của ta kiếm tuyết vô danh trực tiếp mở hệ thống bát đại kỳ lân của mình chuyển khoản cho nàng ta 100.000 điểm tính ngưỡng tinh. Ngân Hoàng Hải Vũ nhìn vào tinh thể treo trên cổ tay mình, lập tức mặt mày hớn hở. Bán quần áo thiếu tiền nên đi vay nặng lãi trước đó giờ có thể trả rồi. Nàng mừng rỡ mà nói, thuận tiện còn có thể lại nhiều mua chút đúng. Người có muốn uống rượu không, ta có thể đưa người một vò hải tuyển nhưỡng. Kiếm tuyết vô danh nói, đồ vật được tặng miễn phí, ta có bao giờ cự tuyệt đâu. Cũng đúng. Ngân Hoàng Hải Vũ cười híp mắt nói, bàn tay đập lên bả vai đang thụ thương của kiếm tuyết vô danh, nói, kiên nhẫn một chút. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ trong sáng của kiếm tuyết vô danh, lập tức hiện ra vẻ thống khổ, hàm răng cắn chặt, trên trán từng giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra, tinh tế dày đặc, trên làn da trắng như tuyết tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Hồi lâu, nàng mới hư một tiếng, thở dài một hơi, sắc mặt cả người, cũng tái nhợt không ít. Ngân Hoàng Hải Vũ cũng đầu đầy mồ hôi, thở dài một hơi, nói, mệt chết ta, do người vận khí tốt nếu không phải trước người tặng khối trọng lâu thần quả kia ta hiện tại vẫn là thần tứ tinh còn không có cách nào thi triển thần thuật tinh hải chi tâm giúp người phong ấn miệng vết thương hảo tỉ muội kiếm tuyết vô danh cười hì hì nhìn qua miệng vết thương một vòng sáng màu xanh thẳm như nước biển bao trùm trên miệng vết thương che lấp tất cả khí thức âm không mảy may lộ ra ngoài chút nào đừng đừng xến sẩm như thế ngân hoàng hải vũ liên tục khoát tay nói nói tình cảm tổn thương tiền bạc nói rõ ràng luôn, ta là vì một nghìn điểm tính ngưỡng mới giúp ngươi, nhưng mà sức mạnh tinh hải chi tâm chỉ giúp ngươi như thế này, chữa lành vết thương còn phải dựa vào chính ngươi. Mặt khác, người phụ trách giám sát vạn thần điện chính là Lam, một trong đại hoàng tộc ngũ đại chủ thần. Ngươi bị thương, khẳng định lưu lại manh mối, nàng thần lực cường hoành, am hiểu nhất là truy lùng manh mối, khoảng thời gian này, ngươi phải cẩn thận, có thể không xuất thủ cố gắng đừng xuất thủ, nếu không rất dễ sẽ bại lộ và gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, tỉ muội, trong lòng ta rất rõ kiếm tuyết vô danh mặc quần áo tử tế, nói, ở thần giới này ngoại trừ ngươi, còn ai có thể sợ chết hơn ta? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếp theo làm sao bây giờ? Ngân Hoàng Hải Vũ lại bắt đầu xé mái tóc dài màu lam của mình, nói, Minh Xuyên phu nhân bên này, chắc chắn hết hy vọng rồi, trừ phi tiểu tử thối kia trở về cầu xin tha thứ nhận thua danh ngạch này, hiện tại không dễ lấy cho lắm. Từ từ suy nghĩ vậy, thực sự không được, vậy để hắn đi câu dẫn Giang Nhược Bạch. Kiếm tuyết vô danh nói, sắc vi chi hoa, giang nhược bạch. Đôi mắt ngân hoàng hải vũ sáng lên, nếu tiểu tử thối kia, có thể đem đóa hoa sáng lấp lánh trong quyến tộc đại hoang thần tộc này hái xuống, lấy được danh ngạch thật sự rất đơn giản. Nghe nói trong tay nàng, có bốn danh sách đề cử, nhưng mà... Nói đến đây, ngân hoàng hải vũ do dự một chút, nói, nhưng mà... Giang Nhược Bạch cũng không phải kẻ ngốc ngách gặp Mỹ Nam tử chân không khép lại được, cô nương kia tập trung tinh thần muốn trở thành thần, thủ đoạn hung ác, vạn nhất tiểu tử kia câu dẫn không thành công, kết cục còn thảm hơn so với việc đắc tội minh xuyên phu nhân rất nhiều ha ha kiếm tuyết vô danh nở nụ cười ta hùa theo nói mấy câu ngươi còn tưởng là thật loại nữ nhân như giang nhược bạch này dù là thần linh cũng chỉ đứng xa mà nhìn đương nhiên là bớt trêu chọc nàng thì tốt hơn chúng ta nghĩ biện pháp khác đi nếu không hay là ngươi đi ngủ với minh xuyên phu nhân một giấc cút ngân hoàng hải vũ nổi giận đại hoang thần thành khu đại tây bắc khu thượng nhất chỉ có sinh linh khu thượng nhất mới có thể hưởng thụ được ánh nắng tất cả thời gian ban ngày. Nơi này cũng là khu có trị an, hoàn cảnh tốt nhất trong ba khu thượng trung hạ. Trên mặt cắt của một ngọn núi treo ngược và lơ lửng trên bầu trời thấp, một phủ đệ sang trọng và uy nghi, lặng lẽ đứng sừng sững. Cho dù là khu thượng nhất, chỉ có các vị thần linh thân phận cao quý, hoặc các thủ lĩnh của các chiến binh quyến tộc thần tộc cấp cao, mới có đủ tư cách để sống trong một phủ đệ nổi như vậy. Tòa phủ đệ này có lịch sử lâu đời. Ba ngày trước, còn thuộc về một quyến tộc thế gia uy tín lâu năm tên là Phong Tín Tử, nhưng do sự thất thế trong tranh đoạt quyền lực gia tộc, gia chủ cùng 56 vị cường đại chiến sĩ, trong tộc bị lấy tội danh phản thần chu sát, hào quang quyến tộc thế gia mấy trăm năm triệt, để sụp đổ. Bây giờ, nó đã đổi chủ nhân mới, cũng đổi tên mới, Hàn Phủ. Hắn chủ nhân mới, phó thống lĩnh là chiến sĩ thần quyến tộc trong đại hoang thần tộc, bên trong khu Tây Bắc Đại, Hàn Quần. Cũng chính là thân đệ đệ thất lạc nhiều năm của lão Hàn đã chết. Hàn Lạc Tuyết cùng mẫu thân Ngô Vi được xe ngựa màu đen đưa đến khu thượng nhất, sắp xếp ở trong biệt viện phủ đệ. Có 20 người hầu kẻ hạ, trải qua cuộc sống xa hoa hơn rất nhiều người, phẳng phất như từ bùn đất bay lên trời vậy. Phó thống lĩnh Hàn quần xử lý xong công việc, hồi phủ việc đầu tiên chính là tới gặp hai người. Năm đó, nếu không phải lão đại giúp ta đào tẩu, ta chỉ sợ đã sớm trở thành một đống xương khô. Những năm này ta ở bên ngoài chiến đấu ma luyện, chưa từng có một khắc quên đi ân tình của đại ca, Rốt cục, ta được thần mặt trời ưu ái, trở thành quyến tộc, có thể quay về khu Tây Bắc Đại, trở về việc đầu tiên ta làm là cho người đi đón đại ca đại tẩu, không nghĩ tới lão đại hán hải, thật sự là tạo hóa, trêu ngươi, ta có lỗi với lão đại. May mắn tẩu tẩu cùng tiểu tuyết vẫn bình an, để cho ta có cơ hội đền bù. Tẩu tẩu cùng tiểu tuyết, các ngươi sẽ ở chỗ này, về sau hàn phủ này chính là nhà của các ngươi, có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho ta, tuyệt đối không nên khách khí chỉ là gần đây bên ngoài không thái bình cố gắng hạn chế việc rời phủ. Hàn quần mặc thường phục trên mặt lộ vẻ áy náy, chấn an mẹ con Ngô Vi. Ngô Vi trước kia từng gặp qua hàn quần. Cho nên đối với nam tử trước mắt này cũng không tính là quá lạ lẫm, chỉ là có chút cảm khái, tiểu thúc lỗ mãng thích đánh nhau trong trí nhớ kia. Bây giờ đã trở thành quyến tộc chiến sĩ cường đại thống ngự một phủ đệ, dáng vẻ lúc này có chút giống với ấn tượng thời niên thiếu. Hàn lạc tuyết lại chưa bao giờ gặp vị thân thúc thúc này, vẫn luôn trầm mặc mãi cho đến khi Hàn Quần đứng dậy chuẩn bị cáo từ, tiếp tục xử lý chính vụ, Hàn Lạc Tuyết đột nhiên mở miệng, thúc, nhị thúc, đợi đã, ta ta muốn xin ngài một việc. Sắc mặt Hàn Quần hiền lành nhìn tiểu chất nữ này, mỉm cười nói, tiểu tuyết, có chuyện gì cứ việc nói, tuyệt đối không cần khách khí với thúc thúc. Ta có một người bạn, hắn là tiểu câm, hắn Hàn Lạc Tuyết do dự, muốn mở miệng, thình cầu thúc thúc trợ giúp. Hàn Quần mỉm cười nói, yên tâm đi. Ta đã để người của ta truyền mệnh lệnh xuống, không cho phép truy cứu hắn, nếu như ngươi muốn gặp hắn, thúc thúc cũng có thể sai người đưa hắn đến Hàn phủ. Thật sao? Hàn Lạc Tuyết vui mừng khôn xiết, nhưng bỗng nhiên chợt nhớ lại, tên kia có vợ là thần, thần sắc không khỏi ảm đạm, nói, nếu như hắn không nguyện ý tới, vậy thì không nên làm khó hắn đi. Hàn Quần cười nói, yên tâm đi, bất kể nói như thế nào, tiểu câm kia là ân nhân cứu mạng ngươi cùng tẩu tử, ta đều sẽ lấy lễ đối đãi. Hàn Lạc Tuyết gật gật đầu. Dừng một chút, nàng lại nói, nhị thúc, ta muốn tu luyện ta cũng muốn giống như ngài, trở thành quyến tộc chiến sĩ vĩ đại, nắm giữ vận mệnh của mình. Chuyện này đơn giản, ta sẽ chọn thầy cho con, chuẩn bị tài nguyên, bắt đầu từ ngày mai con có thể tu luyện. Hàn quần cũng rất bằng lòng. Đây chính là thú nguyên sao. Trong tay lâm bắc thần cầm một mảnh xương lớn chừng hột đào, cẩn thận quan sát. Bên cạnh hắn, người mấy con hôi mau lang khuyển không còn khí thức nằm trên mặt đất. Đây là ma thú quần cư thường thấy nhất tầng thứ tư ma uyên. Bọn chúng là con mồi lý tưởng cho người mới đến, mỗi ngày có tới hàng trăm ngàn hôi mao lang khuyển chết dưới đao kiếm của mạo hiểm giả có vị chủ thần đã từng lưu lại một câu danh ngôn mỗi ngày thi thể hôi mao lang khuyển chết ở trong mạng uyên có thể quấn một vòng đại hoang thần thành lúc trước lâm bắc thần nhìn thấy mấy chục con ngươi đỏ lòm chính là đôi mắt của bọn chúng trong bóng đêm đơn độc mạo hiểm giả là con mồi hôi mao lang khuyển thích nhất dù sao bọn chúng am hiểu nhất chính là lấy nhiều địch ít chỉ là lần này bọn chúng đoán sai đối tượng bị lâm bắc thần mấy kiếm liền giải quyết sạch sẽ Lâm Bắc Thần cầm trong tay một quyển sổ tay hướng dẫn mạo hiểm giả Ma Uyên, hắn đối diện chiếu nội dung trong sổ tay, đào lấy thú nguyên trong cơ thể hôi mao lang khuyển. Thứ này nhìn rất kỳ quái. Lâm Bắc Thần nhìn mảnh xương trong tay, trong lòng suy nghĩ, nói thật, đây chẳng lẽ không phải cục xương lớn trong cơ thể ma thú sao? Một khối thú nguyên hôi mao lang khuyển, giá trị không chấm một điểm tính ngưỡng. Ách, điểm tính ngưỡng, đây lại là thứ gì? Lâm Bắc Thần không khỏi đỡ chán hệ thống tiền tệ thần giới có chút phức tạp. Không phải nói, tiền tệ thông dụng nhất ở thần giới là thần thạch sao? Cho nên Lâm Bắc Thần hiện tại có chút ngơ ngác. Không chấm một điểm tính ngưỡng này rốt cuộc là nhiều, hay là ít. Sổ tay hướng dẫn đã nói, hôi mau lang khuyển rất phổ biến ở tầng thứ tư, thứ thường gặp được khẳng định rất rẻ, thứ này có thể đổi ra không chấm một điểm tính ngưỡng, đại khái còn không bằng một xu tiền. Lâm Bắc Thần dần dần hiểu ra, ta thật đúng là một thiên tài. Hắn khen bản thân một câu sau đó bắt đầu nhanh chóng mổ lấy thú nguyên rất nhanh một hai điểm tín ngưỡng tới tay hắn cầm theo trường kiếm màu đen tiếp tục đi tới hang động màu đen uốn lượn kéo dài nhưng rất to lớn đủ chỗ cho bốn chiếc xe ngựa chạy song song với nhau cho nên lâm bắc thần một mình đi lại ở trong đó cũng không thấy chật trội mà đáng nhắc tới chính là càng tiến vào bên trong lâm bắc thần vậy mà nhìn thấy dấu vết của thực vật trên mặt đất cùng trên vách đá bắt đầu chỉ là một số loại thực vật như rêu dương sỉ Tiếp tục đi sâu vào bên trong có thể nhìn thấy những cây cỏ nhỏ thấp bé. Lại sau đó chính là cỏ dại cao ngang gối, cùng cây nhỏ ngang eo. Đương nhiên đều là những loại cây lâm bắc thần không biết tên. Về sau, thậm chí có thể nhìn thấy bụi cỏ trong rừng cây xuất hiện những con côn trùng nhỏ cổ quái. Chuyện này rất kỳ lạ. Địa đạo màu đen này tựa như là một hệ thống sinh vật kỳ lạ. Tựa như là hệ thống sinh thái của một thế giới khác. Lâm bắc thần tán thưởng. Lúc này, trong bụi cỏ phía trước truyền đến thanh âm xì 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 hắn ngưng thần quan sát hưu một mũi tên màu đen xanh từ đối diện phóng tới lâm bắc thần vung kiếm chém một kiếm ba một con rắn lục bị chém bay ra ngoài ngã ở trong bụi cỏ nó ngóc cổ lên phun ra cái lưỡi màu đỏ tươi trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm lâm bắc thần phát ra âm thanh xì xì đầy phẫn nộ vậy mà chặt không đứt lâm bắc thần phi thường ngoài ý muốn chuôi hắc kiếm trong tay hắn này còn tính là sắc bén một kiếm chém ra cũng có thể cắt đứt kim thiết không nghĩ tới một con rắn nhỏ bất quá chỉ to bằng ngón tay vậy mà có thể không chút tổn hại nào dưới kiếm của hắn lưỡi tiểu ra hỏa này hình như cất dấu kịch độc ta phải cẩn thận con mẹ nó đây là phạm quy lâm bắc thần còn đang suy nghĩ đột nhiên con rắn nhỏ màu xanh kia trực tiếp há mồm phun ra nọc độc màu xanh sẫm nọc độc nhanh như tia chớp may mắn lâm bắc thần cảnh giác từ sớm né được nó xì 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 những âm thanh kỳ dị vang lên nọc độc màu xanh bắn trên mặt đất bốc lên làn khói nhạt màu xanh lục cỏ dại xung quanh trong nháy mắt hóa thành than cả mặt đất cũng bị ăn mòn tạo ra một cái hố nhỏ lâm bắc thần giật nảy mình rắn độc thần giới thật độc con rắn này sẽ không còn phương thức công kích khác chứ phải cẩn thận ứng đối hắn vội vàng lật rất sổ tay hướng dẫn mạo hiểm giả ma uyên bắt đầu tra tìm tên cùng tài liệu chi tiết về loại rắn độc màu xanh lục này nhưng mà hư 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 con rắn nhỏ màu đen giống như bắn tên không ngừng phun ra nọc độc màu xanh lục ngậm miệng lại ngươi như thế này không phù hợp thiết lập lâm bắc thần nhảy loạn tránh né ngươi là một con rắn cũng không phải một bình xịt ngươi làm sao có thế phun độc liên tục như thế hắn luống cuống tay chân mà đã nghèo rồi còn nản chính là trong bụi cỏ xung quanh không ngừng vang lên thanh âm xì 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 từng con rắn màu xanh lục vươn đầu hiếu kỳ nhìn lên cổ đứng thẳng hơi dựng ngược lên mở miệng cùng nhau phun độc về phía lâm bắc thần một màn mưa nọc độc màu xanh lục không khác gì mưa tên Mẹ nó, không biết xấu hổ, nói rõ là đơn đấu, lại còn gọi đồng bọn đến. Lâm Bắc Thần oa oa kêu to, không ngừng tránh né. Tư tư, một tia nọc độc màu xanh lục phun vào trên quyển sách trên tay hắn. Sổ tay hướng dẫn mạo hiểm giả Ma Uyên, trong nháy mắt hóa thành một làn sương mù màu lục biến mất. Làn khói tỏa ra mùi thơm giống mê điệt hương. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy cơn choáng vắng đầu óc đột nhiên ập đến. Trong khói cũng có độc, mu bàn tay lây dính một chút xíu nọc độc màu xanh lục lập tức chuyển đến một trận đau đớn cường độ nhục thân của ta cũng không cách nào chống cự được sức ăn mòn của độc rắn lâm bắc thần thật sự bị làm cho kinh sợ ma thú trong mạ uyên này thật sự là làm khó hắn trách không được sổ tay hướng dẫn mạo hiểm giả mạ uyên đã nói đã từng có tiền lệ thần linh vẫn lạc ở bên trong mạ uyên lâm bắc thần không ngừng lui lại không trốn không được đám rắn độc này chẳng những có thể phun mà khả năng kháng vật lý cũng cực mạnh dùng nắm đấm nện không chết dùng kiếm chém không đứt ngay cả đại ngân kiếm được xưng là không thể chém ở đông đạo chân châu đều không thể chặt đứt đám bình xịt màu xanh lục này mắt thấy lâm bắc thần đào tẩu bày rắn rõ ràng có trí tuệ không tầm thường hợp thành một đội quân hàng ngũ chỉnh tề không hỗn loạn một chút nào không nhanh không chậm điên cuồng đuổi theo sau lưng lâm bắc thần không rời không giống tưởng tượng của ta chút nào lâm bắc thần một bên chạy một bên hô lớn không lẽ là do cách ta tiến vào ma uyên không đúng sao thân là nhân vật chính, không phải ở trong mạng uyên đại khai sát giới tứ phương sao. Hắn chưa từng chịu cơn tức giận như thế này. Bị một đám động vật máu lạnh đuổi theo vắt chân lên cổ chạy. Nhất định phải tìm được nhược điểm của những bình xịt màu xanh lục này. Nhưng mà sổ tay hướng dẫn mạo hiểm giả Ma Uyên đã bị phá hủy a. À. Hình như ta còn có biện pháp. Lâm Bắc Thần đột nhiên nghĩ đến áp vừa mới tải xuống trong điện thoại di động app Inside. Thứ này hẳn là có thể phân biệt được đám bình xịt này. Hắn vội vàng triệu hồi ra điện thoại, mở ra app Insight, vừa trốn vừa nhắm chuẩn bày rắn chụp một tấm hình. Nháy mắt sau đó, một hàng chữ chú thích liền xuất hiện ở trên màn hình. Lâm Bắc Thần một bên phí nước đại, một bên đọc. Lục tiễn xà, có tên khác là bình xịt xanh, sinh vật trong tầng thứ tư ma uyên, một lớp động vật thuộc lớp bò sát. Cơ thể mảnh mai và được chia thành ba phần, đầu, thân và đuôi. Không có chi, toàn bộ cơ thể có vảy, da trong suốt bảo vệ bên ngoài nhãn cầu, đồng tử hình bầu dục tròn, dọc hoặc bầu dục nằm ngang mí mắt không hoạt động thấu kính gần như hình cầu lưỡi mảnh và có hai cạnh đuôi ngắn hơn đáng kể so với chiều dài đầu và thân con mẹ nó nói nhảm quá nhiều lâm bắc thần điên cuồng quét xuống dưới da dày cứng cỏi đao kiếm không thể gây thương tích ta biết tiếp tục quét xuống dưới phun ra xương độc tính ăn mòn rất mạnh cái này ta cũng biết lâm bắc thần sắp phát điên cho đến khi hắn nhìn thấy được một hàng chữ nhỏ lục tiễn xa sợ lửa sợ lửa. Lâm Bắc Thần đại hỉ, nhưng chợt xuất hiện một vấn đề khác trong đầu. Ta mẹ nó đi đâu tìm lửa bây giờ? Sau khi đi vào thần giới, huyền khí ngũ hệ tiên thiên, bởi vì phẩm chất quá thấp đã bị gắt gao áp chế, ta hiện tại tu luyện chính là ngũ hệ hỗn độn khí, hình như không có biện pháp nhóm lửa. Đợi đã, có biện pháp. Hắn dừng lại, triệu hoán ra thanh kiếm hỏa chi nhiệt tình. Chuôi kỳ kiếm này được vớt ra từ không gian nham thạch trong kiếm trùng Bạch Vân Thành, bản thân nó ẩn chứa năng lực hệ hỏa vô cùng mạnh mẽ. Hy vọng không bị lực lượng pháp tắc thần giới áp chế. Đại kiếm vào tay trong nháy mắt, trong không gian bị thiêu đốt nóng lên. Ngọn lửa màu đỏ sẫm tràn ngập trên thân kiếm. Còn tốt, lực lượng hỏa diễm của thanh kiếm không bị phong ấn. Cảm ứng được khí tức hỏa diễm, đám bình xịt màu xanh vốn đuổi giết không buông ở phía sau, lập tức cùng nhau ngừng lại. Mấy trăm đôi mắt máu lạnh màu đỏ, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Nói chính xác, là nhìn chằm chằm thanh kiếm khổng lồ đang bị hỏa diễm bao trùm trong tay Lâm Bắc Thần, dần dần dãy dụa thân thể, bắt đầu lui bước về phía sau. Ha ha, bây giờ đến phiên ta đuổi các ngươi nha. Lâm Bắc Thần dơ hỏa chi nhiệt tình đuổi theo. 10 phút sau, hơn 100 bình xịt xanh toàn bộ bị vùi dập. Lực lượng hỏa diễm khắc chế đối với loại độc xà này, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần vượt qua nhiệt độ nhất định, đám ra hỏa chặt không chết nện không nát này, trực tiếp liền thét lên mà chết 78, 79. 85. Lâm Bắc Thần ngồi đến một lúc, tổng cộng giết 135 bình xịt xanh. Đáng tiếc bọn gia hỏa này sau khi chết, da cũng đặc biệt cứng rắn. Làm sao cũng không ra, đành phải đem thi thể trực tiếp nhé vào. Chờ đến khi bán ra, trực tiếp bán đi là được. Nếu như suy đoán không sai, da rắn này hẳn cũng là nguyên liệu chế tạo giáp trụ tốt. Hiện tại Lâm Bắc Thần rốt cục cũng có thể lý giải. Vì sao trong đại sảnh bên ngoài trạm trung chuyển, sẽ có người cho thuê chính mình cõng ba lô, trong số các thành viên của một đội phiêu lưu được kết hợp một cách khoa học, chắc chắn phải có một chiếc ba lô chuyên dụng. Nếu không, một lượng lớn vật liệu khó có thể chứa đầy đủ, bằng cách chỉ gói đồ lưu trữ cá nhân. May mắn thay, trước khi đến thần giới, hắn đã làm việc chăm chỉ để giải phóng một số dung lượng của Baidu Nedis, hiện có thể được đưa vào đó. Trong vòng một canh giờ sau, Lâm Bắc Thần bắt đầu đại khai sát giới tứ phương. Anh ca thú, được đặt tên theo hình dáng cơ thể của nó tương tự như vẹt đuôi dài, cao 3 mét, có móng vuốt bất khả chiến bại, thành thạo các kỹ năng của quái thú mãn thiên phi vũ, thôi miên khúc, nhược điểm, trạng thái tĩnh thị lực gần như tại hoàn toàn không có, thú nguyên cấp 3 trong thể nội, giá trị 0.5 điểm tính ngưỡng nhện biến hình, trạng thái nửa hình người nửa nhện, có thể có tơ nhện kịch độc, am hiểu ẩn núp, răng lưới, thành thạo các kỹ năng của quái thú độc kén, chân thứ, nhược điểm, sợ lửa oan hồn, hình thái sinh vật u linh, có thể ăn mòn tinh thần lực, nắm giữ kỹ năng mà thú sợ hãi sóng xung kích, nhược điểm sợ lửa đào đất thú, dưới mặt đất ẩn núp con người cùng nhau đi tới. Hắn gặp rất nhiều ma thú vực sâu kỳ quái. Chờ chút, không hiểu sao có một ảo giác mình đang chơi game online. Mấu chốt là những ma thú vực sâu này, thật sự có thể rơi ra đồ vật. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ta thích loại thiết lập này, hắc hắc. Lâm Bắc Thần rất nhanh liền cảm giác hưởng thụ. Hắn ra giày thịt béo, có thêm máy gian lận không có gì không biết app inside. Lâm Đại Thiếu rốt cục hưởng thụ đãi ngộ nhân vật chính thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trước đó Hương Nhan Tế Tư có nói một câu, bên trong mạng Uyên, ánh mắt thần cũng không thể nhìn được. Bởi vậy Lâm Bắc Thần thử nghiệm sử dụng ngũ hệ, hỗn độn khí, hiệu quả kinh người. Rót vào dựa vào áp ngũ khí triều nguyên, quyết tu luyện đến hắc kiếm ngũ hệ hỗn độn khí, sắc bén vô cùng, gặp phải ma thú vực sâu cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Không hồ là công pháp trấn tộc đại hoang thần tộc. Lâm Bắc Thần tán thưởng đồng thời, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Chưa tới một canh giờ, Lâm Bắc Thần đã đã nhận ra một sự thật. Các ma thú vực sâu tầng thứ tư ma uyên, dường như đều không thể tạo ra cho mình bất kỳ tính uy hiếp gì. Đây không phải hắn tự mình khen mình, mà là sự thật. Cho dù là hóa đá cự tích danh sưng có huyết thống long tộc, được xưng là ma thú vực sâu cường đại nhất tầng thứ tư, cũng đều khó cản được một kích hắc kiếm ra chỉ ngũ hệ hỗn độn khí. Hắn thậm chí trở về, đuổi kịp một bình xịt xanh, bóp lấy cổ của nó đem nọc độc của nó phun trên cánh tay của mình kết quả làn da bình yên vô sự đến một sợi lông cũng không xuống rơi thực lực của ta cũng tăng quá nhanh đi hắn có chút khó có thể tin không lẽ đây chính là hiệu quả kích hoạt kiếm tiên thần vị mang tới sao lâm bắc thần ngồi nguyên tại chỗ nghĩ nghĩ quyết định trở về trạm trung chuyển tầng thứ tư ngược lại mạo hiểm tiến tới tầng thứ năm ma uyên lịch luyện mặc dù hắn bây giờ có thể tùy ý săn bắt tất cả ma thú vực sâu tầng thứ tư không ngừng thu hoạch thú nguyên nhưng có thể tưởng tượng thú nguyên ma thú vực sâu tầng thứ năm càng có giá trị một thú nguyên ma thú vực sâu phổ thông tầng thứ năm có lẽ vượt qua thú nguyên mạnh nhất tầng thứ tư hóa đá cự tích trong cùng một thời gian không thể nghi ngờ là mạo hiểm ở tầng thứ năm càng có giá hơn lâm bắc thần mở bay du map ra ra khỏi đây rất thuận lợi liền đi tới phía trước thần bích chi môn điều duy nhất khiến hắn cảm giác ngoài ý muốn chính là chuyến đi săn tầng thứ tư ma uyên lần này từ đầu đến cuối vậy mà chưa bao giờ gặp phải mạo hiểm giả khác bước vào thần bích chi môn cảm giác thời không giao thoa truyền đến sau đó tia sáng trước mắt bỗng nhiên sáng lên tiếng ồn ào truyền đến lâm bắc thần về tới trạm trung chuyển tầng thứ tư đèn đuốc sáng trưng a à, vị thiếu gia này chúc mừng ngài thuận lợi trở về có chiến lợi phẩm gì muốn bán ra không tiểu nhân là trưởng quỹ thần tài đường có thể thu mua giá cao thiếu gia kim khí hội chúng ta ra giá cao hơn nha thuộc hạ khoáng thạch chi chủ ma nguyên trai già trẻ không gạt vị thiếu gia này Ngươi có hàng hóa gì, có thể lấy ra để chúng ta mở mang tầm mắt. Lâm Bắc Thần vừa mới thích ứng ánh sáng nơi này, chung quanh đã có 10 trưởng quỹ, lính đánh thuê, nhân viên mua hàng, xông lên, đem hắn nhiệt tình vây một chỗ. Những người này vậy mà có nhãn quang tốt như thế, biết trên người ta có hàng tốt. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái, thân là Mỹ Nam tử kẻ đầu tiên từ trước đến nay lén tới thần giới, không hổ là toàn thân trên dưới tản ra hào quang nhân vật chính, muốn điệu thấp muốn ẩn tàng cũng không được, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói giá vị thứ năm đoàn mạo hiểm giả thánh quang tri thuẫn đi ra không biết là ai giống lên một tiếng sau đó nhóm mua hàng vây quanh lâm bắc thần lập tức liền phần phật một tiếng toàn bộ chạy về phía vị thứ năm đoàn mạo hiểm giả thánh quang tri thuẫn kia giống như là chó nhìn thấy cứt nóng vậy lâm bắc thần trời ạ chuyện cổ tích đều là gạt người lúc này hắn mới phát hiện hóa ra mỗi một mạo hiểm giả từ bên trong thần bích chi môn sống sót mà đi ra ngoài đều sẽ có nhân viên mua hàng tất cả cửa hàng lớn nhỏ nhóm mua sắm xông lên quyến rũ mà những nhân viên mua sắm này cũng có nhãn lực rất độc đáo liếc mắt liền có thể nhìn ra ai là thu hoạch lớn đi ra ai vội vàng thoát thân ai trên người có hàng ai tay không mà về loại người mặc hắc giáp lộng lẫy giống như lâm bắc thần dù cho là hai tay trống trơn cũng sẽ bị bắt chuyện hỏi thăm lâm bắc thần lấy ra thú nguyên hôi mau lang khuyển đặt ở lòng bàn tay nhà ai thu mua nào mắt thấy là thú nguyên cấp thấp nhất mà lại có mấy chục cái mà thôi. Nhân viên mua hàng của đại đa số cửa hàng cũng không hứng thú lắm, trực tiếp tản đi. Vị khách thân mến, mỗi một cái không chấm một điểm điểm tính ngưỡng. Cuối cùng, chỉ còn sót một vị tự xưng là người bán hàng tới từ ma nguyên trai, chủ động báo giá. Đây là một thiếu phụ chừng 25 tuổi. Dung mạo thanh tú, thân hình nóng bỏng, mái tóc dài rối tung vàng óng như gợn sóng, áo bó sát người đem bộ ngực cao vút hiện lên càng rõ ràng, váy ngắn xẻ tà đến bẹn đùi sắc nõn lộ ra một đôi chân trắng thẳng tắp thon dài, quần bảo hộ màu trắng tôn lên dáng chân hoàn hảo, trên chân diện đôi bốt da ngắn tới cổ chân, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ nóng bỏng của người phụ nữ trưởng thành. thấy nàng mở miệng, mấy người mua khác miễn cưỡng có chút hứng thú ra giá cũng triệt để tản đi. dù sao chạm trung chuyển tầng thứ tư ma nguyên, thuộc về sự khống chế kiểm soát của khoáng thạch chi chủ, tất cả nhà khác nhiều hay ít vẫn là phải cho ma nguyên trai một chút, mặt mũi, dù người thiếu phụ này chỉ là nhân viên mua hàng cấp thấp mà thôi thanh lôi nhân viên mua hàng ma nguyên trai lâm bắc thần nhìn thấy một bảng tên trước ngực thiếu phụ thanh tú này trên đó viết danh tự cùng chức cấp vô ý đọc lên thiếp thân mặc dù là nhân viên mua hàng nhưng cũng có thể mua toàn bộ thú nguyên này của ngài nha thanh lôi cười lên mê người cự như hoa mẫu đơn nở rộ vậy giọng nói êm dịu nói không biết trong tay đại nhân còn có mặt hàng khác không có lâm bắc thần lúc này thân mang hắc giáp mặt nạ cũng không bỏ ra không lộ ra ngũ quan tận lực thay đổi thanh âm nói, nhưng mà, điểm tín ngưỡng có thể đổi thành thần thạch hay không? Trên mặt thanh lôi lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, đại nhân, điểm tín ngưỡng ở Mạ Uyên là thứ giao dịch bảo đảm nhất, mà cũng là tiền tệ thông dụng giữa các mọi hiểm giả, thần thạch lưu thông sẽ xuất hiện mài mòn, có rất ít người đem điểm tín ngưỡng đổi thành ma thạch. Hả? Lâm Bắc thần sững sờ. Trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, vừa vặn mượn cơ hội này hỏi thăm. Người mua gọi là thanh lôi này, vô cùng kiên nhẫn, giải thích cho hắn, Cuối cùng, Lâm Bắc Thần cũng hiểu ra, thần thạch tương đương với hoàng kim, mà điểm tính ngưỡng thì tương đương với tiền giấy. Tại thần giới giá trị hệ thống bên trong, thần thạch là vật bình thường ngang giá, mà điểm tính ngưỡng thì là ký hiệu thần thạch. Cơ hồ tất cả mạo hiểm giả, thậm chí cả đại đa số quyến tộc, bình dân cũng lấy điểm tính ngưỡng đến mua bán đồ vật, thanh toán tiêu dùng. Sử dụng thần thạch làm tiền tệ ngược lại cũng có, bất quá không an toàn, dễ dàng bị cướp, mà thần thạch trong quá trình lưu thông sẽ xuất hiện tình huống hao tổn biến chất, hệ thống tiền tệ thần giới, hóa ra là như vậy. Một thần thạch có thể đổi thành 10.000 điểm tính ngưỡng. Nghe được tỷ suất hối đoái này, Lâm Bắc Thần trực tiếp trợn tròn mắt. Con mẹ nó ta nhọc nhằn khổ sở giết hôi mau lang khuyển ở tầng thứ tư, một thú nguyên giá rẻ như vậy sao? Chẳng trách vừa rồi những người khác nghe được mình giao hàng, đi hơn phân nửa. Vậy cái này thì sao? Lâm Bắc Thần lại lấy ra lục tiễn xà, hỏi, loại bình xịt da dày thịt cứng rắn chết này, một cái bao nhiêu điểm tín ngưỡng? Thanh lôi nói, lục tiễn xa thú vốn có giá trị 0.5 điểm tín ngưỡng, da rắn ngược lại bảo quản tốt, mà nguyên trai có thể tính thêm 0.5 điểm tín ngưỡng. Mỗi con là một điểm tín ngưỡng. Quả nhiên hôi mau lang khuyển rất đáng tiền. Lâm Bắc thần một hơi lấy ra 138 con, người có thể thu hết không? Trên gương mặt kiểu diễm của thanh lôi hiện lên sự kinh hỉ, đương nhiên là được. Khách nhân thu hoạch tương đối khá đấy. Đối với người mua hàng như nàng, thu nhập và địa vị hoàn toàn có liên quan đến lượng mua sắm lượng mua càng nhiều, mang về cho cửa hàng càng nhiều, địa vị sẽ càng cao, có thể từ váy trắng thăng cấp thành váy đỏ. Đến lúc đó, tỷ lệ được trích phần trăm cũng cao hơn. 138 lục tiễn xà này bằng 67 ngày cộng lại của thanh lôi. Nàng cũng không nghĩ đến, thiếu niên mặc áo giáp đen trước mắt, lại có thể một hơi xuất ra nhiều hàng hóa ma thú vực sâu như thế. Kiếm lời. Điều này khiến cho đám người mua rời đi lúc trước nhìn thấy phải hối hận không thôi. Vị khách nhân này, chúng ta đồng ý mua một lục tiễn xà với giá 1 một điểm tín ngưỡng. Một nam nhân của tài phú đường bước đến. Lâm Bắc Thần nhìn hắn, nho nhã nói, biến. Ngươi, người kia giận dữ nhưng cố nhịn xuống. Hắn cười lạnh, tiểu tử thúi, nếu không phải nơi này có đội tuần tra, không cho phép làm loạn, chỉ dựa vào câu nói vừa rồi của ngươi. Hãy đợi đấy, quý bát hiểu ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có còn gặp may như thế hay không. Gà, ba nhỏ, cái tên quái gì nghe lạ vậy lại còn nói to ra miệng. Lâm Bắc Thần không thèm để ý, nhìn về phía Thanh Lôi, điểm tín ngưỡng tính cho ta như thế nào? Tài khoản Kỳ Lân Siêu Đạo Tinh thể của khách nhân có bao nhiêu? Thanh Lôi đưa ra cổ tay của mình, bây giờ thiếp thân có thể chuyển khoản ngay lập tức. Kỳ Lân Siêu Đạo Tinh thể? Là cái thứ đồ chơi gì thế? Lâm Bắc Thần không hiểu. Nhìn giống như đồng hồ thông minh, Thanh Lôi nhìn thấy Lâm Bắc Thần hoang mang, liền hỏi, chẳng lẽ khách nhân không có Kỳ Lân Siêu Đạo Tinh thể của mình sao? Tình huống này cũng có rất nhiều mạo hiểm giả xuất thân từ khu dân cư nghèo tầng thứ ba khi đến Ma Mạ Uyên mạo hiểm một nghèo hai trắng hoàn toàn không mua nổi kỳ lân siêu đạo tinh thể tuy nhiên mạo hiểm giả như thế rất ít gặp ở đại sảnh trung chuyển tầng thứ tư dù sao có thể đến đây đều là mạo hiểm giả thâm niên tuy nhiên nhìn thiếu niên mặc áo giáp đen trước mắt lại không giống như người nghèo vậy mà cũng không có thanh lôi che giấu sự kinh ngạc trong lòng tiếp tục mỉm cười cung cấp phục vụ nếu khách muốn mạo hiểm thời gian dài ở Ma Uyên Ta đề nghị ngươi nên mua một khối kỳ lân siêu đạo tinh thể, như vậy giao dịch sẽ thuận tiện hơn rất nhiều." Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt mi tâm, "Cái thứ đó bán ở chỗ nào?" Thế, Thanh Lôi mỉm cười càng thêm nhiệt tình, "Xem ra, khách nhân là lần đầu tiên đến Ma Nguyên. Ma Nguyên trai chúng ta chẳng những thu mua thú nguyên và vật liệu ma thú vực sâu, mà còn có trang bị, tinh thể, binh khí những thứ có liên quan đến công việc bán lẻ. Khách nhân, mời đi theo ta." dưới sự dẫn dắt của Thanh Lôi, Lâm Bắc Thần đến Ma Nguyên Trai. Một cửa hàng rất lớn được chia làm ba viện tiền trung hậu. Lâm Bắc Thần cần phục vụ, tiền viện lập tức có thể cung cấp. Cân nhắc đến việc hắn dừng chân ở thần giới không lâu, cho nên hắn lựa chọn một kỳ lân tam đại siêu đạo tinh thể, với giá 50 điểm tín ngưỡng, là một khối tinh thể màu trắng hình vuông. Nó có thể đeo ở cổ tay giống như đồng hồ, hoặc có thể là mặt dây chuyền đeo trên cổ. Loại tinh thể này nghe nói là tác phẩm của thần văn từ nhất đại đến bát đại có kiểu dáng màu sắc hình dạng khác nhau hiện tại tân tiến nhất chính là kỳ lân cửu đại siêu đạo tinh thể cho nên tam đại của lâm bắc thần tương đương với loại điện thoại thông minh đời cũ ở trái đất có siêu đạo tinh thể thì có thể mở tài khoản có liên quan không chỉ có thể dùng làm vật chứa điểm tín ngưỡng và chuyển khoản còn có thể dùng để liên lạc thông tin khách nhân có thể cài thêm mã hóa tinh thể của thiếp thân như vậy chúng ta có thể tiến hành chuyển khoản còn có thể dùng để liên lạc ngày thường nếu ngày sau khách nhân muốn bán thứ đồ mình đi săn được, ngươi có thể liên lạc với ta." Thanh Lôi nở nụ cười phong tình tuyệt diễm. Lâm Bắc thần lại thêm vào mã hóa của Thanh Lôi. Cái thứ đồ chơi này đúng là giống điện thoại thật. Cho nên, trước đó hắn liên lạc với Kiếm Tuyết vô danh thông qua điện thoại tử thần, còn Kiếm Tuyết vô danh là thông qua Kỳ Lân siêu đạo tinh thể. WeChat sau khi được điện thoại tử thần, cải tạo đã có công năng của siêu đạo tinh thể. Câu đố đã được giải. Thế mới nói con hàng Kiếm Tuyết vô danh này tại sao lại chơi WeChat chứ? Kỳ lân siêu đạo tinh thể trong tay kiếm tuyết vô danh nhất định là phiên bản tiên tiến, ít nhất có thể tiến hành vi giao cô. Rất nhanh, lục tiễn xà và hôi mau lang khuyển được bán ra hoàn tất. Tính luôn cả phí phục vụ, trong tay lâm bắc thần còn thừa lại 80 điểm tín ngưỡng. Tâm trạng thanh lôi vô cùng tốt. Hôm nay, vận khí của nàng đúng là không tệ. Trước khi lâm bắc thần rời đi, theo thói quen nghề nghiệp, nàng lại hỏi thêm một câu, khách nhân còn hàng không? Đây chỉ là một câu hỏi khách sáo, không nghĩ đến lâm bắc thần lại gật đầu nói, có. Hắn lấy một thi thể quật địa thú từ trong bài đi ra, người có thể ra giá bao nhiêu? Thanh lôi ngẩn ra. Trên gương mặt trắng noãn, dưới ánh đèn chiếu xuống giống như, lóe lên ánh sáng của sứ không hề che giấu sự kinh ngạc. Khách nhân có thể săn giết được quật địa thú sao? Ngực của nàng phập phồng dữ dội, kích động nói, vỏ ngoài của con quật địa thú đã bị chém hỏng, điều này ảnh hưởng đến giá trị của nó nhưng đầu vẫn còn hoàn chỉnh, đồng nghĩa với việc hệ thống thính giác có thể rút ra, giá 50 điểm tín ngưỡng. Thú nguyên quật địa thú giá 50 điểm tín ngưỡng. Quật địa thú đáng nhiều tiền như vậy sao? Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng rất kinh hỉ. Ở chỗ của ta có tổng cộng 40 con quật địa thú, ta bán hết. Lâm Bắc Thần một hơi lấy hết thi thể toàn bộ quật địa thú trong Baidu đi ra. Nhân viên thu mua váy trắng thanh lôi hoàn toàn ngây ra nhìn thi thể quật địa thú trồng thành ngọn núi nhỏ trước mặt cả người nàng giống như nằm mơ có một cảm giác không chân thực tiền viện ma nguyên trai vốn ồn ào náo nhiệt theo thời gian cũng dần yên tĩnh lại từng ánh mắt tập trung trên ngọn núi nhỏ thi thể quật địa thú thi thể ma thú vực sâu đã chết tản ra mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt nhìn vô cùng dữ tợn nhưng ánh mắt tập trung lên chúng lại càng ngày càng nóng những thứ này đều có sẵn điểm tín ngưỡng những thứ này đều bán hết thanh lôi hít một hơi thật sâu giá trị của chúng không nhỏ thiếp thân chỉ là nhân viên thu mua váy trắng khả năng không cách nào đưa ra những điều kiện ưu đãi tốt nhất nhưng chỉ cần khách nhân đồng ý thông qua tay ta bán ra ta sẽ tận hết sức mình vì khách nhân tranh thủ nhiều điểm tín ngưỡng nhất được lâm bắc thần đồng ý dù sao trên người hắn cũng không chỉ có bấy nhiêu nhân viên thu mua tên thanh lôi này cung cách phục vụ rất chân thành tiếp tục giao dịch với nàng cũng không tệ thanh lôi liên tục cảm ơn biểu hiện kích động nàng bắt đầu kiểm kê hàng hóa lần lượt báo giá có con quật địa thú bị chém mất đầu, cho nên giá trị không còn nguyên vẹn, cần thẩm tra đối chiếu. Lâm Bắc Thần nhất thời vô sự, ngồi bên cạnh chờ đợi. Thanh Lôi tự móc tiền túi, gọi một phần thanh mộc nhưỡng cho Lâm Bắc Thần, còn có thêm hai đĩa chân nhện trộn rau, đồng thời tặng cho hắn một bản sổ tay chỉ đạo mạo hiểm giả mạo uyên. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, quyết định dùng điện thoại tử thần quét nội dung quyển sổ tay. Cũng không có gì bất ngờ xảy ra, nó biến thành một, áp cùng tên trong điện thoại. Cứ như vậy, khi tiến lên tầng thứ 5, hắn lại càng có mục đích săn giết ma thú. Khi hắn đang đọc quyển sổ tay, một âm thanh kiều mị, phong tao nũng nịu truyền từ phía bên cạnh. Chà, vị khách nhân trẻ tuổi anh Tuấn như thế, nhưng lại có thể đơn thương độc mã săn giết nhiều quật địa thú đến như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Xem ra, ma uyên tầng thứ tư chúng ta, lại sắp có thêm một mạo hiểm ra thiên tài danh chấn các bên. Lâm Bắc thần vô thức quay đầu lại. Hắn nhìn thấy một thân hình nóng bỏng, dung nhan kiều diễm, môi đỏ như son, lắc cái eo thon mang theo một làn gió thơm say lòng người, mỉm cười dạng dỡ bước đến. Trong đầu Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện bốn chữ, phong to tận xương. Nữ nhân này vừa xinh đẹp vừa khiêu gợi vừa quyến rũ vừa hào hoa. Chủ quản mua sắm váy tím ma nguyên trai tiểu tư nhiên. Bộ ngực của nàng cao vút, đeo một tấm minh bài màu tím, bên trên ghi chú thân phận của nàng. Trắng đỏ xanh tím. Trong hệ thống mua sắm của ma nguyên trai, màu tím là cấp bậc cao nhất chủ quản màu tím lại càng có vị trí cao hơn. Thanh lôi đang bận rộn, nhìn thấy tiểu tư nhiên xuất hiện, cơ thể mềm mại run lên, sắc mặt tái đi, gương mặt hiện lên vẻ không cam lòng nhưng cũng không dám nói gì, chậm rãi cúi đầu xuống. Ánh mắt trần trụi của lâm bắc thần, không hề che giấu điên cuồng lướt qua người tiểu tư nhiên, tùy ý đánh giá, tràn ngập tính xâm lược. Đổi lại cô gái khác, bị nhìn chằm chằm như thế, lại còn là ý không tốt, nhất định sẽ sinh lòng tức giận. Tuy nhiên, tiểu tư nhiên lại không phải cô gái bình thường, ánh mắt như vậy lại càng khiến nàng ta thêm hưng phấn. Nàng lắc lư thân hình như thủy xà, phong tình vạn trùng đến trước mặt Lâm Bắc Thần, cười duyên một tiếng, mắt của khách nhân giống như mái vòm tinh uyên, khiến cho người ta phải say mê. Chỉ cần nhìn một chút, giống như ngay cả linh hồn cũng bị chìm vào bên trong. Thật sao? Ngươi say mê đến thất thủ à? Trên gương mặt Lâm Bắc Thần hiện lên vẻ hưởng thụ. Dù sao, từ miệng mỹ nữ có thân phận và tư sắc như vậy nói ra, cho dù có mấy phần khoa trương, nhưng cũng đủ thỏa mãn lòng hư vinh của nam nhân rồi. Ta đã say trong ánh mắt của khách nhân. Tiểu tư nhiên đến gần, ngồi đối diện với Lâm Bắc Thần, mị nhãn như sóng. Đây là lần đầu tiên khách nhân đến ma nguyên trai chúng ta bán hàng sao. Lâm Bắc Thần dù bận vẫn ung dung nằm trên ghế bành, hai tay khoanh trước ngực, tại sao ngươi biết? Tiểu tư nhiên cười duyên, ở ma nguyên trai chúng ta, tổng cộng có bốn các bậc nhân viên thu mua, theo thứ tự từ dưới lên là váy trắng, váy đỏ, váy xanh và váy tím. Nhân viên thu mua cao cấp có được quyền tự chủ định giá lớn nhất. Khách nhân bán lượng hàng hóa nhiều như ngươi đây, hẳn phải tìm nhân viên thu mua cao cấp mới đúng, bởi vì ngươi có thể thu về được giá tiền cao hơn. Ánh mắt bên dưới mặt nạ của Lâm Bắc Thần hiện lên vẻ suy tư, chợt hỏi, váy tím là cao nhất. Nếu như vậy, chủ quản thu mua váy tím tiêu đại mỹ nữ có phải sẽ ra, cho ta cái giá cao nhất không? Tiểu tư nhiên kiêu ngạo gật đầu, đương nhiên, quật địa thú với đầu không bị phá hư, thi thể tính luôn cả thú nguyên ta có thể tính cho khách nhân 120 điểm tín ngưỡng. Quật địa thú đầu bị hư thì mua với giá 90, như thế nào? Giá tiền này so với giá mà thanh lôi váy trắng đưa ra cao hơn nhiều. Lâm Bắc thần suy nghĩ một chút, cao mày nói, nhưng ta đã đồng ý với thanh lôi. Không sao, cứ giao cho ta xử lý là được. Tiểu tư nhiên tự tin nói, tôn chỉ của ma nguyên trai chúng ta chính là giúp cho khách nhân đến nơi này, nhận được lợi ích thực tế lớn nhất. Cho nên, đối với tình huống này, nội bộ chúng ta đã sớm có cách giải quyết chỉ cần khách nhân gật đầu, tất cả đều giao cho ta." Lâm Bắc Thần có chút do dự. Tiểu Tư Nhiên bổ sung một câu, "Khách nhân có thể yên tâm, chúng ta sẽ bồi thường cho thanh lôi thỏa đáng. Hơn nữa, nói đến đây, nàng dùng ánh mắt ám chỉ mười phần nhìn thẳng vào mắt Lâm Bắc Thần, nếu khách nhân đồng ý, ta có thể thỏa mãn tất cả điều kiện của khách nhân." Hai chữ tất cả được nhấn rất mạnh. Lâm Bắc Thần mỉm cười, sau đó gật đầu đồng ý, không có lý do gì không đồng ý cả. Mặc dù thái độ của Thanh Lôi váy trắng rất tốt, khiến hắn có hảo cảm, nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói, điểm tín ngưỡng mới hữu dụng nhất. Hắn vẫn muốn tiếp tục săn giết ma thú bên trong vực sâu Ma Uyên. Có thể tưởng tượng thu hoạch sẽ to lớn đến cỡ nào. Nếu vẫn dựa vào cái giá thu vào của Thanh Lôi váy trắng, tổn thất nhất định sẽ rất lớn. Điều này khiến cho Lâm đại thiếu đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Huống hồ Lâm Bắc Thần vất vả lắm mới đến thần giới được một lần, cũng không phải đến làm việc thiện không thể chỉ vì một cô gái gặp có một lần mà hy sinh lớn đến như thế. Hắn vất vả liếm bao, không phải chỉ để góp nhặt vốn liếng sao. Khi hắn còn ở đông đạo Trân Châu, hắn đã tiết kiệm đến thế nào? Điện thoại tử thần lại càng là một thôn kim thú không thấy đáy. Ai biết lần tiếp theo nó thăng cấp, có thể dùng thần thạch hay là điểm tín ngưỡng để nạp điện. Lui thêm bước nữa, ma nguyên trai sẽ đền bù tổn thất cho thanh lôi. Về phần tất cả điều kiện của tiểu tư nhiên, ha ha, thân là thần kỵ sĩ, Lâm Bắc Thần hắn sẽ để ý sao? Tùy ý thôi. Nhận được sự cho phép của Lâm Bắc Thần, tiểu tư nhiên mặt mày hớn hở xoay người đi xử lý việc này. Một lát sau, đại trưởng quỹ cửa hàng Ma Nguyên Trai, đóng tại trạm trung chuyển tầng thứ tư Ma Uyên Cái Tứ Giã, cùng với tiểu tư nhiên và thanh lôi xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần. Sắc mặt thanh lôi hiện lên sự chán nản, hiển nhiên đã biết quyết định của Lâm Bắc Thần, nhưng vẫn lễ phép và duy trì sự im lặng khách nhân xác định muốn giao vụ mua bán này cho tiêu chủ quản cái tứ giã cười híp mắt hỏi đây là một người đàn ông trung niên mập mạp giống như một viên thịt tròn quay người mặc áo da bào màu vàng ngũ quan trên mặt gần như chìm trong đống thịt mỡ khi cười mang đến cho người ta một cảm giác ngây thơ chân thành có người nói mập mạp trời sinh rất dễ mang đến cho người ta cảm giác tin tưởng cái tứ giã là người như vậy nhất là khi ông ta cười ông ta giống như một đứa bé ngu ngơ hoàn toàn không có bất kỳ tâm cơ nào lâm bắc thần gật đầu nói tiêu chủ quản nói cửa hàng sẽ đền bù cho thanh lôi mà ta đích thật cần có một người có quyền đưa ra giá cao nhất để tiến hành hợp tác lâu dài nói đến đây hắn gật đầu với thanh lôi cảm ơn ngươi đã phục vụ ta thanh lôi miễn cưỡng mỉm cười khách sáo nói khách nhân hài lòng là được rồi cái tứ giã phất tay nói nếu khách nhân đã xác nhận thanh lôi ngươi lui ra đi ánh mắt thanh lôi hiện lên sự tuyệt vọng sau đó cúi đầu với lâm bắc thần hy vọng khách nhân mạo hiểm thuận lợi tài nguyên cuồn cuộn nếu có cơ hội, ta hy vọng có thể vì ngươi mà phục vụ. Nói xong, nàng ảm đạm quay đầu rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng nàng rời đi, trong lòng như có điều suy nghĩ, một lát sau mới chậm rãi thu lại ánh mắt. Vừa rồi, tiền tiêu phí của khách trong tiệm nước đều ghi hết vào chương mục của ta. Ha ha, tiểu huynh đệ, mọi người cứ tiếp tục. Cái tứ giã mỉm cười híp mắt lên tiếng chào Lâm Bắc Thần, sau đó xoay người rời đi. Thân là đại trưởng quỹ chi nhánh Ma Nguyên Trai, thân phận của ông ta cực cao, Mặc dù Lâm Bắc Thần bán rất nhiều hàng hóa, nhưng cũng không đáng để ông ta đích thân tiếp đãi. Ở chỗ của ta vẫn còn hàng, tiêu chủ quản ra giá đi. Lâm Bắc Thần nói, sau đó từ trong bay Dunedis lấy ra biến hình Chu, anh ca thú, oán hồn tinh thể bảy tám loại ma thú mà hắn săn bắt được. Tất cả đều bày ra trước mặt tiểu tư nhiên. Biểu hiện của tiểu tư nhiên dần dần trở nên ngốc trệ. Những thứ này, tiểu tư nhiên nuốt nước bọt, khó có thể tin, đều là khách nhân người săn giết. Lâm Bắc Thần kiêu ngạo cười một tiếng, không được sao. Dĩ nhiên không phải rồi. Ý của ta là, tiểu tư nhiên là chủ quản thu mua váy tím, cũng không phải chưa từng gặp qua hàng hóa nhiều như thế, nhưng trên cơ bản đều là những đoàn đội mạo hiểm cỡ lớn tốn, rất nhiều thời gian và tinh lực mới thu hoạch về được. Người một hơi săn giết gần hết các loại ma thú vực sâu tầng thứ tư ma uyên, như Lâm Bắc Thần tuyệt đối lần đầu tiên nhìn thấy. Khách nhân, trong tay ngươi tổng cộng có bao nhiêu hàng? Tiểu tư nhiên cố ổn định cảm xúc, hai tay đè lại trái tim như muốn phá ngực mà ra của mình chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio lúc này tiền viện ma nguyên trai một lần nữa trở về yên tĩnh so với lần trước còn yên tĩnh hơn nhiều rất nhiều ánh mắt khiếp sợ không ngừng chuyển từ đống thi thể ma thú vực sâu sang người lâm bắc thần rồi từ người lâm bắc thần sang đống thi thể ma thú vực sâu thiếu niên mặc áo giáp đen này rốt cuộc là ai vô số người đều muốn tháo cái mặt nạ kia ra nhìn gương mặt bên dưới nếu quả thật sức một mình săn giết nhiều ma thú, vực sâu bên trong tầng thứ tư ma uyên như vậy, thực lực của hắn tuyệt đối có thể so với chiến sĩ cấp 89, thậm chí có thể là chiến tướng. Nghe âm thanh cộng với hành động, hẳn là một người còn trẻ. Tuổi trẻ có được thực lực như thế, số lượng không nhiều. Nếu không phải là chiến sĩ quyến tộc các đại thần hệ bí mật bồi dưỡng ra được, mà là tán nhân tự nhiên, như vậy hắn lại càng đáng ra chú ý. 67 biến hình chu, 90 anh ca thú, 210 oán hồn tinh thể. Lâm Bắc Thần đếm số lượng từng cái. Mỗi một con số mà hắn nói ra, tim tiểu tư nhiên lại nhảy lên một cái. Nói xong lời cuối, tim tiểu tư nhiên nhanh đến muốn phát nổ. Mị nhãn của nàng như sóng, mặt đỏ đến mang tai, toàn thân phát sốt, tiến đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Hô hấp dồn dập, giống như một vũng nước muốn tiến vào trong lòng Lâm Bắc Thần. Người bình thường vẫn cảm với số lượng như nàng, bây giờ lại không nhớ được những con số này. Nàng chẳng qua cảm thấy, người thanh niên mặc áo giáp đen trước mắt toàn thân đều tản ra ánh sáng. Khách nhân, ngài ngài chờ một chút. Sắc mặt tiểu tư nhiên ửng hồng, ta cần phải báo lại với đại trưởng quỹ một chút. Ngài yên tâm đi, ta nhất, định sẽ cho ngài một cái giá tốt nhất. Nói xong, nàng lập tức quay người đi vào phía sau. Lâm Bắc Thần ngồi trên ghế, hơi nheo mắt lại. Lúc này, hắn cũng ý thức được trong lúc vô tình hắn đã làm ra một động thái lớn. Trong lòng hắn khẽ động, cẩn thận lắng nghe tiếng xì xào bàn tán của những người chung quanh tiếng bàn tán càng lúc càng lớn, tiếng ồn ào một lần nữa thay thế sự yên tĩnh. Bầu không khí trong tiền viện giống như khôi phục lại sự bình thường. Nhưng vẫn có rất nhiều người không ngừng liếc trộm Lâm Bắc Thần. Qua mấy phút, vẫn không thấy tiểu tư nhiên trở về. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ quái. Hắn ném ra một quả bom, tại sao không có người tiếp đãi thế? Hắn chợt đứng dậy, bước đến cửa trung viện. Vừa đến gần, trong đông đảo âm thanh huyên náo, hắn bắt được một âm thanh quen thuộc, đang lớn tiếng nói cái gì đó, không cần nói nữa, vụ mua bán này không thể hoàn thành. Ta tùy thời có thể khai trừ ngươi. Là âm thanh của đại trưởng quỹ ma nguyên trai cái tứ giã. Cái đại nhân, ta xin ngài cho ta một cơ hội. Ban đầu, ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ là... Là âm thanh thanh lôi váy trắng đang đau khổ cầu xin. Trong lòng lâm bắc thần hơi động, hắn lặng lẽ che giấu khí tức, tiến vào trung viện, nhìn về phía âm thanh phát ra. Hắn nhìn thấy cái tứ giã, tiểu tư nhiên và thanh lôi đang đứng trước một cánh cửa giống với cửa của văn phòng những người chung quanh tránh ra xa. Thanh lôi váy trắng đang đau khổ cầu xin, ánh mắt đẹp rướm rướm nước mắt. Tiểu tư nhiên thì cười lạnh. Cái tứ giã đưa tay nâng cầm thanh lôi, người vốn cũng là kim bài mua sắm của cửa hàng. Nhưng vì sao lại rơi vào kết cục ngay cả nhiệm vụ hàng tháng cũng không hoàn thành được, chính bản thân ngươi còn chưa rõ sao. Thanh lôi vô thức tránh thoát bàn tay của cái tứ giã. Nàng hiểu. Nàng hiểu rất rõ. Giống như chuyện tiểu tư nhiên, cướp khách của nàng hôm nay đã xảy ra rất nhiều lần trong quá khứ, Vốn quy củ của cửa hàng không cho phép làm như thế. Nhưng quy củ là do người định, tất cả còn không phải phụ thuộc một câu của cái tứ giã sao. Vị đại trưởng quỹ kia thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, cố ý dung túng tiểu tư nhiên, dùng thủ đoạn như thế để ép buộc nàng, nàng còn có cách nào nữa chứ. Đau khổ chống cự lâu như vậy, thanh lôi thật sự có chút tuyệt vọng. Nếu chỉ có một mình, cho dù làm ăn mày, nàng tuyệt đối cũng không khuất phục. Nhưng nghĩ đến đứa con nàng coi như sinh mệnh, mỗi ngày đều nằm trên giường bệnh đau khổ dày vò, chờ đợi rất nhiều điểm tín ngưỡng cứu mạng nàng không dám tùy hứng thanh lôi cúi đầu im lặng trong biểu hiện quật cường mang theo sự tuyệt vọng cái tứ giã cười nhạt một tiếng bây giờ ta chính là đại trưởng quỹ của cửa hàng này ta muốn ngươi hoàn thành nhiệm vụ ngươi có thể hoàn thành ta không muốn ngươi hoàn thành nhiệm vụ ngươi sẽ không hoàn thành được ha ha ta muốn cái gì ngươi cũng biết rất rõ chỉ cần hầu hạ ta ngoan ngoãn dựa theo lời ta nói mà làm ngươi có thể giữ được công việc này cho dù ngươi không hoàn thành nhiệm vụ vào cuối tháng ngươi cũng có thể cầm lấy tiền lương đi lo cho đứa con tàn phế của ngươi cứu lấy mạng sống của nó bằng không hắc hắc ngươi có tin hay không chỉ cần ta nói ra ngoài ngươi có rời khỏi ma nguyên trai những cửa hàng khác ở đại sảnh trạm trung chuyển tầng thứ tư này cũng không ai dám nhận ngươi thanh lôi nghiến răng trong lòng bắt đầu giao chiến nhưng biểu hiện đã dần dần chịu khuất phục cái tứ giã nhạy bén nắm bắt được biểu hiện đó Ông ta biết, tiểu hoa nhi trong cửa hàng cuối cùng cũng không thoát khỏi tay ông ta. Ông ta không khỏi cười đắc ý trong lòng. Lúc này, tiểu tư nhiên bên cạnh ho nhẹ một tiếng. Cái tứ giã lập tức nhớ, đến tiền viện còn có một vị khách nhân nặng ký đang chờ ông đi tiếp đãi, lập tức thu liễm lại, được rồi, ta còn phải đi chiêu đãi khách quý nữa, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nếu ngươi đồng ý, sau một canh giờ nữa, ngươi ở đây chờ ta. Còn nếu ngươi nghĩ không ra, ngươi hãy trực tiếp rời khỏi chỗ này, nói xong, ông ta cùng với tiểu tư nhiên bước đến tiền viện, nhìn đi, tiểu mỹ nhân kia sắp khuất phục rồi đấy. tiểu tư nhiên cười nói, cái tứ giã nói cũng may mà có tiểu bảo bối ngươi hỗ trợ. hắc hắc, người hãy tiếp tục giám sát thanh lôi. một khi có khách hợp tác với nàng ta, người lập tức đi đoạt nhất định phải để cho nàng ta tháng này không có nổi một đơn. yên tâm đi. tiểu tư nhiên tự tin mười phần, nói thật, ta thật sự không nhìn ra tiểu tử mặc áo giáp đen, ở tiền viện lại có nhiều hàng như thế không biết lai lịch hắn như thế nào nữa loại người này nhất định phải ứng đối cho tốt lát nữa ngươi đừng ra giá cao nhất để ta tìm hiểu lai lịch của hắn nếu không có bối cảnh gì vậy thì dễ làm rồi đám ma thú vực sâu đó cũng chưa chắc là do hắn giết nếu chẳng may vận khí tốt gặp phải đoàn mạo hiểm bị toàn diệt từ đó đoạt di vật cũng không chừng cái tứ giã cười lạnh hai người đến tiền viện phát hiện không thấy lâm bắc thần đâu người đâu không phải đi rồi chứ hai người nhìn nhau, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Các ngươi tìm ta à? Giọng nói của Lâm Bắc Thần truyền đến từ phía bên cạnh, vừa rồi ta ngồi ở đây nhàm chán quá, cho nên ra ngoài hoạt động một chút, tham quan bố trí trong cửa hàng. Được rồi, trở lại chuyện chính, các ngươi có thu số hàng này của ta không? Ha ha, đương nhiên là thu rồi. Cái tứ dã quay sang nháy mắt với tiểu tư nhiên, sau đó cười một cách hào sảng. Các ngươi muốn thu cũng được. Lâm Bắc Thần ngồi xuống, bắt chéo chân, hẳn nhiên nói nhưng ta có một điều kiện a à, có yêu cầu gì khách nhân cứ việc nói gương mặt cái tứ giã chất đầy nụ cười bây giờ ông ta còn chưa biết rõ nội tình của lâm bắc thần cho nên ông ta vô cùng khách sáo không dám có bất kỳ lãnh đạm nào dù sao một hơi xuất ra nhiều thi thể và thú nguyên ma thú vực sâu đến như vậy đối với cửa hàng mà nói lâm bắc thần tuyệt đối là một khách hàng lớn không thể tùy tiện đắc tội được lâm bắc thần dù bận vẫn ung dung yêu cầu của ta rất đơn giản nhất định phải là nhân viên thu mua váy trắng thanh lôi xử lý cho ta. Cái gì? Nụ cười cái tứ dã dần dần ngưng kết trên gương mặt. Ông ta vạn lần không nghĩ đến lại là điều kiện này. Tiểu tư nhiên ngẩn người, trong lòng trượt khẩn trương. Nếu đổi người, phần trăm lợi nhuận bằng nửa năm thu nhập của nàng ta xem như phế bỏ. Nàng ta vén tóc, cố gắng bày ra mị lực của mình, hai tay chắp trước ngực, ủy khuất nói, khách nhân, vừa rồi nô ra có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn ngài cứ đánh ta mắng ta như thế nào cũng được tuyệt đối đừng nên thay người nô gia đã say trong ánh mắt của ngài khách nhân cứ nói ra điều kiện nô gia có thể vì khách nhân làm bất cứ chuyện gì mấy chữ bất cứ chuyện gì vẫn được nhấn rất mạnh nhưng lần này lâm bắc thần không để cho mình bị đẩy đi vòng vòng hắn thích ăn thịt rừng nhưng hắn không thích nấu ăn cho người khác hắn thích làm kỵ sĩ nhưng hắn không thích cưỡi chung một con ngựa lâm bắc thần giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm thế nhưng ta ngửi được mùi hồ ly trên người ngươi, khiến cho ta cảm thấy buồn nôn. Biểu hiện của tiểu tư nhiên trở nên cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên có người mắng nàng ta trần trụi đến như thế. Khách nhân, không hồ là chủ quản thu mua trải qua thiên truy bách luyện, cho dù rất giận nhưng trên mặt tiểu tư nhiên vẫn treo nụ cười điểm đạm, đáng yêu như cũ, khách nhân chê ta vừa rồi chậm trễ sao. Ngài hãy nghe ta giải thích. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Lâm Bắc Thần há miệng chính là lời kịch kinh điển hắn khoát tay nói, người cút cho ta. Tiểu tư nhiên thấy lâm bắc thần cứng đầu như vậy, đành phải vừa kinh vừa sợ quay sang nhìn cái tứ giã. Sắc mặt cái tứ giã hơi trầm xuống, nhất thời không biết vì sao lâm bắc thần đột nhiên thay đổi chủ ý như thế. Không cho tiểu tư nhiên xử lý, vấn đề không lớn. Nhưng để thanh lôi xử lý, vấn đề sẽ rất lớn. Để tiểu mỹ nhân đó xử lý, cạm bẫy ông ta vất vả bố trí mấy tháng qua chẳng phải hoàn toàn uổng phí rồi sao. Về sau muốn nắm thanh lôi, khó càng thêm khó nếu khách nhân không hài lòng với cách phục vụ của tiêu chủ quản chúng ta có thể đổi nhân viên thu mua khác người cứ yên tâm nơi này của chúng ta cái tứ giã quyết định quanh co còn mẹ nó người điếc à lâm bắc thần hoàn toàn không nể mặt ta chỉ muốn nhân viên thu mua váy trắng thanh lôi xử lý cho ta ta không thích những người khác người không đồng ý vậy thì ta đổi sang cửa hàng khác lúc này quần chúng ăn dưa chung quanh cũng vô tình hay cố ý vây lại cái tứ giã bị chửi mất hết mặt mũi sắp sửa nhịn không được nhưng ông ta lại không thể nổi giận một khối lượng hàng lớn đến như vậy nếu con vịt đã đun sôi còn bay trong tay ông ta chuyện này để cao tầng thần điện truy vấn xuống cho dù ông ta là đại trưởng quỹ cửa hàng ông ta cũng không chịu nổi suy đi nghĩ lại cái tứ giã đành phải nghiến răng nghiến lợi cho người đi tìm thanh lôi một lát sau nhân viên thu mua váy trắng thanh lôi với gương mặt khó tin bước đến tiền viện nàng bị ép vào tuyệt cảnh vốn dự định đi theo cái tứ giã coi như quỷ áp sàng chỉ cần có thể giữ được công việc, kiếm được tiền giữ lại mạng sống của con, thân là người mẹ, nàng có cái gì mà không thể từ bỏ được chứ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong ở hậu viện, nàng yên tĩnh chờ vận rủi ráng xuống. Không nghĩ đến trời nàng lại là một tin tức tốt khiến nàng khó có thể tin. Trên đường đến đây, nàng đã biết chuyện phát sinh ở tiền viện. Nàng làm sao cũng không nghĩ thông vì sao chàng thanh niên mặc áo giáp đen, trong tình huống đã lựa chọn tiểu tư nhiên, đột nhiên thay đổi chú ý, nện phần công trạng quá lớn này vào đầu của nàng chẳng lẽ tiểu tư nhiên từ chối điều kiện của hắn? Không thể nào. Toàn bộ trạm trung chuyển tầng thứ tư Ma Uyên, không ai không biết, để có được công trạng, tiểu tư nhiên nguyện ý trả bất cứ giá nào, bao gồm cơ thể và tự tôn. Chẳng lẽ chàng thanh niên mặc áo giáp đen kia là người quen của nàng? Càng không, có khả năng. Người mà nàng quen đều không có năng lực như vậy. Mang trong đầu vô số câu hỏi, thanh lôi đến trước mặt lâm bắc thần. Khách nhân, ngài tìm ta. Người giúp ta kiểm kê hàng hóa và định giá đi lâm bắc thần gác chân mang đôi ủng ra lên bàn trước mặt hai tay khoanh trước ngực cà lơ phất phơ nói thanh lôi nhìn cái tứ giã cái tứ giã hừ một tiếng lạnh lùng nói ngươi cứ dựa theo lời khách nhân nói mà xử lý đi thanh lôi cúi đầu với lâm bắc thần lâm bắc thần trực tiếp lấy ra toàn bộ thi thể ma thú vực sâu đã nói trước đó ma thú vực sâu khác nhau trồng chất một chỗ bên trong tiền viện lập tức xuất hiện từng ngọn núi nhỏ người trong viện phát ra tiếng kinh hô Trước đó nghe Lâm Bắc Thần nói, trong lòng mọi người vẫn còn một số hoài nghi. Lúc này tận mắt nhìn thấy thi thể ma thú vực sâu, tất cả mọi người đều khiếp sợ trong lòng. Con người mở to, cái tứ giã cũng chăm chú quan sát. Thân là tinh anh trong ngành, tọa chấn cửa hàng trạm trung chuyển tầng thứ tư ma uyên hơn một năm. Kinh nghiệm của ông ta rất phong phú, rất nhanh đạt được rất nhiều tin tức từ thi thể ma thú vực sâu. Tất cả ma thú vực sâu, trên cơ bản đều chết bởi kiếm thương. Tất cả kiếm thương đều nhất trí một cách kỳ lạ, người xuất kiếm là cùng một người là một người tinh thông kiếm thuật cấp bậc ít nhất cũng là cao thủ chiến tướng quyến tộc cao thủ này rất có thể là chàng thanh niên mặc áo giáp đen trước mắt đương nhiên cũng có thể là người khác tuy nhiên ông ta có thể khẳng định chàng thanh niên mặc áo giáp đen kia tuyệt không phải nhặt được thi thể ma thú vực sâu người có thể giết chết nhiều ma thú vực sâu như thế làm sao có khả năng để người khác nhặt được cho nên chàng thanh niên mặc áo giáp đen trước mắt tối đa có hai thân phận hoặc là bản thân cao thủ đó hoặc chính là người phát ngôn của cao thủ đó. Mặc kệ loại nào, cái tứ giã cảm thấy không thể gây chuyện với người này. Một lát sau, nhân viên thu mua váy trắng thanh lôi đã kiểm kê hoàn tất thi thể ma thú vực sâu. Khách nhân, số hàng của ngài, dựa theo phạm vi quyền hạn của ta mà ra giá, tổng là 307.821 điểm tín ngưỡng. Thanh lôi cung kính nói, lâm bắc thần dơ ngón giữa vuốt mi tâm, nếu dựa theo quyền hạn cao nhất của váy tím thì là bao nhiêu? gương mặt xinh đẹp của thanh lôi hiện lên vẻ xấu hổ dựa theo quyền hạn tối đa của nhân viên thu mua váy tím là 319.900 điểm tín ngưỡng tranh lệch 12.079 điểm tương đương với một khối thần thạch đại nhân giá tranh lệch rất lớn ngài nhất định phải cân nhắc cho cẩn thận con người tiểu tư nhiên đảo một vòng còn chưa mất hết hy vọng cũng không để mất cơ hội nếu khách nhân đồng ý ta ta không đồng ý lâm bắc thần trực tiếp cắt ngang hắn quay lại nói với cái tứ giã Ngươi có thể yêu cầu nữ nhân xấu xí này biến mất được không? Ta ngửi mùi của nàng ta thì cảm thấy buồn nôn. Ngươi. Toàn thân tiểu tư nhiên phát run. Đám đàn ông xấu xí kia nhìn thấy nàng ta còn không kịp chờ đợi, giống như chó được nhào lên. Chỉ cần nàng ta cho bọn họ một chút ngon ngọt, mặc cho nàng ta muốn lấy gì thì lấy, cũng chưa từng nhục mạ nàng như vậy. Dưới cái mặt nạ đó không phải là nữ chứ? Ngươi còn không mau biến đi. Cái tứ giã trừng mắt tiểu tư nhiên. Tiểu tư nhiên vừa tức vừa xấu hổ cuối cùng lắc hông rậm chân một cái thở phì phò quay người rời đi ánh mắt lâm bắc thần rơi xuống người thanh lôi nhìn thanh lôi đang bứt rứt bất an trong lòng lâm bắc thần hơi động từ váy trắng lên váy đỏ người cần bao nhiêu doanh thu thanh lôi có vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn mỉm cười đáp hoàn thành vụ giao dịch với khách nhân ta vừa lúc có thể thăng cấp lên nhân viên thu mua váy đỏ vậy là tốt rồi lâm bắc thần gật đầu kết toán đi sau khi kết nối kỳ lân siêu đạo tinh thể kết toán có liên quan rất nhanh hoàn thành 307.821 điểm tín ngưỡng rất nhanh đã đến tay. Kiếm tiền như thế dường như rất nhẹ nhàng. Vậy tại sao tên quỷ nghèo kiếm tuyết vô danh lại không đến Ma Uyên, cay quái kiếm tiền nhỉ? Bởi vì lười. Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong lòng. Cái đại trưởng quỹ, bây giờ có thể làm thủ tục tấn thăng cấp bậc cho thanh lôi cô nương được chưa? Lâm Bắc Thần nhìn cái tứ giã. Cái tứ giã ngoài cười nhưng trong không cười. Đương nhiên, đương nhiên rồi. Chúng ta tuân thủ chính là công bằng và uy tín không chỉ đối với khách nhân mà đối với người của mình cũng vậy thanh lôi ngươi đi theo ta làm thủ tục tấn thăng thanh lôi gật đầu quay người cúi đầu với lâm bắc thần đa tạ khách nhân trong lòng thiếu phụ kiều diễm mỹ lệ tràn đầy cảm kích đối với lâm bắc thần lâm bắc thần cố ý nhướng mày đùa ác không cần khách sáo chờ ngươi tấn thăng thủ tục thăng cấp xong xuôi ta có chuyện rất quan trọng muốn đích thân thương nghị với thanh lôi cô nương thanh lôi hơi ngẩn ra dường như nghĩ đến điều gì đó Lúc này, người ăn dưa hiếu kỳ chung quanh cũng kịp phản, ứng, phát ra tiếng cười vang. Thì ra chàng thanh niên mặc áo giáp đen trẻ tuổi kia sở dĩ chịu lỗ hơn 10.000 điểm, cũng chỉ vì sắc đẹp. Thủ đoạn này của ngươi đúng là cao minh. Gương mặt hình chứng ngỗng trắng noãn, như sứ của thanh lôi không tự chủ được hiện lên màu đỏ bừng. Nàng không biết nên nói gì cho phải. Trong lòng vừa thấp thỏm vừa mờ mịt. Nàng biết tiểu tư nhiên đã đưa ra điều kiện, nhưng vị đại chủ này không coi trọng tiểu tư nhiên, cuối cùng giao lại nghiệp vụ cho nàng. Nói cách khác, hắn rất có thể coi trọng nàng. Hắn muốn nàng cũng ra điều kiện giống như tiểu tư nhiên. Có nên từ chối hắn không? Bất luận tướng mạo hay là phong thái hành sự, hắn mạnh hơn cái tứ giã rất nhiều, nhưng... Thanh lôi tâm phiền ý loạn đi theo cái tứ giã đến hậu viện xin tấn thăng cấp bậc. Tâm trạng của nàng phức tạp vô cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Cà Phê nhé. Lúc này, tiểu tư nhiên đang đứng đằng sau cửa lớn hậu viện, dùng ánh mắt cực kỳ ghen tị và cừu thị nhìn chằm chằm nàng. Đừng tưởng rằng ngươi có thể trèo lên cành cao. Khách nhân kia vĩnh viễn không có vận khí tốt như vậy, có nhiều hàng để bán. Chờ hắn đi rồi, cái đại tổng quản sẽ vẫn còn vô số thủ đoạn để thu thập ngươi. Thanh lôi bộ dạng phục tùng cúi mắt xuống, cũng không phản bác. Hai người thoáng qua nhau. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tiểu tư nhiên nghiến răng, thấp giọng nguyền rủa. Cho dù lần này ngươi có tấn thăng thành nhân viên thu mua váy đỏ, không bao lâu sau, ngươi sẽ quay về váy trắng mà thôi. Trốn được nhất thời cũng không trốn được một thế. Đến lúc đó, tình cảnh của ngươi còn bi thảm hơn hôm nay gấp một vạn lần. Thanh lôi vẫn không lên tiếng. Gương mặt của nàng đột nhiên bình tĩnh lại. Tất cả tâm phiền ý loạn, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nàng đã đưa ra quyết định. Bước vào văn phòng đại trưởng quỹ, tất cả thủ tục bàn giao tấn cấp bắt đầu tiến hành. Ha ha, tiểu mỹ nhân, chúc mừng ngươi tấn thăng nhân viên thu mua váy đỏ. Cái tứ giã nói, sau đó đưa tay ôm lấy eo thanh lôi số tiền phần trăm đến tay bổn trưởng quỹ cũng xem như chiếu cố ngươi ngươi muốn cảm tạ ta như thế nào thanh lôi lui về phía sau một bước gương mặt lạnh lại cái trưởng quỹ xin ngài tự trọng sắc mặt cái tứ giã lập tức trầm xuống ông ta ngoài cười nhưng trong không cười tiểu mỹ nhân ngươi đừng tưởng rằng ngươi may mắn tránh thoát được lần này thì có thể bình an vô sự con gái của ngươi bị bệnh chính là một cái hang không đáy lúc nào cũng cần tiền mặc dù số tiền phần trăm lần này khá nhiều nhưng cũng chỉ đủ cho ngươi trèo chống được một tháng. Nhưng sau một tháng thì sao? Hàm răng màu trắng của thanh lôi cắn chặt bờ môi đỏ, sắc mặt quật cường, không nói câu nào. Nhưng ý kháng cự không hề che giấu. Cái tứ giã cười lạnh, tiếp tục uy hiếp, ngươi nên biết rằng, cho dù tiểu tử kia lai lịch không nhỏ, nhưng không phải lúc nào hắn cũng có thể chiếu cố ngươi được, còn ta thì mãi mãi là thượng cấp của ngươi, có cách để mài ngươi. Chuyện phát sinh trước hôm nay, ta có thể khiến cho nó phát sinh mỗi thời mỗi khắc, nhân viên thu mua trong cửa hàng này, phàm là có chút tư sắc đều đã mặc cho tao muốn làm gì thì làm. Còn ngươi, ngươi tự cho rằng mình không giống bình thường, vậy ngươi có thể kiên trì được đến khi nào? Mời cái trưởng quỹ làm thủ tục tấn thăng cho ta. Thanh lôi thản nhiên nói, khách vẫn còn đang chờ ta bên ngoài. Ngươi, cái tứ giã không nghĩ đến ông ta nói nhiều như vậy, tiểu mỹ nhân kia vẫn khó chơi đến thế. Ông ta không khỏi giận dữ trong lòng, được, chúng ta hãy chờ xem. Sẽ đến lúc ngươi cởi hết quỷ xuống cầu xin ta đấy thời gian sau một chén trà thanh lôi đổi thành váy đỏ bước đến tiền viện tiếng kinh hô ngoài ý muốn vang lên chiếc váy đỏ giống như dáng chiều đẹp nhất trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều bị vẻ nóng bỏng tươi đẹp kiều diễm của tiểu thiếu phụ làm cho kinh diễm bắp chân thon dài đường cong hoàn mỹ phù hợp với huyễn tưởng đẹp nhất của đàn ông tăng một phần thì mập mà giảm một phần thì ốm không nhiều không ít rất vừa vặn chân nàng mang theo đôi ủng da cao gót chưa đến mắt cá chân Trước đó, Thanh Lôi mặc trang phục nhân viên thu mua màu trắng, giống như một đóa hoa kiểu diễm màu trắng được thu liễm lại, vừa xấu hổ vừa có chút mỹ lệ, khiến cho rất nhiều người nhìn thấy là không quên được, âm thầm thèm nhỏ dãi. Lúc này, sau khi đổi thành đồng phục váy đỏ xong, vẻ đẹp thiếu phụ trong nháy mắt nở rộ gấp đôi, phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí, rất nhiều người đã sớm biết Thanh Lôi, nhưng lúc này cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối, trong đầu không tự chủ được hiện lên một vấn đề vì sao trước đó ta không phát hiện được thiếu phụ này xinh đẹp đến như vậy chứ tư sắc đó nói nàng là đệ nhất mỹ nhân trạm trung chuyển tầng thứ tư ma uyên cũng không đủ lâm bắc thần vốn vẫn còn đang hờ hững gắt chân lên bàn đá dựa lưng vào thành ghế híp mắt nghịch điện thoại tuy nhiên lúc này hắn bất chi bất giác chậm dãi ngồi ngay ngắn lại mẹ nó mẹ kiếp mà mẹ nó trong đầu hắn liên tục hiện lên ba câu chửi tục sau đó hắn vô thức đưa tay lên lau mũi phù còn may còn may, cũng không bị chảy máu mũi. Chẳng qua chỉ là đồng phục của nhân viên thu mua, nhưng vẻ nóng bỏng lại không bị cản trở, phô bày vẻ nữ tính nửa kín nửa hở. Mặc kệ là LSP hay là tiểu sử nam, trên cơ bản đều rất khó chống cự. Người thiết kế bộ trang phục này không phải là người xuyên qua chứ. Tại sao lại có thể may ra một bộ đồng phục hấp dẫn đến như thế? Đây quả thực còn mị hoặc hơn cả Maria Ozawa. Khách nhân, ta trở về rồi thanh lôi mỉm cười bên trong nụ cười còn mang theo chút ngượng ngùng nhưng lại giống như một nụ hoa chớm nở khát khao một cơn mưa ngài có cần ta làm gì không nàng đã chuẩn bị xong tâm lý một khi lâm bắc thần lên tiếng hẹn nàng ra ngoài hay là dùng bất cứ lý do gì để ở một mình với nàng nàng sẽ đồng ý ngay tại chỗ nếu cuối cùng cũng không thể trốn thoát vậy tại sao nàng lại không thể bắt đầu với một nam nhân mà nàng không ghét ngược lại còn giúp đỡ nàng lâm bắc thần mỉm cười nói đương nhiên là muốn làm một vụ giao dịch với ngươi rồi hắn nói thẳng ra như vậy sao? Quân chúng ăn dưa bên cạnh đều hung hăng phỉ nhổ tiểu sắc du côn. Giao dịch gì, khách nhân cứ việc nói ra. Thanh lôi giống như phạm nhân đang chờ lệnh phán quyết của thẩm phán, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Hắc hắc, ta sẽ cho ngươi xem đại bảo bối chân chính của ta. Lâm Bắc Thần nói xong, lại móc ra tiếp một vật nữa. Oành! Thi hải ma thú vực sâu khổng lồ bị nện thật mạnh xuống viện. Ngay lập tức, bầu không khí phát sinh thay đổi. Tiếng kinh hô khó mà ngăn chặn bên trong tiền viện vốn quần chúng ăn dưa còn đang đắm chìm trong sắc dục, trong nháy mắt giống như bị dội một chậu dầu sôi vào đầu, nhất thời không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Bởi vì xuất hiện, trước mặt bọn họ là một con vương giả trong ma thú vực sâu tầng thứ tư. Nghe đồn loại sinh vật này có huyết mạch của long tộc. Nó là sinh vật hoàn toàn xứng đáng đứng đầu chuỗi thực vật tầng thứ tư ma uyên, năng lực cận chiến cường đại, cường đại đến mức lực phòng ngự của hai người cũng phải tuyệt vọng, lại còn nắm giữ thần lực phún thổ chi thuật. Nói chung, chỉ có đội mạo hiểm có thực lực chân chính mới dám săn giết nó. Thậm chí trước khi hành động nhất định phải chuẩn bị đủ các phương án an toàn. Có rất ít người có thể đơn thương độc mã săn giết loại ma thú bá chủ này. Tuy nhiên, lúc này, một thi thể dài 6 thước, cao 3 mét giống như một ngọn núi nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Đôi mắt máu lạnh của nó vẫn còn chưa khép lại hoàn toàn, giống như còn lưu lại sinh cơ. Nguyên tố ma lực nồng đậm của ma thú vẫn còn sót lại ngoài thân, chảo và răng vô cùng sắc bén thi thể ma thú lớn đến như vậy khiến cho thị giác và tinh thần của mọi người bị sung kích rất lớn cho dù biết rất rõ ma thú bá chủ ma uyên tầng thứ tư đã chết nhưng rất nhiều người vẫn không cách nào áp chế sự sợ hãi sinh ra trong lòng sau tiếng kinh hô viện tử một lần nữa yên tĩnh trở lại từng ánh mắt nóng rực tập trung trên người lâm bắc thần thanh lôi chậm rãi ngẩng đầu trên gương mặt xinh đẹp vô song hiện lên sự chấn kinh cực độ cái này đây là nàng cảm thấy hơi run chân Mặc dù nàng đã làm việc tại trạm trung chuyển Ma Uyên tầng thứ tư được 3 năm, gặp qua đủ loại thi hài ma thú vực sâu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, gương mặt thanh lôi lại chuyển sang vui mừng. Nàng hiểu ra được điều gì đó, khó tin quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần, khách nhân muốn giao dịch thứ này. Không sai. Lâm Bắc Thần gật đầu, ngươi ra giá đi. Thanh lôi nuốt mấy ngụm nước bọt, chóng mặt nói, một cự tích hóa đá, thi thể cộng thêm thú nguyên, ít nhất cũng có giá 50 vạn điểm tín ngưỡng, chúng ta. Lời còn chưa dứt, chúng ta có thể ra giá 55 vạn điểm tín ngưỡng. Một giọng nói cắt ngang lời thanh lôi. Một người mặc chế phục đại trưởng quỹ với trọm dâu dê sông đến, lớn tiếng nói, vị khách nhân này, xin ngài phải cẩn trọng cân nhắc, cũng không thể so với ma thú khác được. Giá trị của nó rất đặc biệt, chúng ta đồng ý bỏ ra giá cao để mua. Lâm Bắc thần còn chưa kịp nói cái gì. Một âm thanh khác vang lên, thần công các chúng ta ra giá 60 vạn. Khoan đã, có thể ra giá 65 vạn. 67 vạn. Từng tiếng ra giá không ngừng vang lên. Toàn bộ tiền viện đều sôi trào. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ đến thứ này lại có thể gây ra oanh động như thế. Khi ở tầng thứ tư ma uyên, hắn giết con ma thú này cũng chỉ có một kiếm, cũng không cảm thấy nó mạnh hơn so với ma thú khác bao nhiêu. Thì ra, cái đồ chơi xấu xí này đáng tiền như vậy. Mắt Lâm Bắc Thần sáng lên. Nói như thế, Ngược lại có thể tiếp tục chém giết ở tầng thứ tư một khoảng thời gian, đặc biệt săn giết loại thú này, hiệu suất kiếm tiền không thấp nha. Thanh lôi tiểu thư, ngươi cũng nghe rồi đó. Bọn họ đồng ý ra giá cao. Lâm bắc, thần khoanh tay trước ngực, các ngươi có thể bỏ ra cái giá giống như vậy không? Cái này, thanh lôi đương nhiên muốn giữ lại thi thể ma thú cho cửa hàng của mình, nhưng quyền hạn nhân viên thu mua váy đỏ của nàng có hạn, không cách nào ra giá cao hơn. Ra được, hoàn toàn ra được âm thanh hùng hổ của cái tứ giã chuyển đến. Người đàn ông trung niên giống như quả bóng rổ bật xuống nền nhà, dùng sức khí lực bú sữa mẹ chạy đến, "Khách nhân, chúng ta ra giá, chúng ta có thể ra đến 70 vạn." Khi ông ta nhìn thấy Lâm Bắc Thần lấy ra thi thể ma thú vương, ông ta giống như lửa thiêu mông nhảy dựng lên. Sau khi hoàn thành vụ giao dịch đầu tiên, ông ta không muốn nhìn thấy Lâm Bắc Thần lần nữa. Nhưng bây giờ, ông ta lại cảm thấy may mắn vì biểu hiện vừa rồi của mình không quá rõ ràng, cũng không đắc tội vị tài thần này. Đúng vậy, tần suất toàn bộ trạm trung chuyển tầng thứ tư ma uyên xuất hiện thức hải và thú nguyên như thế cực kỳ thấp bởi vì loại sinh vật này gần như đã đạt đến đỉnh điểm thực lực mạo hiểm giả tầng thứ tư cho dù một đội mạo hiểm với nhiều người cũng không thể tùy tiện săn giết loại quái vật có khả năng dẫn đến toàn đội bị tổn thất to lớn thậm chí bị tiêu diệt cả đoàn như vậy trừ phi là cường giả thực lực tương ứng với tầng năm tầng sáu thậm chí tầng bảy ngẫu nhiên tâm trạng tốt một chút muốn nghỉ phép cho nên mới đến tầng thứ tư săn giết quái vật Điều này cũng dẫn đến quái vật như thế rất khan hiếm. Thường có tiền cũng không mua được. Cho nên, bất luận như thế nào cũng không buông tha cho cơ hội như vậy. Cho dù mua với giá 70 vạn điểm tín ngưỡng cũng có thể kiếm lời. Hơn nữa còn kiếm lời lớn. Ha ha, khách nhân tôn quý. Trước đó chúng ta đã từng hợp tác, tin rằng ngài vẫn còn rất hài lòng. Con ma thú này, ngài hãy để lại cho ma nguyên trai chúng ta đi. Tin rằng, thanh lôi ở mọi phương diện nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Cái tứ giã cúi đầu khom lưng cười theo lúc này ông ta không dám chậm trễ nữa lâm bắc thần cười to cũng không phải là không thể cái tứ giã vui mừng lâm bắc thần nói tiếp nhưng ta có một điều kiện trong lòng cái tứ giã run lên câu nói này nghe rất quen tai khách nhân có điều kiện gì thì cứ tùy ý phân phó cái tứ giã suy nghĩ mặc kệ điều kiện gì ông ta cũng sẽ đồng ý cho dù người này muốn lột sạch thanh lôi kéo lên giường của hắn ông ta nhất định sẽ bắt nàng làm cho bằng được Lâm bắc thần khoanh tay, nhấn mạnh từng câu từng chữ, rất đơn giản, ta muốn ngươi trực tiếp đưa thanh lôi cô nương lên vị trí chủ quản thu mua váy tím. À, cái này, cái tứ dã ngẩn ra, ông ta vô thức nhìn thoáng qua thanh lôi. Hôm nay, nữ nhân này rốt cuộc đã đạp phải vận khí gì? Đây cũng không phải mộ tổ tiên bốc khói xanh mà là mộ tổ trực tiếp bốc cháy luôn. Có thể được một nhân vật như thế nhìn chúng, không đề cập đến điều kiện giống như nâng đỡ thanh lôi, về sau nếu ông ta còn muốn động đến nàng chỉ sợ cần phải cân nhắc cho thật tốt thấy ông ta do dự lâm bắc thần trừng mắt thế nào không được sao trong lòng cái tứ giã run lên vội vàng nói được đương nhiên là được rồi để ta đi xử lý thanh lôi ngươi đi theo ta đến làm thủ tục tấn thăng thanh lôi từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần gương mặt hình chứng ngỗng kiểu diễm viết lên vẻ ngoài ý muốn và cảm kích đa tạ khách nhân nô gia cũng không biết làm thế nào để báo đáp ngài nhất thời nàng không biết nên nói cái gì lâm bắc thần có ý trêu chọc rất đơn giản phương thức báo đáp có hai loại mời khách nhân cứ nói gương mặt thanh lôi phủ lên một lớp ửng đỏ mê thường dị người lâm bắc thần nói làm trâu làm ngựa hay là lấy thân báo đáp a à, bốn chữ sau khiến thanh lôi kêu nhỏ một tiếng đầu cũng không dám ngẩng lên trong viện vang lên tiếng cười lâm bắc thần thở dài một hơi đó là ngạnh đấy đáng tiếc những người kia nghe không hiểu lại nói kiếp trước, trong rất nhiều quyển tiểu thuyết kiếm hiệp, phàm là hiệp khách trẻ tuổi cứu nữ tử mỹ mạo, thường hay phát sinh hai loại đối thoại này. Nếu là hiệp khách anh tuấn phong lưu, nữ tử sẽ nói, đại ân đại đức của hiệp sĩ, không thể hồi báo, chỉ có thể dùng cả đời để báo đáp. Nếu hiệp khách tướng mạo bình thường, không có tiền, nữ tử sẽ nói, ân cứu mạng của hiệp sĩ, không thể hồi báo, chỉ có thể đời sau làm trâu làm ngựa. Thanh lôi, mau đi cùng với ta làm thủ tục tấn thăng. Giọng điệu cái tứ giã nịnh nọt, mơ hồ thúc giục, ông ta sợ đem dài lắm mộng sợ lát nữa lâm bắc thần thay đổi chủ ý chẳng khác nào được không bù mất thanh lôi đi theo cái tư giã đi về phía hậu viện chưa đến một canh giờ thăng liền năm cấp mấy chuyện này đừng nói ma nguyên trai toàn bộ các cửa hàng lớn ở trạm trung chuyển tầng thứ tư mạ uyên chỉ sợ cũng chưa từng phát sinh qua lâm bắc thần nhìn theo bóng lưng cao gầy uyển chuyển của thanh lôi đột nhiên lớn tiếng nói này thanh lôi nghi hoặc xoay người nhìn hắn Lâm Bắc Thần nói, thiếu gia ta vô cùng thích bộ chế phục màu đỏ này của ngươi. Lát nữa, sau khi tấn thăng, xong, ngươi đừng thay quần áo, cứ mặc bộ chế phục này trở về. Vâng. Thanh lôi gật đầu đồng ý, sau đó rời đi. Trong viện lại vang lên tiếng cười. Một đám LSP, Lâm Bắc Thần âm thầm khinh thường trong lòng. Hắn khác. Sở dĩ hắn đột nhiên thay đổi chú ý, lựa chọn giúp Thanh Lôi, là vì hắn nghe được nàng đang vất vả nuôi đứa con gái của mình nữ nhân yếu đuối nhưng là người mẹ, nàng lại có thể làm được. Lâm Bắc Thần không giải thích được xuyên đến đông đạo Trân Châu, trong lòng tiếc nuối nhất chính là cha mẹ của hắn. Vì thế, hắn rất hay dễ bị tình mẫu tử đà động. Trong phạm vi năng lực của hắn, hắn lựa chọn giúp đỡ thiếu phụ xinh đẹp đó một tay, vừa làm chuyện tốt lại thỏa mãn hư vinh đạo đức của mình. Quả thật vẹn cả đôi đường. Nếu tính chút lãi suất nhỏ với tiểu thiếu phụ Mỹ lệ này cũng không tính là quá phận chứ. Đây chính là mưu trí của Lâm Đại Thiếu đơn giản mà thuần túy. Một lát sau, thanh lôi làm xong thủ tục tấn thăng đã quay lại. Tiểu thiếu phụ quả nhiên không thay váy đỏ. Nhưng lệnh bài thân phận trước ngực đã đổi thành cái khác. Sau khi kiểm tra đối chiếu xong, vụ giao dịch được hoàn thành. Bên trong kỳ lân tam đại tinh thể của Lâm Bắc Thần, có thêm 70 vạn điểm tín ngưỡng. Đủ rồi. Không để ý đến cái tứ giã giữ lại, Lâm Bắc Thần thu dọn đồ đạc của mình. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, hắn quay người rời khỏi ma nguyên trai hắn chuẩn bị đi dạo một vòng các quầy hàng trong trạm trung chuyển, xem có thứ gì thú vị có thể mua sắm hay không, xem như món quà nhỏ. Sau khi quay lại đông đạo Trân Châu, hắn sẽ tặng cho Thiên thiến, thiên thiên, tần tỷ tỷ, lăng thần, bạch khâm vân, dạ vị ương. Đây là tu dưỡng của một hải vương. Tuyệt đối không thể coi nhẹ. Nhưng hắn đi được một lát, đột nhiên dừng bước. Cô nương, vì sao ngươi cứ luôn đi theo ta mãi thế? Lâm Bắc Thần quay người lại hỏi. Đối diện với hắn là thanh lôi mặc áo màu đỏ bó sát người, cổ chữ V khoét sâu, giống như một đóa hoa hồng màu đỏ kiều diễm, thanh tú động lòng người. Ta ta muốn hỏi khách nhân có việc gì cần ta làm hay không? Tiểu thiếu phụ Mỹ lệ lắp bắp nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồ vật đẹp thường hay khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Người đẹp, công hiệu lại gấp bội. Nhìn gương mặt xinh đẹp của tiểu thiếu phụ Mỹ lệ đang đỏ bừng, ấp a à ấp úng hỏi hắn, lâm bắc thần dưới cái mặt nạ cũng không khỏi mỉm cười. Không cần ngươi làm gì nữa đâu. Lâm Bắc Thần khoát tay, thoải mái nói, "Ngươi cứ quay về làm việc của mình đi." "Sao?" Câu trả lời này hoàn toàn không giống như Thanh Lôi đã nghĩ. Trước đó, nàng còn tưởng rằng Lâm Bắc Thần trực tiếp rời đi là dục cầm Cố Túng, cho nên, nàng cố ý để Lâm Bắc Thần đạt được ý muốn. Không nghĩ đến đã đến nước này rồi, Lâm Bắc Thần vẫn không hề có bất kỳ một yêu cầu nào. Nhưng ta, Thanh Lôi ấp úng, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại không biết nên biểu đạt như thế nào. Làm sao chẳng lẽ ngươi có ý với ta? Lâm Bắc Thần làm ra vẻ khiếp sợ, ta chỉ có lòng tốt muốn giúp ngươi, ngươi lại ham sắc đẹp của ta, có suy nghĩ xấu đối với ta. Ngươi đang lấy oán trả ơn đấy. Gương mặt trứng ngỗng trắng nõn của thanh lôi lại càng đỏ hơn. Giống như bị đốt, càng lúc càng đỏ. Không phải, ta. Nàng liên tục khoát tay, không biết nên giải thích như thế nào. Ha ha. Lâm Bắc Thần phá lên cười. Trêu chọc tiểu thiếu phụ này đúng là có chút thú vị. Ngươi có phải muốn báo đáp ta, hắn thu lại trò đùa của mình tiểu thiếu phụ mỹ lệ thanh lôi liên tục gật đầu như gà mổ thóc lâm bắc thần dơ ngón tay giữa lên xoa mi tâm thiếu chút nữa đã nhấc cái mặt nạ lên hắn vội vàng thu tay lại nếu nói như thế người theo giúp ta mua một ít đồ ta muốn dạo một vòng ở đây mua ít quà tặng cho mấy người bạn thanh lôi lập tức như chút được gánh nặng trên gương mặt xinh xắn hiện lên sự vui vẻ nàng gật đầu nói vâng khách nhân muốn mua cái gì ta quen hết tất cả cửa hàng ở trạm trung chuyển tầng thứ tư ma uyên này nói đến đây nàng còn thoải mái làm mặt quỷ ta còn có thể mặc cả cho khách nhân ta ép giá siêu lắm ta biết lâm bắc thần không nhịn được tiếp tục trêu chọc hôm nay ngươi khiến ta lỗ hơn một vạn điểm tín ngưỡng rồi đấy tiểu thiếu phụ mỹ lệ đỏ mặt nhỏ giọng giải thích nhưng ta thật sự không có cách nào cho ra giá cao hơn hai người một trước một sau đi tới lâm bắc thần quay đầu lại nhìn nàng kỳ quái hỏi ngươi đi đằng sau làm gì Giúp ta ép giá không phải nên đi song song với ta hay sao? A, à, vâng. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi vội vàng cẩn thận bước lên. Lâm Bắc Thần im lặng một lát, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Bộ áo giáp màu đen của hắn là do Hương Nhan tế, Tư thần điện số 98 tặng. Nếu chẳng may nữ tế từ lúc nào cũng thèm cơ thể hắn kia nhất thời hứng khởi quay về, thấy hắn đưa một tiểu thiếu phụ thiên kiều bá mị cùng nhau dạo phố, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? mặc dù lâm đại thiếu cảm thấy hắn quang minh chính đại không thẹn với lương tâm nhưng nếu chẳng may sinh ra một số xung đột không cần thiết e hèm tú dưỡng của một hải vương ưu tú khiến cho hắn ý thức được càng là chuyện nhỏ thì càng không thể khinh thường nhất định phải đề phòng cẩn thận hai tay chuẩn bị ngươi có biết cửa hàng nào bán y giáp hay không hắn hỏi hắn nên thay một bộ quần áo trước rồi nói sau hiệu may giáp trụ nổi tiếng nhất ở đây là kim ngọc thành y của đại hoang thần tộc là nơi có kiểu dáng áo giáp thịnh hành nhất toàn bộ đại hoang thần thành hiện nay. Tiếp theo là thần hệ văn hương các có tuổi đời hơn trăm năm. Tiểu thiếu phụ trả lời vanh vách. Có đắt không? Lâm Bắc thần hỏi. Đối với đại nhân vật như ngài mà nói, tuyệt không đắt. Tiểu thiếu phụ mặt trứng ngỗng nói. Đừng, ta không phải đại nhân vật gì đâu. Lâm Bắc thần không chút che giấu nói. Tìm một cửa hàng y giáp thường thường thôi. Tiểu thiếu phụ mặt trứng ngỗng khẽ giật mình. Nàng cảm thấy Lâm Bắc thần đang cố ý đùa nàng tuy nhiên đối với nàng mà nói nam nhân cần kiệm dễ dàng có ấn tượng tốt hơn so với nam nhân xa hoa vô độ nàng cùng với lâm bắc thần đến một cửa hàng nhỏ nằm ở biên giới trạm trung chuyển có tên là lão thái giai tài phùng điếm thần giới mà cũng có may vá hắc thú vị thật cửa hàng này cũng là cửa hàng có tuổi đời trên trăm năm ở trạm trung chuyển tay nghề của chủ cửa hàng đặc biệt tốt hàng đẹp giá rẻ đứng trước cửa hàng cũ kỹ thanh lôi chuột dạ giải thích sợ lâm bắc thần trách móc hay ghét bỏ lâm bắc thần mỉm cười cất bước tiến vào một lát sau hắn lựa được một bộ khinh giáp da thú màu trắng che phủ đầy đủ từ đầu đến chân còn có áo lót quần áo trong và một chiếc mặt nạ da thú màu trắng hình ngọn lửa nếu ta mặc cái này cho dù hương nhan tế tư có đến cũng không từ quần áo mà nhận ra ta ha ha ta đúng là thông minh lâm bắc thần vô cùng đắc ý sau khi từ một bộ đồ màu đen đổi thành màu trắng cả người hắn tản ra khí chất và sự khác biệt rõ ràng giống như một thích khách trong bóng tối biến thành một kiếm khách hành tẩu giang hồ. Từ vẻ mặt đang run sợ của tiểu thiếu phụ mặt trứng ngỗng là có thể thấy được. Mặc dù che mặt, nhưng Lâm Bắc Thần Thân là đệ nhất Mỹ nam tử đông đạo Trân Châu, tỷ lệ dáng người và chiều cao lại rất hoàn mỹ, cộng thêm bộ khinh giáp da thú màu trắng phụ trợ, lại càng tài trí bất phàm. Gương mặt tiểu thiếu phụ xinh đẹp đỏ ửng, lúc này mới thu hồi lại ánh mắt. Ngươi có muốn mua một hai bộ cho mình không? Lâm Bắc Thần đeo mặt nạ da thú hình ngọn lửa, thuận miệng hỏi. A, à, không, không cần." Tiểu thiếu phụ chân dài liên tục khoát tay. Tiền của nàng cũng không thể lãng phí cho những thứ này được. Lâm Bắc Thần ồ một tiếng, cũng không nói mấy câu để ta mua cho ngươi. Điều này không phù hợp với cách làm người của hắn, cũng không phù hợp với những gì theo mà hắn theo đuổi. Thân là mỹ nam tử, từ trước đến nay chỉ có hắn ăn không của người khác. Sau đó, hai người tới lui giữa những cửa hàng ở trạm trung chuyển. Lâm Bắc Thần thích nhất là nơi tràn ngập khí tức con buôn đầy khói lửa như thế này nơi này mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc giống như quay về chợ bán thức ăn ở trái đất vì thế hắn bắt đầu nhặt rác trước sau đều là những món đồ chơi nhỏ không tốn bao nhiêu tiền tiểu thiếu phụ chân dài ngực to giống như cái đuôi nhỏ đi theo bên cạnh vẫn không quên sứ mệnh tận chức trách giúp hắn trả giá không thể không thừa nhận phụ nữ ở phương diện trả giá đều có thiên phú dị bẩm nhất là đối với những cửa hàng di động luôn thách giá cao lần nào tiểu thiếu phụ cũng giúp lâm bắc thần chọn được giá thấp hơn so với giá bán ra ban đầu đến 1 phần 3, từ đó mua được món hàng mình thích. Ta nghe người khác nói ngươi còn có một đứa con gái. Lâm Bắc Thần vừa chọn hàng vừa thuận miệng hỏi. Sắc mặt thanh lôi có chút ảm đạm, đúng vậy, năm nay con bé được 3 tuổi, sống nương tựa cùng với ta. Chồng của ngươi đâu? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Chết rồi. Trong giọng nói của Thanh Lôi mang theo sự băng lãnh và hận ý hiếm thấy. Ồ, chết như thế nào? lâm bắc thần ngồi xổm trước một quầy hàng đồ cổ ánh mắt tùy ý dò xét hắn cầm lấy tượng thần mặt ác quỷ với ba cánh tay ước lượng một chút cũng khá nặng thanh lôi nhìn thoáng qua bóng lưng của lâm bắc thần suy nghĩ trở lại hiện thực đột nhiên thoát khỏi tâm trạng tiêu cực giọng nói bình tĩnh lại giống như đang kể chuyện của người khác hắn bỏ đi cùng với những nữ nhân khác chẳng những bỏ ta mà còn bỏ luôn đứa con gái đang bị bệnh nặng mặc kệ không hỏi cho nên ta xem như hắn đã chết rồi sao trong lòng lâm bắc thần hơi động có cố sự. Ta nghĩ chồng của ngươi nhất định rất đẹp trai, cũng rất có bản lãnh. Lâm Bắc Thần nói. Tiểu thiếu phụ thanh lôi vô thức hỏi, tại sao ngươi biết? Nói xong, nàng lập tức nhận ra hình như nàng đã hỏi sai. Tại sao lại đứng trước mặt một nam nhân khác nói nam nhân của mình đẹp trai, và tài hoa hơn chứ? Ông chủ, vật này bán như thế nào? Lực chú ý của Lâm Bắc Thần tập trung vào vụ mua bán trước mắt. Hắn cầm pho tượng mặt ác quỷ ba cánh tay đưa ra, ngẩng. Đầu hỏi ông chủ cửa hàng mặc áo bào đen ba vạn điểm tín ngưỡng toàn thân cao thấp của ông chủ được bao trùm bên trong áo bào đen chỉ lộ ra đôi mắt nhìn không ra hắn bao nhiêu tuổi cũng không phân biệt được nam hay nữ giọng nói khàn khàn hiển nhiên là cố ý giả vờ lâm bắc thần ném lại pho tượng ác quỷ ba cánh tay đứng dậy chuẩn bị rời đi này này giọng nói chủ quán có chút sốt ruột ngươi có thể trả giá mà ta sợ ta trả giá ngươi sẽ tức giận lâm bắc thần buông tay nói không sao đâu ngươi cứ yên tâm mà trả giá làm ăn thì phải có thương có lượng chứ." Chủ quán nói, "80 điểm tín ngưỡng." Lâm Bắc Thần một đao chặt xuống văng máu tung tóe. Chủ quán rất thẳng thắn, "Bán mẹ nó." Lâm Bắc Thần không khỏi kinh ngạc, cái thằng chó này, mặc dù là quầy hàng lưu động nhưng cũng quá chó. Suy nghĩ một chút, hắn cũng không nói gì nữa, lấy ra Kỳ Lân Tam Đại Siêu Đạo Tinh Thể, chuẩn bị trả tiền. "Này, khách nhân, xin chờ một chút." Tiểu thiếu phụ mặt trứng ngỗng vội vàng lên tiếng nhắc nhở vừa rồi nàng cho rằng mình nói sai khiến lâm bắc thần không vui nhất là lâm bắc thần không nói chuyện với nàng trong lòng lo sợ nhất thời quên mất chức trách ép giá của mình mắt thấy lâm bắc thần thật sự muốn mua pho tượng ác quỷ ba cánh tay nàng vội vàng nói khách nhân pho tượng này là thứ không đáng tiền ngài đừng nàng còn chưa nói xong chủ quán không vui nói tiểu cô nương nếu ngươi không hiểu thì đừng nên nói lung tung ta đạt được bức tượng này khi thăm dò một khu vực thần thành mê vụ niên đại xa xưa không phải phàm vật. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi cũng không rằng co với chủ quán, chỉ quay sang nhìn Lâm Bắc Thần, lắc đầu liên tục, ra hiệu hắn đừng mua. Lâm Bắc Thần cũng không để ý đến nàng, trả 80 điểm tín ngưỡng, mua lấy pho tượng ác quỷ ba cánh tay màu đen kia. Rời khỏi quầy hàng, tiểu thiếu phụ Thanh Lôi lại càng lo sợ bất an. Có phải ngươi đang giận? Giọng nói của nàng ôn nhu mà trong veo. Tại sao lại phải giận? Lâm Bắc Thần vuốt pho tượng ác quỷ ba cánh tay màu đen trong tay, thuận miệng hỏi ta không nên nhắc hắn trước mặt ngươi. Tiểu thiếu phụ ngượng ngùng chỉ ra sai lầm của mình. Lâm Bắc thần khẽ giật mình, cười nói, ngươi nói như thế, hẳn ngươi cho rằng ta là nam nhân của ngươi sao? Tiểu thiếu phụ e lệ cúi đầu. Thái độ của nàng rất khác thường, chủ động như thế, chẳng lẽ còn chưa nói rõ vấn đề hay sao? Hay là, chàng thanh niên này hoàn toàn không chọn chúng nàng, chỉ tùy tiện dạo chơi nhân gian, trêu chọc nàng mà thôi. Ôi chao, còn ủy khuất nữa lâm bắc thần cười nói người biết ta là người như thế nào không có biết ta tên gì không tiểu thiếu phụ ngẩng đầu mắt to trong trẻo nói đúng vậy nô gia còn chưa hỏi tên của khách nhân lâm bắc thần đáp ta họ tướng họ hướng tiểu thiếu phụ nhớ lại các chiến sĩ quyến tộc thần hệ trong đại hoang thần thành dường như không có đại tộc nào họ hướng cả nàng nói hẳn là một họ rất thưa thớt đúng vậy ta họ tướng tên cũng chỉ có một chữ công lâm bắc thần nghiêm túc nói thì ra là tướng công. Tiểu thiếu phụ vô thức đọc lên hai chữ. Nàng lập tức cảm thấy không đúng. Đột nhiên nàng rậm chân, gương mặt trắng nõn trong nháy mắt đỏ ửng, chỉ cảm thấy gò má nóng bừng, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Nàng bị tên gia hỏa này đùa giỡn. Nàng cúi đầu, gần như muốn vùi mặt vào cái rãnh ngực sâu hóm của mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.